Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 187. Hoàng Doanh do dự một chút, sau đó nói. Dương huynh, nếu thần linh linh mạch bị ngươi mang đi, tối đa 10 năm, vĩnh hằng quốc độ sẽ trở thành thế giới điêu tàn. Không nói 10 năm, ngay lúc này, rất nhiều nơi linh khí đã bắt đầu khô kiệt. Dương Diệp cười nói. Sau đó thì sao? Hoàng Doanh trầm mặc. Dương Diệp nhìn đám người Hoàng Doanh. Như vậy đi. Ta giao thần linh linh mạch cho các ngươi, được không? Sắc mặt đám người Hoang Doanh có chút khó coi. Nhận lấy. Thu không nổi a. Mạt pháp chi địa hết cách với Dương Diệp, nhưng có biện pháp làm thịt bọn hắn a. Nếu như bọn hắn nhận, không cần phải nói, mạt pháp chi địa khẳng định sẽ lập tức tìm tới tận cửa. Lúc kia bọn hắn lấy cái gì ngăn cản mạt pháp chi địa? Dương Diệp giang tay ra. Chính các ngươi không cần nha. Hoang Doanh cười khổ. Dương huynh, Dương Diệp lắc đầu, không phải ta muốn mang thần linh linh mạch đi, ta cũng không phải muốn hủy diệt vĩnh hằng quốc độ, ta và vĩnh hằng quốc độ còn không có thủ oán lớn như vậy. Ta mang nó đi, là bởi vì các ngươi không có năng lực thủ hộ nó. Hơn nữa, nó cũng tự nguyện đi theo ta, các ngươi cũng nhìn thấy. Mọi người trầm mặc. Dương Diệp cũng không muốn nói nhiều, hắn muốn rời đi, lúc này, bên cạnh Hoang Doanh, một nam tử đột nhiên nói. Các hạ mang thần linh linh mạch đi, chẳng khác nào tuyệt sinh lộ của chúng ta, không chỉ chúng ta, là sinh lộ của cả vạn giới và vĩnh hằng quốc độ, các hạ phải nghĩ lại. Dương Diệp dừng bước, hắn quay người nhìn về phía nam tử kia. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Nam tử trầm giọng nói. Tự nhiên là lưu thần linh linh mạch lại. Dương Diệp nói. Ta đã nói rồi, ta nguyện ý lưu lại, trước kia thần linh linh mạch này cũng nói. Chỉ cần các người nguyện ý bảo hộ nó liền lưu lại. Như vậy các người nguyện ý bảo hộ nó không? Nghe vậy, sắc mặt nam tử kia khó coi. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại nói. Các hạ là một phần tử của vĩnh hằng quốc độ, sao không cùng chúng ta đồng thời bảo hộ thần linh? Dương Diệp cười nói. Được. Mọi người ngây ngẩn, đáp ứng dễ dàng như vậy. Dương Diệp cười nói. Ta tự nhiên biết rõ, thêm một người bạn hơn thêm một kẻ địch. Ta nguyện ý cùng các ngươi chung một chỗ thủ hộ thần linh, bất quá. Nói đến đây, hắn nhếch miệng cười cười. Các ngươi cũng biết, địch nhân của ta chứ, là mạt pháp chi địa, còn có một chút tồn tại thần bí, ta giúp các ngươi thủ hộ thần linh, vậy các ngươi có nguyện ý giúp ta đối phó bọn hắn không? Chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, nếu như cùng một chỗ, nhất định có thể cạo chết bọn hắn. Nghe vậy, thần sắc mọi người biến thành cực kỳ đặc sắc. Cùng Dương Diệp chung một chỗ. Cùng Dương Diệp chung một chỗ, vậy thì phải đối mặt mạt pháp chi địa, thậm chí một ít cửu nhân cường đại của Dương Diệp. Dương Diệp rất đáng sợ, nhưng mạt pháp chi địa không đáng sợ sao? Trong chàng yên tĩnh trở lại, Dương Diệp nhìn về phía nam tử trước đó nói chuyện. Như thế nào, không muốn sao? Nam tử trầm giọng nói. Các hạ, người đây là ép buộc, ngươi. Ngay lúc này, một tàn ảnh lóe lên. Nam tử nói chuyện té bay ra ngoài. Sắc mặt mọi người biến hóa, thế nhưng không người nào dám động thủ. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử không ngừng lăn lộn kia. Muốn cùng phú quý, lại không muốn chung hoạn nạn, nhanh về ngủ đi, loại chuyện tốt này, trong mộng có rất nhiều. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch quay người rời đi. Những người này muốn để cho Dương Diệp hắn thủ hộ vĩnh hằng quốc độ, nhưng lại không muốn cùng hắn chung một chỗ bảo vệ. Nói trắng ra là, chuyện tình dốc sức liều mạng để cho Dương Diệp làm, mà bọn hắn không chỉ không liều mạng, ngược lại còn muốn lấy chỗ tốt. Đây chính là nguyên nhân Dương Diệp nổi giận. Nhìn Dương Diệp rời đi, đám người Hoang Doanh im lặng không nói, cũng không người nào dám ra tay ngăn trở. Ngăn trở. Dương Diệp này điên lên còn đáng sợ hơn mạt pháp chi địa. Thảo phạt Dương Diệp. Đương nhiên, cũng chỉ là hô cho có phong trào mà thôi. Không người nào dám thật sự đi tìm Dương Diệp cả. Bất quá giờ phút này Dương Diệp thật trở thành kẻ thù của vĩnh hằng quốc độ rồi. Chiến giới. Trên tường thành, Diệp Chi Bắc và Lưu Huyên kề vai sát cánh đứng ở trên tường thành. Có lẽ là bởi vì Dương Diệp, bây giờ Diệp Chi Bắc đã trở thành một trong mấy nhân vật lãnh tụ của chiến giới. Tất cả mọi người hiểu sự an bài này. Đơn giản là sợ một ngày chiến giới gặp nạn. Dương Diệp sẽ nể mặt Diệp Chi Bắc thuận tiện tương trợ thoáng một phát, hoặc có lẽ là, để cho Diệp Chi Bắc nói tốt vài câu. Diệp Chi Bắc cũng không cự tuyệt,
nàng rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp, nói đàng hoàng, hắn cái gì cũng không so đo, ở đại sự hắn cũng sẽ giúp ngươi, nhưng làm hắn khó chịu, vậy chúc mừng, ngươi xong đời rồi. Bất kể là báo ân hay báo thù, hắn đều làm rất cực đoan. Đã biết chưa? Lưu Uyên hỏi. Diệp Chi Bắc gật đầu. Lưu Uyên cười nói. Với chúng ta mà nói, không phải chuyện xấu, ít nhất hiện tại bọn hắn sẽ không một mực nhìn chằm chằm vào chúng ta. Diệp Chi Bắc nói khẽ. Nghe nói rất nhiều người muốn thảo phạt hắn. Lưu Uyên cười nói. Rất bình thường, so sánh với mạt pháp chi địa cao cao tại thượng, kỳ thật Dương Diệp không quá đáng sợ. Ta dám đánh cuộc, nếu như là mạt pháp chi địa cướp thần linh linh mạch, bọn hắn khẳng định ngay cả dám cũng không dám thả, biết rõ vì sao không. Diệp Chi Bắc nhìn về phía Lưu Uyên, Lưu Uyên cười nói. Bởi vì Dương Diệp hắn là một người có nguyên tắc, người không làm hắn bực, hắn sẽ không tùy tiện nổi điên, nhưng mạt pháp chi địa không giống, bọn hắn cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh, bất kể làm cái gì, chỉ cần thực lực không mạnh bằng bọn hắn, những người kia đều không dám nói gì. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Người tốt và người xấu, rất nhiều người luôn ưa thích khi dễ người tốt, bởi vì bọn họ cảm thấy người tốt dễ khi dễ, trái lại người xấu, bọn hắn không chỉ không dám khi dễ, ngược lại còn sẽ khắp nơi để người xấu khi dễ. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đây là thiên tính của con người. Diệp Chi Bắc nói khẽ. Hắn không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, bất quá nếu như làm hắn phát bực, hắn sẽ là người đáng sợ nhất. Hy vọng người của Vĩnh Hằng quốc độ này không nên đi tìm đường chết. Lưu Uyên gật đầu, sự đáng sợ của Dương Diệp, nàng đã lãnh hội qua. Gần đây Dương Diệp đến dưới thành giết hồn giáo giáo chủ, nếu không phải cố kỵ Diệp Chi Bắc và nàng ban đầu tương trợ, Dương Diệp có thể sẽ đổ thành, thật, hắn sẽ đổ thành. Chúng ta muốn đi ra ngoài không? Diệp Chi Bắc hỏi. Lưu Uyên lắc đầu. Không đi ra ngoài, hiện tại ra ngoài, nơi đây sợ là phải chết hơn 90% người. Diệp Chi Bắc gật đầu. Cũng phải. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Hy vọng còn có một ngày gặp lại. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch rời đi, đi thẳng tới cửu trọng không gian, ở trong phạm vi tam duy vũ trụ, chỗ này đối với hắn là an toàn nhất, bởi vì Linh ở nơi này là người mình. Có người muốn đi lên, hắn sẽ biết rõ. Dương Diệp về Hồng Mông Tháp, vừa mới vào tháp, hắn cảm thấy một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần. Đây chính là linh khí của thần linh linh mạch. Thần linh linh mạch này đi vào Hồng Mông Tháp, có thể nói, Hồng Mông Tháp lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là linh khí, quá sung túc. Đương nhiên Tiểu Bạch cũng có thể làm được, bất quá tiểu tử này cực kỳ lười, muốn nàng mỗi ngày phun linh khí. Đó là không có khả năng. Tu luyện một ngày chơi hai ngày, thời gian còn lại vẫn là chơi. Thần linh linh mạch đi vào Hồng Mông Tháp liền tiến vào lòng đất. Dương Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được, vạn vật trong Hồng Mông Tháp dần dần phát sinh biến hóa. Chỗ này, linh khí có thể nói là nhiều nhất của tam duy vũ trụ rồi. Thần linh duy nhất ở chỗ này, Tiểu Bạch cũng ở nơi đây, có thể nói, không chỗ nào có thể sánh được nơi này. Dương Diệp lần nữa về tới phòng tu luyện, An Nam Tĩnh vẫn đang tu luyện, lúc trước hắn không có quấy rầy An Nam Tĩnh. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tu luyện. Lúc trước kỳ thật hắn đã cảm giác được đột phá, nhưng bởi vì chuyện của thần linh linh mạch, hắn không thể không đi theo Tiểu Bạch. Sự tình Tiểu Bạch muốn làm, hắn tự nhiên là ưu tiên sắp thứ nhất. Đột phá cực hạn mệnh cảnh. Ở bên cạnh hắn, khí tức của An Nam Tĩnh đã hoàn toàn biến mất, Dương Diệp ngồi ở bên người nàng, hắn cũng không cảm giác được nàng. Trong lòng Dương Diệp cười khổ, không cần phải nói, An Nam Tĩnh nhất định là sắp đột phá. Nàng mới thật sự là yêu nghiệt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đang muốn bắt đầu, ngay lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Diệp nhìn về phía Tô Thanh Thi có chút lo lắng. Nhanh đi ra xem một chút, nhị nha muốn ăn thần linh linh mạch, Tiểu Bạch sắp ngăn không được rồi. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Nàng lại phát bệnh tham ăn nữa. Thiên tính, nhị nha không phải người, là yêu thú. Mặc dù bây giờ nàng đã tương đương với bán nhân, nhưng thiên tính của nàng còn không biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp và Tô Thanh Thi đi tới chỗ của nhị nha. Khi bọn hắn tới đây, sắc mặt của Dương Diệp và Tô Thanh Thi lập tức thay đổi.
Thần linh linh mạch nằm dạp trên mặt đất, mà ở trên đầu nó, là Nhị Nha và Tiểu Bạch. Thần linh linh mạch đã bị đánh ngã. Chứng kiến Dương Diệp đến, Tiểu Bạch lập tức thở dài một hơi, nàng vội vàng mang theo Nhị Nha đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó Tiểu Trảo bắt đầu vung múa. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Nhị Nha, nói khẽ. Nhị Nha, cái kia không thể ăn, biết không? Nhị Nha nhếch miệng. Thế nhưng ta muốn ăn a, Dương ca ca, nếu như ta ăn nó, ta khẳng định có thể lập tức hấp thu xong những nội đan kia, sau đó giúp ngươi đánh nhau. Dương Diệp nhíu mày. Nhìn thấy Dương Diệp nhíu mày, Nhị Nha có chút chột dạ cúi đầu xuống. Nhị Nha chỉ kính sợ hai người, một cái là Dương Diệp, còn có một là An Nam Tĩnh. Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Nhị Nha, nếu như để cho ngươi ăn ta, ăn Tiểu Bạch, ngươi sẽ cường đại trước đó chưa từng có, ngươi có ăn không? Nhị Nha quyết đoán lắc đầu, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như có một ngày ta muốn thương tổn Dương ca ca và Tiểu Bạch, ở trước đó, ta sẽ một chưởng đập vỡ đầu mình. Ngữ khí rất kiên định, cũng rất nghiêm túc, nàng không nói đùa. Dương Diệp ôn nhu nói. Nhưng ngươi không phát hiện sao, ngươi đã càng lúc càng sắp khống chế không nổi mình rồi. Nhị Nha cúi đầu. Đặc biệt là sau khi thôn phệ nội đan, Nhị Nha càng ngày càng thô bạo, càng ngày càng bạo lực, cũng càng ngày càng khống chế không nổi mình. Dương Diệp nói khẽ. Nhị Nha, trước kia ngươi rất lợi hại, vô cùng lợi hại, nếu như ngươi không thể khống chế mình, ngươi rất có thể sẽ biến thành ngươi lúc trước, khi đó, ngươi có thể sẽ tổn thương ta và Tiểu Bạch. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Nàng thân cận với Nhị Nha, nhưng mà gần đây, khí tức trên người Nhị Nha để cho nàng có chút sợ. Ở thời kỳ đỉnh phong, Tiểu Bạch và Nhị Nha là tương sinh tương khắc, các nàng khắc chế đối phương, nhưng cùng lúc, cũng kiêng kỵ lẫn nhau. Dương Diệp lại nói, Nhị Nha, tin tưởng ta, lực lượng cường đại không phải là ăn ra, đương nhiên, ngươi ăn nó đi, xác thực có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biến thành vô cùng lợi hại. Tu luyện, ngươi cần tu luyện, ngươi cần chiến thắng chính mình. Nhị Nha nhìn thoáng qua thần linh linh mạch cách đó không xa, nàng đong đưa cái đầu nhỏ nói. Ta không ăn nó. Có chút ủy khuất. Dương Diệp khẽ cười nói. Đừng ủy khuất, ngươi muốn ăn nó, không phải là nhìn chúng linh khí của nó sao, như vậy đi, để cho Tiểu Bạch và nó mỗi ngày cố định truyền cho ngươi một ít linh khí, như thế nào? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhị Nha gật đầu. Được. Dương Diệp cười nói. Ngươi a, đừng ủy khuất, Nhị Nha, người của chúng ta ngươi không thể ăn, nhưng nếu như là địch nhân, ngươi có thể tùy tiện ăn. Nghe vậy, ánh mắt Nhị Nha sáng lên, nàng nắm tay của Dương Diệp. Dương ca ca ngươi tốt nhất rồi. Dương Diệp lắc đầu cười cười, cái đồ tham ăn này. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thở dài một hơi, thiên tính của Nhị Nha, hắn không thể đơn thuần áp chế, bởi vì ép quá mức, nhất định sẽ ra vấn đề. Nếu như không áp chế mà nói. Vậy lấy tính cách của Nhị Nha, sợ là ăn hết tất cả những nàng nhìn thấy. Dương Diệp lần nữa vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha, sau đó hắn đi tới trước thần linh linh mạch, vừa rồi nó bị Nhị Nha đánh không nhẹ. Bất quá còn tốt, Tiểu Bạch kịp thời ngăn cản, tăng thêm Nhị Nha không có hạ tử thủ, bởi vậy thần linh linh mạch không có vấn đề lớn lao gì. Dương Diệp nói khẽ, thần linh huynh, xin lỗi. Thần linh linh mạch nhìn thoáng qua Nhị Nha cách đó không xa. Sau đó nhẹ nhàng lắc. Việc nhỏ. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha cúi đầu, chân phải nhẹ nhàng đá đất mặt, giả vờ ngây ngốc. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Trảo vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Nhị Nha, ý là nhanh đi nhận sai. Dù sao nếu nàng phạm sai lầm, chỉ cần nàng nhận sai, Dương Diệp sẽ tha thứ nàng. Lần nào cũng đúng. Cuối cùng, Nhị Nha ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp đi tới trước thần linh linh mạch. Chứng kiến Nhị Nha, thần linh linh mạch vô cùng kiêng kỵ. Nhị Nha giống như thiện linh, uy hiếp quá to lớn. Đương nhiên, nàng đối với ác linh uy hiếp càng lớn. Nhị Nha nhìn thoáng qua thần linh linh mạch, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, sau này ta không ăn ngươi nữa. Dương Diệp cười khổ, ra hỏa này. Hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Hôm khác ta dẫn ngươi đi biên giới tứ duy vũ trụ, chúng ta đi nơi kia tìm cự nhân cho ngươi ăn. Nghe vậy, con mắt Nhị Nha lập tức sáng ngời. Thật sự,
Dương Diệp gật đầu. Nhị Nha cười hắc hắc. Dương ca ca, ngươi là người tốt nhất trên thế giới. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, Nhị Nha cũng biết nịnh hót. Dương Diệp cười ha ha, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Chơi một chút rồi về tu luyện đi. Nhị Nha vụng trộm liếc Dương Diệp ở xa xa, sau đó nói. Ta cảm thấy lại qua một đoạn thời gian, như Dương ca ca, ta có thể đánh 10 cái. Tiểu Bạch thè lưỡi ra liếm mướt quả, đầu lưỡi ngừng lại, nàng nhìn Nhị Nha, con mắt nhấp nha nhấp nháy. Nhị Nha lại nói. Ta nói thật. Nàng rất nghiêm túc. Tiểu Bạch liếc Dương Diệp ở xa xa, sau đó nàng nhìn về phía Nhị Nha, tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ. Ý là, người phải khiêm tốn một chút, bằng không thì sẽ nát mông. Nhị Nha gật đầu. Ít xuất hiện, ít xuất hiện. Cứ như vậy, hai tiểu gia hỏa biến mất ở xa xa. Bên kia, Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhị Nha và Tiểu Bạch, lắc đầu cười cười, sau đó nhìn về phía thần linh linh mạch. Lần này là ta sơ sẩy, thật sự xin lỗi. Thần linh linh mạch lắc đầu. Nàng tâm tính trẻ con, việc nhỏ. Tâm tính trẻ con. Dương Diệp mỉm cười, hảo cảm với thần linh linh mạch tăng nhiều. Cuối cùng là lão quái vật sống vô số năm, lòng dạ và khí độ là phải có. Lúc này thần linh linh mạch kia đột nhiên nói. Nơi đây rất tốt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thần linh linh mạch, thần linh linh mạch nói khẽ. So với bên ngoài, ta nguyện lưu ở chỗ này. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Bên ngoài. Thần linh linh mạch lắc đầu. Biết không, bất kể là nhân tộc hay tộc gì, tham lam đều không có giới hạn. Còn nữa, ta không hề thiếu nợ bọn hắn cái gì, ta cũng không thuộc về bọn hắn. Sở dĩ vĩnh viễn dừng lại ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, đơn giản là vì ở đó quen. Mà hôm nay, ân tình này đã báo, ta muốn ly khai, không quan hệ tới bất kỳ người nào. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thần linh huynh, nếu như người nguyện ý lưu ở nơi đây, ta cực kỳ hoan nghênh, đương nhiên, nếu như người muốn ly khai, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt không ngăn trở, chỉ cần ngươi muốn, lúc nào ngươi cũng có thể rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đa tạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó kéo Tô Thanh Thi quay người rời đi. Phía sau núi Kiếm Tông. Dương Diệp và Tô Thanh Thi đi dạo trong núi, gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ chập chờn. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy dắt tay đi tới. Rất nhanh, hai người tới bên vách núi, bầu trời xa xa cực kỳ tường hòa. Đầu Tô Thanh Thi nhẹ nhàng dựa vào trên vai Dương Diệp. Ta và ngươi quen biết bao nhiêu năm, ngươi biết không? Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, rất nhanh, hắn lắc đầu. Hắn xác thực không biết. Tô Thanh Thi nói khẽ. Không tính thời gian ở trong phòng tu luyện, đã sắp 30 năm. Dương Diệp vòng tay qua bờ eo của Tô Thanh Thi, không nói gì. Tô Thanh Thi nói khẽ. Mà thời gian ngươi ở cùng chúng ta, vẫn chưa tới 5 năm. Thân hình Dương Diệp khẽ run lên. Tô Thanh Thi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng cười nhẹ, nụ cười này làm trăm hoa thất sắc. Dương Diệp nói khẽ. Thật xin lỗi. Tô Thanh Thi lắc đầu. Ta và ngươi một thể, không cần như thế. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Ta cũng không phải trách ngươi, con đường này đi tới, vô số người dần dần biến mất, chúng ta còn có thể đi tới nơi này, hơn nữa cùng một chỗ, đã không dễ dàng. Nói xong. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ. Mạt pháp chi địa tính toán ngươi, để cho ngươi trở thành thiên hạ công địch, ta biết ngươi không để ý tới, bất quá còn có biện pháp giải quyết tốt hơn, không phải sao? Dương Diệp trầm mặc. Tô Thanh Thi ôm Dương Diệp, không có nói chuyện. Lúc này trước ngực Dương Diệp, một cái truyền âm thạch đột nhiên rung động, Dương Diệp lấy truyền âm thạch ra, rất nhanh, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Mạt pháp chi địa đang tụ tập cường giả vạn giới. Bảo là muốn thảo phạt ngươi, ta suy đoán bọn hắn có thể là muốn lợi dụng vạn giới làm chuyện gì đó, ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười nói. Giúp ta truyền tin tức ra ngoài. Nói. Bên kia, một giọng nói vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Nói Dương Diệp ta muốn ở Nam giới chế tạo một tòa cực nhạc chi thành, cường giả vạn giới đều có thể đến, nơi đây linh khí vĩnh viễn không khô kiệt. Nói xong hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Vĩnh Hằng Quốc Độ quá loạn. Không,
là tam duy vũ trụ này quá loạn, thiên mệnh kiến tạo trật tự quá mức bá đạo, quá mức tàn nhẫn, quá mức tự mình, là nên kết thúc. Ta muốn dùng kiếm của ta, thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Trước khi kiến tạo trật tự, trước đồ sát mạt pháp chi địa, sau diệt thiên mệnh lão đại, lại làm thịt tứ duy vũ trụ. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận chân trời. Dương Diệp cũng không biết, giờ phút này hắn nói như vậy, làm cho giữa thiên địa xuất hiện một loại kiếm đạo mới toanh. Một loại kiếm đạo vượt qua bất luận kiếm đạo gì. Nhưng lần này, hắn không có lựa chọn coi thường. Bởi vì nếu như hắn lựa chọn không nhìn, chính là mạt pháp chi địa đắc ý, lúc trước mạt pháp chi địa cố ý bẫy hắn, vậy hắn liền dứt khoát tương kế tự kế. Hắn muốn nhìn, rốt cuộc là ai hại ai. Đương nhiên, lúc này đây, cũng là một trận đánh ác liệt. Bởi vì lúc này đây, hắn không chạy. Hắn lựa chọn cùng mạt pháp chi địa binh khí gặp nhau, hắn lựa chọn cứng rắn đến cùng. Trung giới, trong một gian đại điện hoa lệ. Đám người hoang doanh lần nữa tụ tập lại với nhau. Rất nhiều nhân vật đại biểu thế lực vạn giới đều ở chỗ này, sở dĩ bọn hắn không đi theo mạt pháp chi địa, nguyên nhân chủ yếu là mạt pháp chi địa không coi trọng bọn hắn. Mạt pháp chi địa, thấp nhất đều là cường giả mệnh cảnh. Hoang doanh nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói. Các ngươi thấy lời của Dương Diệp thế nào? Trong điện trầm mặc, hoang doanh lạnh nhạt nói. Thế nào, không ai trả lời sao? Lúc này một lão giả đứng dậy, lão giả trầm giọng nói. Hiện tại Dương Diệp không chỉ có thần linh linh mạch, còn có linh tổ, hắn nói cực nhạc chi thành, linh khí vĩnh viễn bất tận, mặc dù có chút khoa trương, nhưng chỉ cần linh tổ và thần linh linh mạch không xảy ra vấn đề, ta tin tưởng, coi như chúng ta chết già, linh khí trong thành kia cũng sẽ không biến mất. Chết già. Trong chàng rất nhiều người nở nụ cười. Lão giả là cường giả mệnh cảnh, nếu hắn chết già, ít gì cũng mấy vạn năm a. Đương nhiên, đối với một ít lão quái vật động một tí bế quan mấy trăm năm hơn ngàn năm, mấy vạn năm thời gian, kỳ thật không hề dài. Lão giả lại nói, bất quá cử động lần này của Dương Diệp đơn giản là muốn để cho chúng ta và hắn buộc chung một chỗ, mà nếu như chúng ta và hắn buộc chung một chỗ, liền không thể không đối mặt mạt pháp chi địa. Hoặc là, cùng mạt pháp chi địa buộc chung một chỗ đối mặt Dương Diệp. Giữa Dương Diệp và mạt pháp chi địa, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một phương. Đương nhiên, nếu như muốn làm trung lập, hiện tại có thể rời Vĩnh Hằng quốc độ. Từ đâu tới, thì về lại nơi đó. Trong điện, mọi người trầm mặc. Lựa chọn. Hiện tại bọn hắn nhất định phải lựa chọn, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bất kể là Dương Diệp hay mạt pháp chi địa, sẽ không để cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Lúc này một mỹ phụ đột nhiên nói. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn lựa chọn mạt pháp chi địa. Phía trên, hoang doanh nhìn về phía mỹ phụ nói. Dương Diệp thế đơn lực bạc, đi theo hắn cùng một chỗ đối kháng mạt pháp chi địa, ta cảm thấy cái này rất không sáng suốt. Mà mạt pháp chi địa bất đồng, mạt pháp chi địa cường giả vô số, nếu như lại thêm chúng ta, Dương Diệp căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Mà nếu chúng ta đứng ở bên Dương Diệp, nhiều lắm chính là cùng mạt pháp chi địa chia 5 năm mà thôi. Hơn nữa, mạt pháp chi địa vẫn rất thần bí, ai biết bọn hắn có hậu thủ hay không. Hoang doanh trầm mặc. Nhưng lúc này, lão giả lúc trước nói chuyện đột nhiên nói. Ta lại có cái nhìn bất đồng. Mọi người nhìn về phía lão giả trầm giọng nói. Thứ nhất, chúng ta tiếp xúc qua mạt pháp chi địa. So sánh với Dương Diệp. Mạt pháp chi địa này là không hề có nguyên tắc, Dương Diệp kia, nếu chúng ta không chọc giận hắn, hắn sẽ không nhằm vào chúng ta, nhưng mạt pháp chi địa bất đồng, lúc trước thái độ của mạt pháp chi địa đối đãi Vĩnh Hằng quốc độ, mọi người cũng nhìn thấy. Bọn hắn muốn thần linh linh mạch, nếu chúng ta ngăn cản, bọn hắn sẽ không chút do dự giết chúng ta. Nói đến đây, hắn lắc đầu, lại nói. Còn nữa, mạt pháp chi địa căn bản xem thường chúng ta, lời nói khó nghe. Coi như chúng ta gia nhập mạt pháp chi địa, bất quá cũng chỉ là pháo hôi của bọn họ mà thôi. Hoang Doanh khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Không chỉ Hoang Doanh, rất nhiều người cũng tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, bọn hắn vẫn khuynh hướng mạt pháp chi địa, kể cả lão giả kia, bởi vì như Mỹ Phụ nói, mạt pháp chi địa cường giả vô số, mà Dương Diệp, thế đơn lực bạc, thật sự không có ưu thế gì. Nhưng mạt pháp chi địa căn bản xem thường bọn hắn. Bọn hắn có thể cảm giác được. Trái lại, Dương Diệp vẫn có chút nhân vị,
ít nhất từ chuyện hắn đối đãi Cổ Kiếm Tông là có thể thấy được. Mỹ Phụ trầm mặc. Sự thật là như thế. Bất kể là Dương Diệp hay Mạt Pháp Chi Địa, đều không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Ngay lúc này một tổ người đột nhiên nói. Chư vị, kỳ thật điều này cũng không có gì khổ sở, mọi người nhớ kỹ một điểm, bên người Dương Diệp có linh tổ. Lời này vi cửa ra, toàn bộ đại điện lập tức an tĩnh. Linh tổ. Dương Diệp có linh tổ. Vừa rồi bọn hắn thảo luận, đều không để ý đến điểm này. Linh khí. Bọn hắn làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ, mục đích thực sự tự nhiên là vì linh tổ, bên người Dương Diệp có linh tổ, mà Mạt Pháp Chi Địa không có. Lúc này thanh âm kia lại vang lên. Chư vị, Mạt Pháp Chi Địa bị Dương Diệp hủy nhiều lần, linh khí của bọn hắn sợ là cũng không còn bao nhiêu. Mà chư vị ở đây, đều là chuyển nhà, sau lưng có gia tộc hoặc tông môn, chính các ngươi ngẫm lại, Mạt Pháp Chi Địa sẽ để cho những người sau lưng các ngươi cùng một chỗ tiến vào Mạt Pháp Chi Địa sao? Bọn hắn sẽ bảo vệ người các ngươi muốn bảo vệ sao? Nói đến chỗ này, thanh âm kia có chút dừng lại, sau đó lại nói. Còn có một điểm trọng yếu nhất, nếu như chúng ta lựa chọn Mạt Pháp Chi Địa, Dương Diệp tất nhiên sẽ lựa chọn đào tẩu. Thứ cho ta nói thẳng, cả Mạt Pháp Chi Địa bắt Dương Diệp lâu như vậy cũng không làm gì được hắn, tăng thêm chúng ta, liền có thể bắt được hắn sao? Mà khi đó, hắn mang theo linh tổ và thần linh linh mạch đào tẩu. Chúng ta ngoại trừ không công bán mạng cho Mạt Pháp Chi Địa, căn bản sẽ không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, Mạt Pháp Chi Địa không đơn giản, thậm chí chúng ta có thể sẽ có họa sát sinh, bọn hắn chuyện gì cũng có thể làm được. Trong đại điện sau một hồi trầm mặc, lúc này lão giả kia nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang tộc trưởng, ngươi cho chú ý đi. Hoang Doanh trầm mặc một lát, sau đó nói. Hiện tại, bầy ở trước mặt chúng ta có ba con đường, thứ nhất, gia nhập Mạt Pháp Chi Địa. Thứ hai, gia nhập Dương Diệp, cùng hắn chung một chỗ chế tạo cực nhạc chi thành, đương nhiên, khả năng phải trả giá rất lớn, bởi vì nếu như chúng ta lựa chọn theo hắn thủ hộ thành kia, thì nhất định phải chính diện va chạm với Mạt Pháp Chi Địa. Thứ ba chính là mọi người ly khai Vĩnh Hằng Quốc Độ, từ đâu tới thì về lại nơi đó. Nói xong hắn nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói. Lựa chọn thứ ba, hiện tại có thể rời đi, hoàng tộc ta tuyệt không ngăn trở. Trong đại điện, sau một hồi trầm mặc, rất nhanh thì có một chút người đi ra. Bất quá không nhiều, chỉ rải rác mấy người. Mà Hoang Doanh xác thực không có ngăn cản. Thấy mọi người không có tiếp tục rời đi, Hoang Doanh lại nói. Hiện tại, lựa chọn đi Mạt Pháp Chi Địa, có thể rời đi. Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoang Doanh, hiển nhiên, bọn hắn đã biết lựa chọn của Hoang Doanh, a. Trong đại điện, không có người di chuyển. Hoang Doanh nói khẽ. Chư vị, ta tiếp xúc qua Dương Diệp, đã từng cùng hắn là hảo hữu chí giao, đương nhiên, hiện tại không tính, nguyên nhân là vì khi hắn ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, vì để cho hắn kiềm chế Vĩnh Hằng Quốc Độ, hoang tộc ta sử dụng một ít chiêu số âm hiểm. Ta muốn nói là, chúng ta tin tưởng hắn, khẳng định tốt hơn tin tưởng Mạt Pháp Chi Địa. Nói xong hắn nhìn về phía lão giả kia. Trước kia Nhạc lão đã từng nói rất nhiều, hiện tại ta bổ sung một điểm nhỏ. Dương Diệp này là kiếm tu, chúng ta lựa chọn đi theo hắn, chỉ cần chúng ta không tính toán hắn, hắn sẽ không tính toán chúng ta, điểm này, ta có thể bảo đảm. Còn nữa, tất cả mọi người không để ý đến một điểm còn trọng yếu hơn linh tổ, chính là Dương Diệp được thiên mệnh lựa chọn. Thiên mệnh lựa chọn. Nghe vậy, vô số người vốn ngẩn ngơ, rất nhanh, thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Thiên mệnh. Cái này đã từng là tồn tại trong truyền thuyết đối với bọn họ. Coi như là Mạt Pháp Chi Địa, đối với thiên mệnh cũng sợ hãi có thừa. Mạt Pháp Chi Địa dám đuổi giết Dương Diệp, nhưng cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám đuổi giết thiên mệnh. Ít nhất trước mắt, Mạt Pháp Chi Địa là tuyệt đối không dám. Hoang Doanh lại nói, chúng ta lựa chọn hắn, từ trên góc độ nào đó mà nói, chẳng khác nào là lựa chọn đứng ở bên thiên mệnh. Trong điện yên tĩnh trở lại. Sau một lát, trong đại điện như đã làm quyết định, rất nhanh. Từng mệnh lệnh truyền xuống. Đừng nhìn người trong đại điện không nhiều lắm, nhưng sau lưng những người này, đều có rất nhiều thế lực, mà dưới những đại thế lực này, còn theo sau vô số tiểu thế lực. Một câu, ngàn vạn nhánh. Mà giờ khắc này, Dương Diệp vừa vặn đi vào Cổ Kiếm Thành. Chỗ này đã từng thuộc về Cổ Kiếm Tông, bất quá giờ phút này đã thành phế tích. Nói xong, hắn cùng những hắc y nhân ở sau lưng quay người rời đi.
Sau khi những hắc y nhân kia rời đi, hai lão giả xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Đúng là Thương Mộ và Sát Tịch, trừ lần đó ra, còn có một bộ xác ướp, đúng là đế thi mà hắn từ chỗ hắc muội cứu ra. Ba người này bình thường đại bộ phận thời gian đều là đang bảo vệ đám người đế nữ. Dương Diệp nhìn ba người có chút thi lễ. Đa tạ. Đế thi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Năm đó ta bị thiên mệnh gây thương tích, bản thể đã tàn, thực lực khó khôi phục, ta cần thái nhất huyền khí tương trợ. Dương Diệp gật đầu. Nơi tiền bối vào trong tháp, ta để cho tiểu bạch tương trợ ngươi. Đế thi khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào hồng mông tháp. Dương Diệp nhìn về phía hai người Thương Mộ, hai người không nói gì. Đột nhiên Dương Diệp quay người, ở trước mặt hắn không xa, một nữ tử chậm rãi đi đến. Người tới đúng là đế nữ Trang Vị Nhiên. Vẫn đẹp như vậy. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Đã trở về. Trang Vị Nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhẹ gật đầu. Dương Diệp kéo tay Trang Vị Nhiên, nói khẽ. Thật có lỗi. Đời này của Dương Diệp hắn, mắc nợ nhất chính là đám người Tô Thanh Thi. Trước kia sở dĩ hắn đồng ý để cho đám người Trang Vị Nhiên ly khai, kỳ thật hắn là muốn để cho các nàng ly khai vòng xoáy này. Hắn hiện tại, thân ở trong một cơn lốc xoáy lớn, con đường phía trước cuối cùng là như thế nào chính hắn cũng không biết. Nhưng đám người Trang Vị Nhiên lại trở về. Trang Vị Nhiên nắm tay Dương Diệp thật chặt. Cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đối mặt. Này chính là nguyên nhân mà các nàng trở về. Bây giờ Dương Diệp, không thể nghi ngờ là muốn chính thức ra bài với mạt pháp chi địa. Thời điểm này, cũng là thời điểm Dương Diệp nguy hiểm nhất. Các nàng không muốn ở thời điểm Dương Diệp nguy hiểm nhất mà không có ở bên cạnh hắn. Dương Diệp tự nhiên cũng hiểu rõ ý tưởng của đám người Trang Vị Nhiên. Trang Vị Nhiên tiến vào hồng mông tháp, rất nhanh, Hiểu Vũ Tịch, Bạch Chỉ Tiên. Cũng trở về. Lúc giữa trưa, tất cả mọi người đã trở về. Trước phế tích, Dương Diệp ngồi ở trên một tảng đá, kiếm thủ treo lơ lửng ở bên cạnh hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa. Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn ánh chiều tà. Mà sau lưng hắn, gần mấy vạn người đang khua chuông gõ mỏ xây thành. Tốc độ kiến tạo mau đến dọa người. Nhưng đến hiện tại, như trước không có người nào tới. Bất quá Dương Diệp không sao cả. Đáng giá nhắc tới là, chung quanh có một chút khí tức mịt mờ, những khí tức này như kiêng kỵ hắn, bởi vậy đều cách cực xa, trong những người này, có thể có mạt pháp chi địa, cũng có thể là thế lực khác. Dương Diệp rất rõ ràng. Xem thế nào. Rất nhiều mọi người đang ngắm nhìn, nhìn Dương Diệp hắn lần này có phải làm thật hay không. Dương Diệp cũng không đi quản những người kia, hắn tiến vào hồng mông tháp. Tu luyện. Tiếp tục tu luyện. Phi thăng đài. Tiểu Bạch đang gõ hoành thiên, vật này là Dương vô địch để cho Dương Diệp, cũng là một bảo bối cực kỳ lợi hại, Tiểu Bạch rất xem trọng. Lúc này đây, nàng lại từ chỗ nhị nha vặt đi một tí lân phiến. Sau khi nàng gia nhập lân phiến vào, món bảo giáp kia ngay cả thiên chu kiếm cũng khó có thể lưu lại dấu vết. Bất quá nhị nha thì có chút buồn bực, lân phiến của nàng không phải dễ mọc ra. Nhưng ai bảo đây là Tiểu Bạch đến lấy chứ? Hơn nữa còn là cho Dương Diệp dùng. Kỳ thật bất kể là Tiểu Bạch hay Dương Diệp, bọn hắn đều không biết, ở giữa tam duy vũ trụ, tồn tại kiên cố nhất kỳ thật chính là lân phiến của nhị nha ở thời kỳ đỉnh phong, không ai sánh bằng. Tiểu Bạch chẳng qua là bằng vào bản năng cảm thấy lân phiến của nhị nha rất lợi hại. Nếu như không phải lân phiến của nhị nha rất ít, hơn nữa chỉ dám lấy ở những chỗ không quan trọng, nàng thậm chí muốn luyện hết tất cả bảo bối lại một lần. Đáng tiếc, lân phiến của nhị nha quá ít, căn bản không đủ. Chỉ chốc lát, Tiểu Bạch đột nhiên nâng hoành thiên đi tới trước mặt nhị nha, giờ phút này, nhị nha xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Bạch bay đến đỉnh đầu của nhị nha. Sau đó nàng bưng lấy hoành thiên trà lên sừng của nhị nha. Xoẹt xẹt. Ánh lửa lấp lóe. Tiểu Bạch ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua hoành thiên, phía trên có một cái rãnh rất sâu. Đó là bị sừng của nhị nha vạch. Thấy một màn như vậy, Tiểu Bạch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, tiểu chảo nàng vỗ vỗ cái sừng kia, sau đó nàng quay người tiếp tục đi dung luyện. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, nhị nha đột nhiên sờ lên sừng của mình, tiếp đó nàng lại sờ lên cái đuôi của mình. Sau một lúc lâu, nàng nói khẽ. Ta giống như biết làm thế nào biến thân a. Không không, không dễ coi, sẽ hù Tiểu Bạch. Thành kiến tạo rất nhanh, không đến 3 ngày,
hình dáng cả tòa thành đã kiến tạo ra. Bất quá vẫn không có người tới. Lúc trước, Dương Diệp không thể tính là Dương tộc tộc trưởng chân chính, cũng có thể nói, bọn họ và Dương Diệp liên thủ, đề cử Dương Diệp là vì lợi ích. Nhưng bây giờ thì khác. Bất đồng rất lớn. Dương Diệp đã nhận được Hoành Thiên, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Dương Bất Tử thừa nhận thân phận của hắn. Có lẽ huyết mạch của Dương Diệp chẳng qua là chi nhánh. Nhưng từ giờ phút này, hắn chính là gia chủ. Hết thảy đều đã bất đồng. Nếu như nói lúc trước bọn họ là vì lợi ích, như vậy hiện tại, Dương Diệp là đại biểu cô của Dương tộc, chính là tồn tại cốt lõi nhất của Dương tộc. Bọn họ. Dương Diệp thu hồi Hoành Thiên, sau đó nói. Đại trưởng lão không nên đa lễ. Dương Tiên đứng dậy, sau đó nói. Tộc trưởng, có gì cần, cứ việc phân phó. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Các ngươi hẳn cũng biết tin tức ta truyền ra, không sai, lúc này đây ta muốn cùng mạt pháp chi địa liều đến cùng. Dương Tiên nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi, ta lập tức để cho tất cả cường giả của Dương tộc đuổi tới nơi đây. Dương Diệp cười nói. Đại trưởng lão, ngươi đánh cược. Dương Tiên cười nói. Ngươi là tộc trưởng, chúng ta không theo ngươi liều, chẳng lẽ muốn đi theo mạt pháp chi địa kia sao? Hay là ngươi ở bên ngoài liều, chúng ta làm con rùa đen co lại. Dương Diệp cười ha ha, cứ như vậy, tòa thành còn chưa kiến tạo tốt đã đến nhóm người thứ nhất. Dương tộc. Theo Dương tộc gia nhập, rất nhanh, vãng sinh tộc tộc trưởng và thiên vũ tộc tộc trưởng cũng chạy đến. Lúc trước, bọn hắn cũng đang ngắm nhìn. Bọn hắn không dám dốc toàn lực đi theo Dương Diệp, cái này cũng bình thường, dù sao mạt pháp chi địa cường đại như vậy, hơn nữa Dương Diệp thế đơn lực bạc. Tuy hắn rất yêu nghiệt, nhưng hắn quá trẻ tuổi. Thấy thế nào cũng không quá đáng tin cậy. Tuy phía sau hắn có thiên mệnh, nhưng thiên mệnh hư vô mờ mịt, ai dám khẳng định các nàng sẽ ra ngoài giúp đỡ Dương Diệp. Nhưng thiên vũ tộc và vãng sinh tộc cuối cùng vẫn đến. Dệt hoa trên gấm cuối cùng kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dương Diệp cũng tự mình ra nghênh tiếp, Viêm Vũ nhìn thấy Dương Diệp, cười nói. Dương huynh! Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Ngươi bây giờ, cường giả mệnh cảnh bình thường sợ là căn bản không tiếp được một kiếm A. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói. Viêm Vũ huynh, hoan nghênh ngươi đến. Nói xong hắn nhìn về phía vãng sinh tộc tộc trưởng. Tiền bối, cũng hoan nghênh ngươi và vãng sinh tộc đến. Hai vị đều ở chỗ này, hôm nay ta hứa hẹn, Dương Diệp ta bất tử, hai tộc thế gian vĩnh tồn. Nghe vậy. Thần sắc hai người ngưng trọng lên. Cho dù là Viêm Vũ cũng thu nụ cười lại. Cái hứa hẹn này không thể bảo là không nặng. Hiện tại Dương Diệp đã là cường giả mệnh cảnh, thực lực càng có thể đơn giản miểu sát mệnh cảnh bình thường. Hơn nữa hắn còn trẻ, càng về sau, thực lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn. Có thể nói, chỉ cần Dương Diệp bất tử, chỉ cần Dương Diệp thắng, gia tộc của bọn hắn ở vùng vũ trụ này là có thể một mực tồn tại. Vãng sinh tộc tộc trưởng và Viêm Vũ tộc tộc trưởng nhìn nhau, rất nhanh Viêm Vũ cười nói. Dương huynh, nói đi, làm như thế nào? Làm như thế nào? Dương Diệp cười nói. Đương nhiên là vào chỗ chết làm, ha ha. Dương Diệp cùng mọi người đi vào thành, trên đường, Viêm Vũ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Thành này cần chút trận pháp. Dương Diệp nhìn về phía Viêm Vũ. Viêm Vũ huynh biết. Viêm Vũ lắc đầu. Trận pháp, thiên vũ tộc ta không am hiểu, bất quá ta có thể đề cử cho ngươi một người. Ai? Dương Diệp hỏi. Viêm Vũ cười nói. Trận đạo tử, người này là người của nhạc tộc, một trong thập tộc, năm đó thập tộc, ở trận pháp chi đạo, nhạc tộc có thể nói mạnh nhất. Bất quá bọn hắn cũng chết gần hết rồi. Người lưu lại cũng không nhiều, chỉ chưa tới 30 người, hơn nữa rất thê thảm, mệnh cảnh càng chỉ có một vị. Dương Diệp có chút trầm ngâm. Sau đó nói, có thể để cho bọn hắn tới nơi này. Viêm Vũ gật đầu, hắn sẽ không cự tuyệt, so sánh với kéo dài hơi tàn, hắn nhất định sẽ lựa chọn liều chết đánh cuộc. Việc này giao cho ta đi làm, ta sẽ mang hắn về, hơn nữa hắn khẳng định có thể cho ngươi một kinh ngạc. Dương Diệp cười nói, đa tạ. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy trên không gian đột nhiên xé rách, rất nhanh. Một cánh tay khổng lồ dài đến gần ngàn trượng từ trong không gian trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Hắn chưa nói xong, Dương Diệp đã phóng lên trời. Ông!
Một tia kiếm quang đột nhiên chém phá thương khung, chấn động thiên địa. Ở trong ánh mắt của vô số người, kiếm quang chém nát cự thủ. Mà trong nháy mắt đó, một thanh trường đao từ bầu trời hung ác bổ xuống. Một đao kia mắc ninh theo vô số ánh đao tựa như thác nước vạn trượng kéo dài qua bầu trời. Tá Mạc, vị tuyệt đại đao tu đương thời. Phía dưới, thần sắc cơ đám người Viêm Vũ cũng ngưng trọng lên, người mạt pháp chi địa đi ra ngoài, thực lực thật không bình thường a. Trong hư không, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh đao, tay trái chậm rãi nắm chắc vỏ kiếm, trong vỏ kiếm, kiếm có chút rung động, giống như muốn ra khỏi vỏ. Rất nhanh, ánh đao cách Dương Diệp càng ngày càng gần. Rốt cuộc, cách đỉnh đầu Dương Diệp còn lại không sai biệt lắm nửa trượng, đột nhiên Dương Diệp rút kiếm chém. Xuy, ánh đao bị một kiếm này chém vỡ ra. Nhưng lúc này, một thanh đao trực tiếp bổ vào mũi kiếm của Dương Diệp. Ầm, cả người Dương Diệp rơi xuống. Nhưng rất nhanh, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người đột nhiên phóng lên trời, Tá Mạc bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp định ra tay tiếp, nhưng lúc này, ở bên phải hắn, lại một mảnh ánh đao chém tới. Thương đao khách, Dương Diệp cũng không để ý ánh đao kia, mà bay thẳng đến Tá Mạc. Cùng lúc đó, một nhân ảnh đột nhiên lóe lên, sau một khắc, cả người thương đao khách bay ra ngoài gần nghìn trượng. Mà giờ khắc này, chỗ lúc trước hắn đứng. Xuất hiện một nữ tử. Đúng là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh mặt không cảm tình nhìn thương đao khách, trong tay nàng, chiến qua rung động kịch liệt. Xa xa, hai mắt thương đao khách híp lại, hai tay của hắn nắm chặt đại đao, nhưng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của thương đao khách co rụt lại, chém xuống một đao. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, thương đao khách lùi lại ngàn trượng. Mà trên không trung, Dương Diệp đã bắt đầu chiến đấu với Tá Mạc. Áp chế. Lúc trước Dương Diệp đối mặt Tá Mạc, lộ ra vô cùng cố sức, nhưng bây giờ Dương Diệp cùng Tá Mạc đơn đấu, đã áp chế Tá Mạc. Bất quá cũng không quá nhẹ nhàng, thực lực của Tá Mạc không tầm thường chút nào. Phía dưới, Viêm Vũ và Vãng Sinh tộc tộc trưởng nhìn nhau, hai người muốn ra tay, nhưng lúc này, mấy đạo uy áp cường đại đột nhiên ép về phía bọn hắn. Trong lòng Viêm Vũ cả kinh, quay đầu. Xa xa trên tường thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy người. Trong đó cầm đầu đúng là Lệ Đế Lệ Thái Hư, còn có đệ nhất thần thân thể đã khôi phục. Trừ lần đó ra, ở bên cạnh hai người còn có một hắc y nhân, toàn thân bị áo đen bao phủ, thấy không rõ dung mạo. Lệ Đế nhìn thoáng qua đám người Vãng Sinh tộc tộc trưởng. Nguyên lai là thập tộc lúc trước, nhưng đáng tiếc, hiện tại đã không phải là niên đại năm đó, bọn ngươi cũng không phải thập tộc năm đó, rời đi. Không lẫn vào sự việc của mạt pháp chi địa ta và Dương Diệp, mạt pháp chi địa ta tuyệt không tìm các ngươi phiền toái. Viêm Vũ cười nhẹ. Nếu chúng ta không đi thì sao? Lệ Đế lạnh nhạt nói. Năm đó thiên mệnh không chém tận giết tuyệt các ngươi, bất quá không sao, chúng ta không ngại đền bù một đao. Hai tay Viêm Vũ chậm rãi nắm lại, lúc này Lệ Đế khẽ cười nói. Nhìn rõ ràng tình huống không? Dương Diệp và nàng kia bị kiềm chế, bên các ngươi. Một chút chiến lực ra hồn cũng không có. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể đánh chúng ta. Theo thanh âm của Lệ Đế rơi xuống, ở trên tường thành, có thêm mười mấy người. Toàn bộ là cường giả mệnh cảnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Viêm Vũ có chút khó coi. Lệ Đế và đám người đệ nhất thần đều là cường giả trong cường giả, bọn hắn so sánh với, vẫn có chút chênh lệch, mà bây giờ, về số lượng lại kém xa, trận chiến này, căn bản không có phần thắng. Lệ Đế lại nói, hai vị tộc trưởng, ta không phải một người thích nói nhảm, lời cuối cùng, các ngươi đi hay không đi? Viêm Vũ và Vãng Sinh tộc tộc trưởng nhìn nhau, cuối cùng Viêm Vũ cười nói. Vừa rồi ta còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nói cùng một chỗ đồng mưu đại sự, hiện tại nếu bởi vì có phiền toái liền rời đi. Nói xong hai tay của hắn ôm quyền nhìn bầu trời chắp tay. Nếu như ta thật làm như vậy. Sợ rằng tổ tiên của Thiên Vũ tộc sẽ bị ta chọc tức sống lại nha. Vãng Sinh tộc tộc trưởng khẽ gật đầu. Dù hai tộc ta đã không phải đỉnh phong như năm đó, nhưng cốt khí vẫn còn, cũng không thể bôi nhỏ tổ tiên. Lệ Đế nhìn hai người một lát, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt, các ngươi đã muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, tay phải hắn dựng thẳng lên, sau đó rơi xuống. Giết! Rất nhanh! Trên thành,
mười mấy người nhao nhao bắn tới. Nhị Nha. Người tới chính là Nhị Nha. Ác Linh Chi Tổ. Nhìn thấy Nhị Nha, thần sắc của Vãng Sinh tộc tộc trưởng và Viêm Vũ cực kỳ kiêng kỵ, đã từng là thế hiệp xưa nhất trong thiên địa này, bọn họ biết được lai lịch của Nhị Nha, tuy Nhị Nha chỉ được ghi chép ở trong lịch sử, nhưng trong lịch sử của gia tộc bọn họ, nhân vật nguy hiểm nhất, ngoại trừ thiên mệnh ra chính là Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhị Nha và Tiểu Bạch là tồn tại gần với thiên mệnh nhất. Đối với Tiểu Bạch, kỳ thật bọn hắn không quá kiêng kỵ. Bởi vì Tiểu Bạch bây giờ cả người lẫn vật vô hại, không có chút đáng sợ nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không làm nàng phát bực, làm nàng phát bực mà nói, còn đáng sợ hơn làm Dương Diệp phát bực. Lúc này Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua Vãng Sinh tộc tộc trưởng và Viêm Vũ, hai người vội vàng gật đầu chào hỏi. Nhị Nha nói, ta đánh hai cái lợi hại nhất, còn dư lại cho các ngươi, được không? Hai người vội vàng gật đầu, cường giả mệnh cảnh của bọn họ chung vào một chỗ, không sai biệt lắm có 7 vị, tăng thêm Dương tộc, nếu như không đối đầu Lệ Đế và Đệ Nhất Thần, bọn hắn là hoàn toàn không sợ mạt pháp chi địa. Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Lệ Đế, thời khắc này thần sắc của Lệ Đế cực kỳ kiêng kỵ. Hắn biết lai lịch của Nhị Nha, đây chính là tồn tại ngay cả thiên mệnh cũng không dám khinh thị. Thời đại kia, có thể làm cho thiên mệnh không dám khinh thị, rất ít, ít đến đáng thương. Nhị Nha duỗi tay phải ra, rất nhanh, một cây búa to xuất hiện ở trong tay nàng. Hoang phủ. Lão giả đeo giỏ trúc tặng cho nàng hoang phủ, từ khi nàng bắt đầu hấp thu nội đan, đã rất ít đánh nhau, hoang phủ tự nhiên cũng rất ít dùng qua. Nhị Nha chậm rãi đi về phía Lệ Đế, nàng nhìn Lệ Đế, đột nhiên tay cầm hoang phủ ném một cái. Xuy. Không gian lập tức bị xé tan thành phấn. Xa xa, đồng tử của Lệ Đế co rụt lại, thoáng qua, hai đầu gối hắn nửa ngồi, sau đó chân trái mãnh liệt đạp một cái, chân phải đá ra. Ầm. Cú đá này, làm không gian trước mặt hắn bị đập nát. Nhưng mà sau một khắc. Ầm. Cả người Lệ Đế bị chấn ra ngoài mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, đất đai dưới chân văng tung tóe, mà cả cái chân phải của Lệ Đế thì đang rung động kịch liệt, dưới chân phải hắn, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Lực lượng thật kinh khủng. Sắc mặt Lệ Đế tái nhợt nhìn Nhị Nha, lực lượng của Nhị Nha này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhị Nha một búa bức lui Lệ Đế, nàng quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Thần, sắc mặt Đệ Nhất Thần đại biến, lập tức lui về phía sau trăm trượng, cùng Nhị Nha kéo ra khoảng cách. Nhị Nha hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải cầm búa ném về phía Đệ Nhất Thần. Hoang phủ xẹt qua trời cao, hung hăng đập về phía Đệ Nhất Thần. Giờ khắc này, sắc mặt của Đệ Nhất Thần trắng bệch. Lực lượng trong hoang phủ kia, hắn cảm nhận được, cường đại trước đó chưa từng có. Này căn bản không phải lực lượng của con người. Không đúng, gia hỏa trước mắt vốn không phải là người. Lực lượng cường đại kia, thật có thể làm thiên địa sụp đổ. Đệ Nhất Thần đã không thể lui được nữa, hắn chỉ có thể đón đỡ một búa này, bởi vì Nhị Nha đã phong tỏa không gian, nếu như hắn lùi lại, tình cảnh chỉ biết càng thêm không xong. Tay phải Đệ Nhất Thần tìm tòi về phía trước, sau đó mãnh liệt xoay tròn, trong chốc lát, không gian trước mặt hắn biến thành vòng xoáy khổng lồ, trong lốc xoáy kia, từng đạo lực lượng kinh khủng giống như núi lửa bộc phát. Nhưng theo một búa đến, vòng xoáy khổng lồ vỡ nát, Đệ Nhất Thần thì bị đánh bay ra ngoài. Ngoài mấy ngàn trượng, Đệ Nhất Thần rơi xuống đất, cả mặt đất run lên, bất quá còn tốt, hai chân hắn rơi xuống đất trước, mà không phải thân thể rơi xuống trước. Nhưng tình huống của Đệ Nhất Thần rất tệ, hai tay của hắn triệt để rạn nứt, trong hai tay, máu tươi không ngừng tràn ra, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Không thể cứng rắn va chạm. Lúc này Lệ Đế xuất hiện ở bên cạnh Đệ Nhất Thần, hắn gắt gao nhìn Nhị Nha, trong mắt tràn đầy ngưng trọng và kiêng kỵ. Vừa rồi một búa kia, hiện tại hắn lòng còn sợ hãi. Khá tốt lúc trước hắn không có khinh thường, nếu có lòng khinh thị, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn không chết cũng tàn. Ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên chạy về phía Đệ Nhất Thần và Lệ Đế, tốc độ của nàng không nhanh, nhưng mà nơi nàng đi qua, không gian bị xé nứt đập nát. Không gian ở dưới lực lượng của nàng, giòn giống như là giấy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lệ Đế và Đệ Nhất Thần đại biến. Nhưng mà rất nhanh, thần sắc hai người khôi phục bình thường. Ngay lúc này, một cánh tay màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha không chút suy nghĩ, trực tiếp đánh qua. Cánh tay màu đen nắm lại,
sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Hoàng phủ bị một quyền này oanh trúng, trực tiếp vỡ nát. Nhị nha ngừng lại, nhìn hoàng phủ vỡ nát, nàng ngây cả người, sau một khắc, nàng giận tím mặt, tung người nhảy vọt, đi thẳng tới trước mặt bàn tay màu đen, nàng cả giận nói. Ta đỉnh. Nói xong, nàng dùng đầu của mình trực tiếp đỉnh tới. Cánh tay màu đen đấm ra một quyền, vừa vặn đánh vào hai cái sừng của nhị nha. Ầm. Nhị nha lập tức bay ra ngoài. Nhưng cánh tay kia cũng rạn nứt, cùng lúc đó, cánh tay kia có chút hư ảo. Cách đó không xa, sau khi nhị nha lăn mấy trăm trượt, nàng chậm rãi bò lên, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay màu đen, trong nháy mắt, hai mắt nàng đỏ lên, rất nhanh, một ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện ở quanh người nàng. Mà xa xa, trong tay cánh tay màu đen kia, một thanh kiếm xuất hiện. Toàn thân kiếm đen kịt, không có chuôi kiếm, dài 4 xích. Trên thân kiếm, có khắc hai chữ. Táng mệnh. Dương Diệp quay người nhìn về phía xa xa, cánh tay màu đen vẫn tồn tại, trong tay là táng mệnh kiếm. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi kiếm này xuất hiện, hắn vội vàng buông tha cho truy kích tá mạc, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy hắn vội vàng ngăn trở nhị nha. Thân thể nhị nha rất mạnh, nhưng bây giờ nhị nha không phải thời kỳ đỉnh phong, nhục thể của nàng còn không phải vô địch, hơn nữa nàng đã không có trí nhớ lúc trước, đối với nguy hiểm giống như tiểu bạch, không có một khái niệm chính xác nào, thời điểm này, nàng vô cùng dễ dàng bị người giết sạch. Dương Diệp đổi kiếm thủ thành thiên chu kiếm, hắn kiếm cắm kiếm vào vỏ. Tiểu bạch đi vào, nhị nha, nhìn mấy người bên cạnh, không cho bọn hắn động thủ. Nói xong, Dương Diệp đi về phía cánh tay màu đen. Tiểu Bạch chạy vào Hồng Mông Tháp, nhị nha thì lạnh lùng nhìn đám người lệ đế, nàng nắm chắc nắm đấm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, hắn cách bàn tay màu đen không sai biệt lắm chỉ có 10 trượng. Khoảng cách rất gần. Giờ phút này, hắn đã rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm kia. Hắn cảm giác không thấy cánh tay màu đen tồn tại, cánh tay kia cho hắn một loại cảm giác rất kỳ diệu. Hắn cũng không nói lên được. Còn thanh kiếm này, cảm giác nguy hiểm là đến từ thanh kiếm này. Ngay lúc này, cánh tay kia đột nhiên triển khai. Một đạo kiếm quang màu đen lóe lên. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh, sau đó rút kiếm chém xuống. Ầm, cả vùng lập tức văng tung tóe. Trảm thiên bạt kiếm thuật bộc phát. Một kiếm chạm xuống, ở trong ánh mắt vô số người. Kiếm của Dương Diệp chém vào kiếm quang màu đen. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Dương Diệp lùi lại mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, thiên chu kiếm trong tay hắn ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả. Thiên chu kiếm bị hủy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Đây chính là thiên chu kiếm. Một trong mấy thanh kiếm mạnh nhất thế gian. Dương Diệp tay cầm thiên chu kiếm cũng ngây ngẩn cả người. Thiên chu kiếm vỡ nát rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay màu đen, hai mắt hắn híp lại, trong đôi mắt cực kỳ ngưng trọng. Thiên chu kiếm khủng bố, hắn hiểu rất rõ, coi như là nhị nha bây giờ, cũng đừng nghĩ hư hao nó. Mà giờ khắc này, bị thanh kiếm kia chém vỡ. Táng mệnh kiếm. Đây là nhằm vào thiên mệnh chế tạo ra sao? Lúc này Tiểu Bạch đi ra. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua táng mệnh kiếm, ánh mắt nàng sáng lên, đang muốn lừa dối, nhưng lúc này, bàn tay màu đen đột nhiên cầm kiếm cách không chém xuống. Xuy, một đạo kiếm khí màu đen lập tức kích bắn về phía Dương Diệp và Tiểu Bạch. Dương Diệp một tay nắm lấy Tiểu Bạch vứt vào Hồng Mông Tháp, sau đó hai tay của hắn mãnh liệt giao thoa, trên cánh tay, một đôi bao tay lặng yên xuất hiện. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại từ trong bao tay chấn động ra. Không gian chung quanh lập tức văng tung tóe. Hoành Thiên. Rất nhanh, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém vào trên Hoành Thiên. Ầm. Dương Diệp bị đẩy lui ngàn trượng, dưới chân hắn, mặt đất bị trà thành cái rãnh sâu hóm. Hai tay Dương Diệp rung động kịch liệt, trên Hoành Thiên có một vết kiếm hằn sâu. Mà trong cơ thể Dương Diệp, máu của hắn sôi trào kịch liệt, sau đó từng đạo lực lượng huyết mạch không ngừng rót vào Hoành Thiên. Dương Diệp thu hồi hai tay. Trong lòng hắn cực kỳ chấn động, nếu như Hoành Thiên không được Tiểu Bạch ra chỉ lân phiến của nhị nha, vừa rồi một kiếm kia, khả năng sẽ chém vỡ Hoành Thiên. Thật mạnh. Bất quá rất nhanh,
vết kiếm trên Hoành Thiên dần dần khôi phục. Chỉ có điều là dùng máu của hắn khôi phục, không chỉ khôi phục, theo huyết dịch của hắn chảy vào trong đó, trong Hoành Thiên tản mát ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Phát giác được một màn này, trong lòng Dương Diệp kinh hãi, cái quỷ gì? Máu chảy càng nhiều, nó càng mạnh. Dương Diệp. Lúc này Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp kéo Nhị Nha về phía sau, sau đó hắn đi về phía bàn tay màu đen, trên hai tay hắn đã xuất hiện ngọn lửa màu đỏ như máu. Đó là huyết dịch đang thiêu đốt. Thời khắc này Dương Diệp cảm giác trong hai tay mình tràn đầy lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận. Bất quá ngay lúc này, một tiếng kiếm reo từ phía chân trời xa xôi truyền đến, rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trên tường thành. Người đến đúng là kiếm vô địch, ở bên cạnh kiếm vô địch còn có một mỹ phụ, đúng là Thanh Huyền. Kiếm vô địch nhìn thoáng qua thanh kiếm màu đen, trong mắt cực kỳ ngưng trọng. Bên kia, An Nam Tĩnh vẫn còn cùng Thương Đao Khách đại chiến, mà giờ khắc này, Thương Đao Khách đã hoàn toàn bị áp chế, hơn nữa trên người có rất nhiều vết nứt. Từ cục diện đến xem, nếu như không có bàn tay màu đen kia, đội hình bên Dương Diệp đã hoàn toàn lực áp mạt pháp chi địa. Đương nhiên, có bàn tay màu đen kia và Táng Mệnh kiếm, hết thảy đều trở nên không biết. Bất quá giờ phút này bên Dương Diệp cũng không yếu. Đặc biệt là dưới tình huống Nhị Nha còn có thể chiến đấu, bây giờ nàng có thể đánh hai cái. Hai tay Dương Diệp mở ra, hắn đi về phía bàn tay màu đen, ở sau lưng của hắn, một cái hộp kiếm lặng yên xuất hiện. Dương Diệp cười gằn nói. Đến đây đi. Kiếm vô địch khẽ gật đầu. Còn có chỗ ở hay không? Ta với Thanh Huyền A-di của ngươi muốn tìm chỗ ở. Dương Diệp ngẩn người, rất nhanh, hắn vội vàng cười nói. Có, đương nhiên là có. Đây là chuyện tốt ha, kiếm vô địch tăng thêm Thanh Huyền, ý nghĩa thực lực bên bọn hắn lập tức tăng lên nhiều cấp bậc. Kiếm vô địch là tồn tại có thể cùng Lệ Thái Hư đơn đấu. Có hai người này gia nhập, bên bọn hắn ở thời điểm đối kháng mạt pháp chi địa, sẽ nhiều mấy phần bảo đảm. Dương Diệp tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói. Đi, cùng mọi người thương lượng một ít chuyện. Nói xong, hắn mang theo mọi người đi vào trong thành. Ở trong một không gian không biết tên, một nữ tử ngồi ở trước bàn đá, trên bàn đá bày đặt một bàn cờ, bên cạnh bàn cờ dựng một thanh kiếm. Hành đạo kiếm. Người này đúng là thiên mệnh lão đại. Nữ tử mặc váy dài màu xanh đậm, mái tóc tùy ý phiêu đãng ở sau lưng. Nữ tử nâng một viên cờ trắng rơi xuống, sau mấy hơi, trên bàn cờ rơi thêm một viên cờ đen. Nữ tử lắc đầu cười cười. Đã nhiều năm như vậy, kỳ nghệ của ngươi vẫn có chút tiến bộ. Nói xong nàng lần nữa rơi xuống một con cờ. Một cái chớp mắt này, trong chàng triệt để yên tĩnh lại. Qua hồi lâu, nữ tử cười nói. Chịu thua chưa? Trầm mặc một cái chớp mắt, cờ đen trên bàn đều biến mất. Nữ tử cười nhẹ. Có chút vô tình. Nói xong nàng đứng dậy đi tới dưới một cái cây khô héo, bên cạnh cây, là tầng mây sâu không thấy đáy. Nữ tử nhìn xuống phía dưới, thân sắc bình tĩnh, hơn nữa mang theo mỉm cười. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia. Người có đầu giúp cổ nhiều năm như vậy, có ý nghĩa sao? Một lát sau, một giọng nói vang lên. Dù sao cũng hơn chết, không phải sao? Nữ tử cười nói. Điều này cũng đúng, chết hay không bằng sống lây lất ha. Nói xong nàng quay người nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của nàng giống như có thể chứng kiến cả tam duy vũ trụ. Một lát sau, thanh âm kia lại vang lên. Theo ta được biết, người ở thế giới của ngươi đang ghim ngươi không đi giải quyết sao? Nữ tử cười nhẹ. Để cho bọn hắn náo đi, bằng không thì sẽ quá nhàm chán, chẳng qua hy vọng bọn họ không nên để cho ta quá thất vọng. Tự phụ. Có thể sẽ trả giá thật nhiều. Thanh âm kia nói. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua xa xa. Ta hy vọng bọn họ thật có bản lãnh này, đáng tiếc. Nói xong nàng lắc đầu, về tới trước bàn ngồi xuống. Thứ cho ta nói thẳng, không phải xem thường bọn họ, mà là, bọn hắn thật sự quá tệ, cũng không tính, có mấy cái vẫn có chút thực lực. Thanh âm kia trầm mặc. Sau một lúc lâu, thanh âm kia trầm giọng nói. Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Nữ tử khẽ cười nói. Hiện tại, ta chỉ muốn giết ngươi. Thanh âm kia nói. Vậy ngươi qua đây, dùng thực lực của ngươi bước vào bên ta ngăn không được ngươi.
Nữ tử cười khẽ không nói. Thanh âm kia cười nói. Ngươi không dám. Nữ tử lắc đầu. Cải chính một chút, là không muốn. Thanh âm kia trầm giọng nói. Ngươi không phải là đang thủ hộ tam duy vũ trụ kia, tuyệt đối không phải. Ngươi cuối cùng ý muốn như thế nào? Nữ tử giơ lên một con cờ, sau đó nàng khẽ cười nói. Thế giới quá nhỏ, không dung được ta. Nói xong nàng nhìn về phía xa xa. Rửa sạch cổ đi. Bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh, một giọng nói vang lên. Tùy thời xin đợi. Nữ tử cười cười, sau đó nàng quay đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua vô số không gian, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trên người một kiếm tu. Một kiếm tu mặc trường bào màu trắng. Kiếm tu kia như cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Nữ tử mỉm cười, sau đó làm một động tác cắt cổ. Lúc này Hoành Vạn Cổ đột nhiên quay người, chỗ đó không gian vỡ ra, một giọng nói ra. Chúc mừng. Hoành Vạn Cổ khẽ cười nói. Cảm ơn ngươi đề điểm. Lúc này một làn khí đen từ trong không gian hiện ra, hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, có một tia đề phòng, bất quá hắn không có ngăn trở, mặc cho hắc khí chui vào thân thể hắn. Chỉ chốc lát, quanh người hắn bắt đầu nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua, ở quanh người hắn xuất hiện một bộ khôi giáp màu đen. Đây là... Hoành Vạn Cổ nhìn về phía không trung, có chút khó hiểu. Thanh âm kia nói. Cổ ma giáp, ngày sau nếu như ngươi cùng Dương Diệp cận thân, giáp này sẽ có trợ giúp. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Lực chiến đấu gần người của Dương Diệp cực kỳ cường hãn, tăng thêm hắn cầm thiên mệnh kiếm, có thể nói, coi như bây giờ thực lực của hắn tăng nhiều, cũng không dám khinh thị chút nào. Đi thôi. Thanh âm kia đột nhiên nói. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu, tiến vào trong vết nứt không gian, rất nhanh, vết nứt không gian khép lại. Mà theo Hoành Vạn Cổ rời đi, thế giới này bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Mạt pháp chi địa. Trong một sơn động tối đen, một thanh kiếm rung động kịch liệt, nó điên cuồng hấp thu khí thể màu đen ở xung quanh. Kiếm này, đúng là táng mệnh kiếm kia. Lúc này một nhân ảnh tiến vào trong sơn động, đúng là ám chủ nói. Chúc mừng chủ thượng thử kiếm thành công. Thử kiếm. Lúc này đây mạt pháp chi địa đi tìm Dương Diệp, kỳ thật nguyên nhân chân chính là thử kiếm. Trong sơn động, một giọng nói vang lên. Thiên chu kiếm cũng không phải thiên mệnh kiếm mạnh nhất, hành đạo kiếm mới là mạnh nhất, phía trên còn có tứ kiếm hợp nhất. Bất quá kiếm này có thể phá vỡ thiên mệnh kiếm, nghĩ đến đã không kém hành đạo kiếm bao nhiêu, bất quá còn thiếu rất nhiều. Ám chủ nói. Vì sao lúc trước chủ thượng không trực tiếp chém giết Dương Diệp? Đây cũng là mọi người mạt pháp chi địa khó hiểu nhất, bởi vì lúc trước, vị này đã ổn áp Dương Diệp. Thanh âm kia vang lên. Bọn ngươi vẫn không hiểu sao. Ám chủ nhíu mày. Xin chủ thượng giải thích nghi hoặc. Thanh âm kia nói. Hôm nay, bốn người thiên mệnh không có hàng lâm nơi đây, vì sao? Bởi vì Dương Diệp kia, các nàng đang khảo nghiệm Dương Diệp. Nếu như hiện tại trực tiếp chém giết Dương Diệp, chúng ta phải đối mặt chính là thiên mệnh. Nhưng bây giờ, Dương Diệp bất tử, thiên mệnh sẽ không đi ra, đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội, bởi vì ta cũng cần thời gian. Ám chủ nói khẽ. Thì ra là thế. Thanh âm kia lại nói. Lần này đi tìm hắn, bất quá là vì nhìn kiếm này uy lực như thế nào, hiển nhiên, kiếm này có thể phá thiên mệnh kiếm. Đáng tiếc, nếu có thiện linh và ác linh rót vào bên trong. Dùng các nàng làm kiếm linh, uy lực kiếm này nhất định bạo tăng. Thực đáng tiếc. Dương Diệp bây giờ, nói thật, ngoại trừ người trước mắt này tự mình ra tay, căn bản không ai có thể áp chế hắn. Đặc biệt là hiện tại bên cạnh Dương Diệp còn nhiều thêm một đám người. Nhóm người kia, cũng không có ai là đơn giản. Ám chủ như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tăng thực lực lên. Thanh âm kia nói. Để cho tá mạc tiến đến. Ám chủ gật đầu, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, tá mạc tiến vào trong sơn động, tá mạc nhíu mày, hiển nhiên có chút không thích nơi đây. Thanh âm kia nói. Ngươi có biết vì sao đao của ngươi không thể tiến thêm một bước không? Tá mạc lắc đầu. Thanh âm kia nói. Ngươi có tín niệm, có thiên phú, nhưng ngươi thiếu một điểm. Tá mạc nhìn về chỗ thanh âm phát ra, thanh âm kia lại nói. Ta biết ngươi lưu lại một tay, đến, thi triển ra đi. Tá mạc lắc đầu. Chiêu này, chỉ vì thiên mệnh. Chỉ vì thiên mệnh.
Thanh âm kia cười lạnh. Buồn cười, ngay cả Dương Diệp cũng không thể chém giết, ngươi làm sao đối kháng thiên mệnh. Tá Mạc trầm mặc. Thanh âm kia nói. Ngươi thua là thua ở điểm này, giấu dốt. Mỗi lần Dương Diệp đối chiến với ngươi, đều dùng hết toàn lực, mỗi một lần hắn đều đang khiêu chiến cực hạn của mình, bởi vậy hắn không ngừng nâng cao. Mà ngươi cho tới bây giờ, cơ hồ là một mực dậm chân tại chỗ, không phải sao? Tá Mạc trầm mặc. Thanh âm kia lại nói. Nếu như không hết toàn lực, ngươi làm sao có thể vượt qua cực hạn của mình? Tá Mạc ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thanh âm kia trầm mặc. Cả sơn động cũng yên lặng lại. Tá Mạc lại hỏi. Không thể nói. Trong toàn bộ đại điện, tạm thời chỉ có vãng sinh tộc và thiên vũ tộc, còn có người của dương tộc, trừ lần đó ra, tạm thời vẫn chưa có người nào đi vào cực nhạc chi thành. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó nói. Chắc hẳn chư vị đã biết thực lực đại khái của mạt pháp chi địa, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mạt pháp chi địa này, khó đối phó nhất là bàn tay màu đen kia, trừ lần đó ra, lệ đế và đệ nhất thần, Tá Mạc, thương đao khách, còn có một hắc y nhân thần bí khác. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Bởi vì hắn đã biết hắc y nhân thần bí kia là ai. Chính là ám chủ của ám thế giới. Thời điểm người thần bí kia thông chi hắn, hắn vẫn còn có chút không tin, ở trong ấn tượng của hắn, ám chủ vẫn luôn bảo trì trung lập, hơn nữa từng còn tương trợ hắn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiếp tục nói. Trừ lần đó ra, mạt pháp chi địa còn có một người, chính là Hoành Vạn Cổ, người này rất lâu chưa từng xuất hiện, này cũng là một nhân tố cực kỳ không xác định. Nói xong hắn cười cười, sau đó lại nói. Tình cảnh của chúng ta không phải cực kỳ tốt, đương nhiên, cũng không phải quá kém. Lúc này đại trưởng lão Dương Tiên nói. Chúng ta có linh tổ, có thể triệu tập cường giả vạn giới tới đây tương trợ, nếu có những người kia tương trợ, phần thắng sẽ lớn hơn. Dương Diệp gật đầu, những người kia cũng không thể coi thường, tuy những người kia một mình không thể tạo thành uy hiếp gì với mạt pháp chi địa, nhưng tăng thêm bọn hắn lại khác. Đồng dạng, nếu như những người kia đến bên mạt pháp chi địa, vậy tình cảnh bên bọn họ sẽ rất không ổn. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn về phía Dương tộc tộc trưởng. Đại trưởng lão, việc này giao cho ngươi đi làm, ngươi nói cho những người vẫn còn chưa quyết định kia, nếu như bọn hắn nguyện ý chung hoạn nạn, ngày sau Dương Diệp ta tất cùng bọn họ cộng hưởng phú quý, nhưng nếu không nguyện chung hoạn nạn, lại muốn cộng hưởng phú quý mà nói, đó là bọn họ suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn về phía Viêm Vũ. Viêm Vũ huynh, chuyện tình trận đạo tử kia liền nhờ ngươi. Viêm Vũ gật đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Dương Diệp ý bảo mọi người lui ra, rất nhanh, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp về Hồng Mông Tháp. Phi thăng đài, Tiểu Bạch nhìn mảnh vỡ Thiên Chu Kiếm, buồn bực không vui. Bây giờ Thiên Chu Kiếm không phải Thiên Chu Kiếm ban đầu, Kiếm Linh là nàng tự mình bồi dưỡng ra được. Nhưng bị người một kiếm chém không còn rồi. Không thể nhịn a. Tiểu Bạch nắm tiểu chảo, một bộ muốn hung hăng đánh một trận. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, khẽ cười nói. Đừng nóng giận, dù sao ngươi cũng có thể khôi phục, không phải sao? Tiểu Bạch gật đầu, sau đó tiểu chảo nàng vung lên, rất nhanh, những mảnh vụn kia của Thiên Chu Kiếm bắt đầu tụ tập. Một lát sau, Tiểu Bạch lại chạy đi tìm Nhị Nha. Chứng kiến Tiểu Bạch, Nhị Nha đau cả đầu. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiểu Bạch, lân phiến của ta rất ít. Tiểu Bạch lắc đầu, tiểu chảo nàng quơ quơ, tỏ vẻ không phải tới lột vảy. Nhị Nha có chút tò mò. Vậy ngươi muốn cái gì? Tiểu Bạch chỉ đôi sừng của Nhị Nha, khuôn mặt hưng phấn. Thấy thế, sắc mặt Nhị Nha lập tức đen lại, nếu như trước mắt không phải Tiểu Bạch, nàng sẽ đè đối phương xuống đánh một trầu. Cuối cùng, Nhị Nha bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tìm Dương Diệp, nàng và Tiểu Bạch quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng cái sừng này thật không thể cho Tiểu Bạch đi làm loạn a. Dương Diệp tìm Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, tiểu chảo chỉ sừng của Nhị Nha, tỏ vẻ cái kia rất chắc chắn, có thể đối kháng kiếm kia. Dương Diệp khẽ cười nói, cái kia rất trọng yếu với Nhị Nha, nếu rút ra, sẽ bị thương, biết không? Tiểu Bạch nhìn Nhị Nha, rất nhanh. Tiểu chảo nàng nhẹ nhàng quơ quơ, tỏ vẻ từ bỏ. Hiển nhiên, Nhị Nha ở trong lòng nàng cực kỳ trọng yếu.
Tiểu Bạch lại lột của Nhị Nha hai mảnh lân phiến mới quay người chạy đi. Trong tràng, Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch nói. Dương ca ca, lúc trước cánh tay kia rất lợi hại. Dương Diệp gật đầu. Nhị Nha lại nói. Nó cho ta một loại cảm giác quen thuộc, lúc trước ta nhất định biết hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nhị Nha ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt nàng có chút mờ mịt. Ta đã cảm nhận được một ít nhân vật bí ẩn rồi. Đều rất cường đại. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nhị Nha nói cường đại, nhất định là cực kỳ cường đại, hắn biết, hắn đã không còn bao nhiêu thời gian. Sau một lát, Dương Diệp đi tới phi thăng đài, giờ phút này, Tiểu Bạch vẫn còn rèn thiên chu kiếm. Nhìn Tiểu Bạch vô cùng chăm chú, hơn nữa mặt mũi tràn đầy lo lắng, đột nhiên Dương Diệp có chút đau lòng. Hắn đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Tiểu gia hỏa, nếu người không lợi hại, kiếm lại mạnh mẽ cũng vô ích. Nói xong hắn nhìn về phía thiên chu kiếm đã bị trọng tố không sai biệt lắm. Không phải ngươi yếu, mà là ta yếu. Tay phải khẽ vẫy, rất nhanh, từng chuôi kiếm toàn bộ bay đến trước mặt hắn. Ngũ hành kiếm, kiếm thủ, kiếm tổ, thiên chu, vãng sinh, thái u đều tại. Nhìn từng thanh kiếm trước mắt, đột nhiên Dương Diệp cười nói. Mấy ngày qua đột nhiên ta nghĩ rất nhiều. Giữa các ngươi, ngoại trừ kiếm tổ, còn lại đều là của người khác cho ta. Các ngươi đại biểu cho kiếm đạo của người khác, các ngươi không có nghĩa là kiếm đạo của ta. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên chu chủ sát phạt, vãng sinh chủ tinh lọc, thái u chủ không gian, kiếm thủ chủ nhân nghĩa, ngũ hành kiếm chủ thiên địa ngũ hành chi lực, kiếm tổ chủ bản tâm. Thiên địa này rất loạn, ta muốn thành lập trật tự mới, các ngươi có nguyện buông tha cho quá khứ, đi theo ta cùng một chỗ không? Ông! Một thanh kiếm đột nhiên chui vào mi tâm Dương Diệp. Kiếm tổ, kiếm còn lại đều không di chuyển. Một lát sau, Dương Diệp mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là kiếm tổ, Dương Diệp cười khẽ. Sau này ngươi tên là trật tự kiếm, cai quản trật tự thiên địa. Đây chính là vấn đề hiện tại hắn gặp phải. Lúc trước sở dĩ thiên chu kiếm phản hắn, kỳ thật nguyên nhân chân chính là, kiếm kia không phải kiếm chân chính của hắn, kiếm đạo mà thiên chu kiếm theo đuổi không hợp hắn. Kiếm đạt tới trình độ nhất định. Chúng cũng có theo đuổi của mình, nên nhiều khi không chỉ người tuyển kiếm, kiếm cũng sẽ chọn người. Bất quá còn tốt, hắn đã ý thức được điểm ấy. Dương Diệp cũng không hề từ bỏ mấy thanh kiếm còn lại, hắn nhìn về phía chúng kiếm. Mặc kệ các ngươi đã từng là kiếm của người nào, hiện tại ta hỏi các ngươi có nguyện nhận ta làm chủ hay không? Kiếm tu, hiện tại hắn muốn trước tu kiếm cho rõ ràng. Rất nhanh. Kiếm thủ xông vào mi tâm của Dương Diệp. Thời gian nàng đi theo Dương Diệp gần kiếm tổ nhất, qua nhiều năm như vậy, Dương Diệp cũng không phải người đại gian đại ác gì, mà bây giờ, việc hắn muốn làm, đối với thế giới này không chỉ không có chỗ xấu, ngược lại còn có chỗ tốt. Cho nên nàng lựa chọn đi theo. Chân chính đi theo. Theo kiếm thủ chui vào mi tâm, thân thể Dương Diệp bỗng nhiên run lên, rất nhanh, hắn rõ ràng cảm nhận được hết thảy của kiếm thủ. Kể cả ý nghĩ của nó, đồng dạng, kiếm thủ cũng đồng dạng có thể cảm nhận được ý nghĩ của Dương Diệp, ý tưởng chân thật nhất. Bản tâm trao đổi bản tâm. Dương Diệp nhìn về phía mấy thanh kiếm còn dư lại, rất nhanh, ba thanh thiên mệnh kiếm trực tiếp tiến vào mi tâm Dương Diệp. Tương dung. Ba kiếm cuối cùng vẫn lựa chọn Dương Diệp. Bất quá ngũ hành kiếm không hề động. Dương Diệp cũng không bắt buộc, hắn cười nhẹ, sau đó tay phải mở ra. Thiên chu kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, hắn đưa kiếm đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tiếp nhận kiếm, tiếp tục cải tạo. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó xoay người rời đi. Hậu Sơn Kiếm Tông, Dương Diệp đứng trên đỉnh núi. Nhìn bầu trời xa xa, Dương Diệp im lặng không nói, rơi vào trầm tư. Trật tự. Trong trời đất này, hẳn phải có trật tự. Mà bây giờ, cũng có trật tự, thiên mệnh thiết lập trật tự. Bất quá trật tự của thiên mệnh quá bá đạo. Cũng quá mức tàn nhẫn. Nàng không có cho người khác đường sống. Người phía dưới không có đường sống, nhất định sẽ liều mạng. Mà Dương Diệp hắn, cũng cần liều mạng. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn sớm muộn sẽ đối kháng thiên mệnh. Hơn nữa là thiên mệnh mạnh nhất. Sau một lúc lâu, đột nhiên Dương Diệp khẽ nở nụ cười, tay phải khẽ vẫy, một thanh kiếm phóng lên trời. Kiếm màu đỏ. Đúng là kiếm tổ ban đầu cùng hắn đọa nhập ma đạo.
Trường kiếm khiếu thiên. Nhìn về phía ánh kiếm màu đỏ ngòm, Dương Diệp cười càng sáng lạn, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, thích hợp mình nhất, mới là kiếm tốt nhất. Kiếm có mạnh hay không, mỗi người khác nhau. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, mấy tức sau, tay phải hắn đột nhiên mở ra, một tia kiếm quang lóe lên. Xùy, một vết máu tươi bắn ra. Máu tươi phóng lên trời, thẳng vào trong kiếm tổ. Dùng máu dưỡng kiếm. Theo máu tươi của Dương Diệp không ngừng tràn vào, toàn bộ thân hình kiếm tổ rung động kịch liệt, rất nhanh, từng tiếng kiếm reo vang vọng lên. Theo huyết dịch của Dương Diệp không ngừng rót vào, kiếm run rẩy càng nhanh, thân kiếm cũng càng đỏ. Không chỉ huyết dịch, quanh người Dương Diệp, vô số kiếm ý và sát ý điên cuồng tuôn ra, cuối cùng những sát ý và kiếm ý kia đều xông vào kiếm tổ. Đương nhiên, giờ phút này hắn đã không dùng máu tươi, máu của hắn cũng không phải vô cùng vô tận đấy, cho nhiều cũng sẽ chết. Cứ như vậy rằng co trọn vẹn một lúc lâu, Dương Diệp ngừng lại, kiếm tổ bay về trước mặt hắn, sau đó huyễn hóa thành một nữ tử. Dương Diệp nhẹ vuốt hai má của kiếm tổ, cười nói. Tìm khắp nơi, người mới là thanh kiếm thích hợp ta nhất. Kiếm tổ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Ha ha! Dương Diệp cầm kiếm phóng lên trời, toàn bộ bầu trời đỏ ngầu, giống như bị màu đỏ bố bao trùm một dạng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Trong hư không, Dương Diệp điên cuồng phóng thích ra những sát ý và kiếm ý kia, giờ phút này, cả người hắn biến thành màu đỏ như máu. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ hư không, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện. Hận chi kiếm đạo. Nói đơn giản là ma kiếm đạo, thời điểm Dương Diệp rơi vào ma kiếm đạo, sát ý và kiếm ý của hắn trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Tốc độ tăng lên quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trên không trung, Dương Diệp tận tình phóng thích mình, khí tức của hắn cũng ở thời khắc này dần dần trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy, kéo dài sau một ngày. Toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt, rất nhanh, những sát ý và kiếm ý kia bắt đầu biến mất. Không đến một hồi, toàn bộ bầu trời khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp từ không trung rơi xuống, giờ phút này, hắn đã khôi phục bình thường. Đáng giá nhắc tới là, hiện tại hắn đã là mệnh cảnh đỉnh phong. Mệnh cảnh cực hạn. Lúc trước, hắn là lợi dụng sát ý, kiếm ý cùng với lực lượng ma kiếm đạo của mình cưỡng ép tăng lên, đây là có chút mạo hiểm, bất quá hắn không có biện pháp quá tốt. Hắn không có thời gian đi chậm rãi tu luyện. Chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc. Còn tốt, hắn cực thành công. An Nam Tính khẽ gật đầu. Đánh một trận không? Chiến. Dương Diệp cười ha ha. Đương nhiên được. Hai người cũng không có lựa chọn ở trong Hồng Mông Tháp, lờ mà đi ra phía ngoài, bọn hắn tiến vào trong hư không, củng cố không gian chung quanh. Hai người cách xa nhau trăm trượng. Dương Diệp cười nói. Ra tay đi. An Nam MC Tính gật đầu, sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, đã đến trình độ như bọn hắn, con mắt kỳ thật đã hoàn toàn theo không kịp tốc cơ độ. Chỉ có thể dựa vào tâm đến cảm nhận. Lúc này đây, Dương Diệp lựa chọn hậu phát chế nhân, lấy tĩnh chế động. Rất nhanh, một cây trường thương đi tới mi tâm của hắn. Lúc này kiếm của Dương Diệp vung ra. Hắn cầm kiếm đâm một cái, mũi kiếm đâm vào mũi trường thương cứng rắn bị kiếm bức ngừng, ngay sau đó. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm vẽ một cái. Nghiêng bổ xuống. Lúc này An Nam Tĩnh lui về phía sau một chút, nàng và Dương Diệp kéo ra khoảng cách, một kiếm này của Dương Diệp phách không, mà trường thương trong tay An Nam Tĩnh đột nhiên hung ác nện xuống. Dương Diệp phản ứng thật nhanh, thời điểm thương nện xuống, trường kiếm của hắn xách lên. Thương kiếm run lên, hai người lùi lại trăm trượng. Xa xa, An Nam Tĩnh vừa dừng lại. Trường thương trong tay nàng đột nhiên rời khỏi tay. Nhưng lúc này tay phải Dương Diệp mở ra, kiếm thủ cũng ở thời khắc này hóa thành một đạo kiếm quang huyết hồng bắn ra. Giữa hai người, một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, rất nhanh, An Nam Tĩnh và Dương Diệp đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, kiếm vô địch và Thanh Huyền lẳng lặng nhìn nơi xa. Thanh Huyền nói khẽ, nhà đầu kia thiên phú dị bẩm, rất lợi hại. Ánh mắt kiếm vô địch rơi vào trên người An Nam Tĩnh, khẽ gật đầu. Nhà đầu này, tuyệt không thua đồ tôn tiện nghi này của ta. Thanh Huyền nhìn về phía kiếm vô địch. Đồ tôn của ngươi rất biết luồn lách, bụng thối như hầm cầu, cùng Huyền An hoàn toàn là hai loại tính cách khác biệt, cũng không biết vì sao Huyền An lại thu hắn. Kiếm vô địch cười ha ha,
sau đó hắn nghiêm mặt nói. Ngươi không phát hiện sao? Trên thân hắn có nhiều thứ, là Huyền An đã từng vứt bỏ. Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ. Xác thực, bất quá, ngươi hẳn biết, chuyện bây giờ càng ngày càng không đơn giản, ngươi thật muốn cuốn vào trong này. Kiếm vô địch nói khẽ. Dầu gì cũng là đồ tôn của ta, chẳng lẽ ta bất kể hắn sao? Thanh Huyền nhẹ gật đầu, không có nói gì nữa. Mà xa xa, An Nam Tĩnh và Dương Diệp cũng dừng lại, bọn hắn chỉ có thể điểm đến là dừng, bởi vì bọn họ đều không tàn nhẫn nổi. Nếu như không tàn nhẫn nổi, như vậy đương nhiên sẽ không phát huy ra thực lực cường đại chân chính. Điểm đến là dừng. Dương Diệp mang theo An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Kiếm Vô Địch và Thanh Huyền, Dương Diệp thi lễ. Sư tổ, Thanh Di. Thanh Huyền khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vui vẻ, thực lực của Dương Diệp kỳ thật cao hơn nàng, bất quá từ đầu đến cuối, Dương Diệp cực kỳ tôn kính nàng, nàng có thể cảm giác được, đó là tôn kính phát ra từ nội tâm, không phải lừa gạt. Kiếm Vô Địch nói, ngươi có thể khống chế kiếm đạo kia không? Hiển nhiên là chỉ ma kiếm đạo. Dương Diệp gật đầu, có thể. Kiếm Vô Địch khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Ngay lúc này, Dương tộc đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngoài thành đến một số người, cầm đầu là Hoang tộc. Hoang tộc. Hai mắt Dương Diệp híp lại, rất nhanh, hắn cùng với mọi người đi tới trước cửa thành, xa xa, cầm đầu đúng là Hoang tộc Hoang Doanh, ở bên cạnh Hoang Doanh có mấy cường giả mệnh cảnh. Hoang Doanh nhìn Dương Diệp cười nói. Chúng ta đều là chuyển nhà, người hơi nhiều, có thu được không? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Đương nhiên. Hoang Doanh đi tới trước mặt Dương Diệp. Đằng sau ta, có thế lực đến từ vạn giới, bọn hắn hầu như có thể đại biểu vạn giới, có nhu cầu, thông báo một tiếng. Dương Diệp nói. Lời nói của ta, bọn hắn nghe không? Hoang Doanh cười nói. Nhìn bổn sự của ngươi. Từ xưa đến nay, lợi ích là thứ có thể khu động nhân tâm nhất. Hắn muốn vạn giới nghe lệnh, thì nhất định phải cho những người này đầy đủ lợi ích, đương nhiên, thực lực cường đại cũng rất cần thiết. Bất quá rất nhanh, người trong chiến giới cũng tới. Cầm đầu đúng là Lưu Uyên, bên cạnh Lưu Uyên là Diệp Chi Bắc. Trước cửa thành, Dương Diệp cười nói. Hoan nghênh Lưu Uyên đại nhân. Lưu Uyên trầm giọng nói. Dương Diệp, người thật muốn liều với mạt pháp chi địa. Dương Diệp cười nói. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Lưu Uyên nói. Nếu như ngươi thắng, vậy ngươi chính là chủ nhân của tam duy vũ trụ này, khi đó ngươi đối đãi bọn ta như thế nào? Dương Diệp nói. Là vĩnh hằng chi chủ để cho ngươi tới hỏi sao? Lưu Uyên nhìn Dương Diệp. Ta đại biểu cả chiến giới. Dương Diệp nói. Đi vào nói. Lưu Uyên gật đầu. Mọi người vào thành, trong đại điện tụ tập 37 người. Toàn bộ là cường giả mệnh cảnh. Có thể nói, ngoại trừ mạt pháp chi địa, cường giả mệnh cảnh trong cả thiên địa hầu như đều ở nơi này. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp, nếu như bọn hắn đến nơi này, tự nhiên là dùng Dương Diệp làm chủ, đương nhiên, này còn phải nhìn Dương Diệp là làm thế nào. Nếu như Dương Diệp chỉ đơn thuần muốn lợi dụng bọn hắn đối kháng mạt pháp chi địa, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm bị lợi dụng. Dương Diệp nhìn mọi người, người của hoang tộc và chiến giới đều có mặt, bất quá song phương không có gây sự. Dương Diệp nói, chư vị đều là cường giả mệnh cảnh, vấn đề lớn nhất của các ngươi là cái gì? Tự nhiên là thiên mệnh hiện thân, các ngươi phải chết, hoặc có lẽ là thiên mệnh hạn chế bọn ngươi không cách nào tăng lên. Thiên mệnh chính là cửa ải, đây là vấn đề lớn nhất mà các ngươi, kể cả ta cũng phải đối mặt. Ngươi là người thiên mệnh chọn. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp lắc đầu. Thiên mệnh có 4 cái, các ngươi hẳn đều biết, ta chỉ đạt được 2 cái trong đó thừa nhận. Nói xong hắn đứng lên, sau đó lại nói. Địch nhân chân chính của chúng ta, không chỉ mạt pháp chi địa, còn có thiên mệnh. Trong tràng lâm vào yên tĩnh. Lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói. Chư vị, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi muốn vĩnh viễn dừng lại ở mệnh cảnh sao? Mọi người lắc đầu, bọn hắn đều đạt đến mệnh cảnh, cảnh giới cao nhất của thế giới này. Nếu như nói không muốn tiến thêm một bước, đây tuyệt đối là gạt người. Người khao khát lực lượng, là vô bờ bến. Người nọ lại nói, thứ cho ta nói thẳng, sợ là chúng ta không cách nào đối kháng thiên mệnh, thực lực của thiên mệnh,
chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mọi người gật đầu, tùy bọn hắn đều muốn tiến thêm một bước, bất quá trong lòng mọi người đều rõ ràng, thiên mệnh mạnh, cho dù là cường giả mệnh cảnh của mạt pháp chi địa cũng không dám đối kháng chính diện. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Thiên mệnh, ta tới đối kháng. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, kể cả kiếm vô địch. Dương Diệp nói. Thiên mệnh, ta tới đối kháng. Hoàng Doanh nói. Dương huynh, người đây là ý gì? Dương Diệp nói. Vị bằng hữu kia nói cực phải, thiên mệnh mạnh, người bình thường căn bản không thể chống lại. Cho nên ta tới đối kháng, ngày sau nếu thiên mệnh xuất hiện, ta tới đối mặt. Nghe vậy, các cường giả mệnh cảnh hai mặt nhìn nhau, thiên mệnh để Dương Diệp hắn đến đối kháng. Tự đại sao? Mọi người không có cảm thấy như vậy, bởi vì ở trong tất cả mọi người, chỉ có Dương Diệp có khả năng đối kháng thiên mệnh. Chúng ta chỉ cần giúp đỡ người đối kháng mạt pháp chi địa, đúng không? Có người hỏi. Dương Diệp cười nói. Không phải các ngươi giúp ta đối kháng, mà là giúp mình. Nói xong hắn bấm tay điểm một cái, rất nhanh. Trong tràng xuất hiện một màn sáng, trong màn sáng là hình ảnh một thế giới hỏng mất. Dương Diệp cười nói. Các ngươi biết nơi này là ai làm không? Mạt pháp chi địa. Lúc này một trung niên đứng ra. Giới này tên Vạn Vũ Giới, là thế giới ta đang ở, bất quá bây giờ đã không còn. Dương Diệp gật đầu. Mạt pháp chi địa không có kẻ yếu, bọn họ đều là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, bọn hắn sẽ không quản các ngươi chết sống, hoặc có thể nói. Bọn hắn sẽ không quản thế lực sau lưng các ngươi chết sống. Trong mắt của bọn họ, chỉ có cường giả mệnh cảnh, dưới mệnh cảnh, ở trong mắt bọn họ đều là con sâu cái kiến. Đương nhiên, nếu như một thân một mình, đi mạt pháp chi địa sẽ càng tốt hơn. Lúc này Hoang Doanh nói. Dương huynh, nếu như tất cả mọi người đến nơi này, hiển nhiên mọi người đã bỏ qua mạt pháp chi địa. Hiện tại chỉ nói hai điểm, thứ nhất, thiên mệnh, thứ hai, linh khí. Toàn bộ vĩnh hằng quốc độ, linh khí đã. Nói đến đây, hắn cười cười, lại nói. Hiện tại mọi người đi tới nơi này, nơi đây linh khí sung túc, điểm này Dương Huynh đã thay chúng ta giải quyết. Còn điểm thứ hai, vấn đề thiên mệnh, Dương Huynh cũng đã đáp ứng thay chúng ta giải quyết, như vậy hiện tại chúng ta đã không có vấn đề. Dương Huynh, thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, tựa hồ mạt pháp chi địa kia cũng vì đối kháng thiên mệnh, vì sao song phương không liên thủ? Hoàng Doanh khẽ gật đầu. Đã minh bạch, Dương Huynh, kế tiếp có kế hoạch gì không? Kế hoạch. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng hơi cuộn lên. Đương nhiên là giết chết bọn chúng. Chủ động xuất kích. Sau khi biết rõ ý tứ của Dương Diệp, trong nội tâm tất cả mọi người đều si cả kinh. Dương Diệp lại nói. Ngồi chờ chết, vĩnh viễn sẽ bị động, không chủ động xuất kích, sẽ giống như cá ướp muối. Chư vị chuẩn bị một chút. Một lúc nữa chúng ta xuất phát đi mạt pháp chi địa, lúc này đây, coi như đánh không chết bọn hắn, cũng phải làm bọn họ sống không thể tự lo liệu. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra đại điện. Trong tràng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, một trung niên nói. Hắn là nghiêm túc sao? Hoang Doanh gật đầu. Hẳn nghiêm túc. Trung niên do dự một chút, sau đó nói. Có chút xúc động. Hoang Doanh cười nói. Không cảm thấy. Chúng ta là đánh xuất kỳ bất ý. Trung niên khẽ gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, mọi người tản đi. Bên kia, kiếm vô địch tìm được Dương Diệp, kiếm vô địch trầm giọng nói. Ngươi là làm thật. Dương Diệp cười nói. Sư tổ, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Kiếm vô địch lắc đầu. Có chút mạo hiểm, đặc biệt là trước khi không làm rõ ràng thân phận và thực lực chân chính của người thần bí kia. Dương Diệp cười nói. Chúng ta đi, đánh với bọn hắn rồi, chúng ta sẽ biết hắn có lai lịch và thực lực gì. Kiếm vô địch trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Sư tổ, thế giới này rất loạn, thật rất loạn, sau khi diệt trừ mạt pháp chi địa, ta sẽ để vạn tộc cùng tồn tại, cũng sẽ khôi phục vĩnh hằng quốc độ, đương nhiên cũng sẽ thành lập quy tắc mới, tất cả thế lực đều phải tuân thủ. Đương nhiên, ta là một người ích kỷ, ta muốn tiêu diệt bọn hắn còn có một nguyên nhân khác, chính là Tiểu Bạch và Nhị Nha. Hai tiểu gia hỏa này là người thân nhất của ta, ta sẽ bảo vệ các nàng, ai động các nàng, ta nhất định để hắn chết không yên lành. Mạt pháp chi địa dám có ý đồ với các nàng, ta nhất định sẽ để cho bọn hắn chết không yên lành. Nói xong, Dương Diệp có chút thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trong tràng,
Kiếm vô địch thật lâu không lên tiếng. Qua hồi lâu, hắn lắc đầu cười cười, đồ tôn này của hắn, tính tình thật sảng khoái, cũng là một người thẳng thắn. Dương Diệp trừ mạt pháp chi địa, là vì thành lập trật tự mới, cũng là vì tư tâm. Hắn không có giấu giếm tư tâm của mình chút nào. Một lúc lâu sau, cả cực nhạc chi thành, vô số người đột nhiên lặng yên biến mất. Tất cả cường giả mệnh cảnh đều rời cực nhạc chi thành. Dương Diệp cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà bởi vì hắn biết, hắn cần có thời gian, mạt pháp chi địa khẳng định cũng cần thời gian, bằng không thì mạt pháp chi địa tuyệt đối không có khả năng một mực yên lặng như vậy. Nếu như song phương đều thiếu thời gian, vậy Dương Diệp dứt khoát không đợi. Hiện tại hắn trực tiếp xuất kích, hắn đánh bạc đúng là nhìn ai cần thời gian hơn. Điểm trọng yếu nhất là hắn đã đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong, bây giờ là thời điểm hắn cường thế nhất, thời điểm này ra tay, có lợi với hắn nhất. Đều là cường giả đỉnh phong, không bao lâu, mọi người đi tới mạt pháp chi địa. Thế giới này đã từng bị Dương Diệp hủy hai lần. Cầm đầu là Dương Diệp, ở hai bên Dương Diệp là Kiếm Vô Địch và An Nam Tính. Về phần nhị nha, Dương Diệp không có để cho nàng đi ra. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở đối diện đám người Dương Diệp. Người tới là Lệ Đế, chứng kiến đám người Dương Diệp, Lệ Đế đang định nói, nhưng Dương Diệp đã nói trước. Đừng nói nhảm với bọn hắn, giết. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, rút kiếm mãnh liệt chạm về phía Lệ Đế. Lệ Đế vốn ngẩn người, bởi vì hắn thật không ngờ Dương Diệp không nói hai lời liền đấu võ. Trực tiếp đấu võ. Đừng nói Lệ Đế, người sau lưng Dương Diệp cũng ngẩn ra. Tốt xấu cũng nói vài câu mang tính hình thức đã chứ. Lệ Đế tính hồn, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, cả người Dương Diệp lập tức đỏ lên, không chỉ như thế, một cỗ kiếm ý cường đại trực tiếp bao phủ Lệ Đế. Ma kiếm đạo. Giờ khắc này, thần sắc Lệ Đế hoàn toàn biến đổi, một cỗ khí thức cường đại từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, nhưng theo một kiếm kia của Dương Diệp rơi xuống, cổ khí thế của hắn tan thành mây khói. Lúc này thân thể Lệ Đế đột nhiên oanh một tiếng, muốn nổ tung lên. Ầm. Dương Diệp lùi ra 10 trượng. Xa xa, linh hồn Lệ Đế đã lui về phía sau ngàn trượng. Hy sinh thân thể bảo vệ tính mạng. Lệ Đế làm rất quyết đoán. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, nụ cười này có chút dữ tợn, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm màu đỏ lặng yên ngưng hiện. Dương Diệp cầm kiếm chỉ vào Lệ Đế. Ngươi không đủ lão tử đánh, để cho bàn tay màu đen kia đi ra, lão tử cùng hắn đơn đấu. Mọi người. Thực lực của Dương Diệp càng mạnh, bọn hắn đi theo lại càng kiên định. Mà không hề nghi ngờ, Dương Diệp bây giờ chính là một trong mấy cường giả cường đại nhất trong trời đất này. Ngay lúc này, không gian bốn phía bắt đầu rung động, rất nhanh, từng đạo khí lưu màu đen xuất hiện ở bốn phía đám người Dương Diệp. Ăn mòn. Những khí lưu màu đen này không ngừng ăn mòn không gian bốn phía bọn hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn ra tay, lúc này Nhị Nha xuất hiện, Nhị Nha nhìn thoáng qua những khí lưu màu đen kia, sau đó tay phải nàng vung lên, một cỗ khí tức chí tà chí ác từ trong lòng bàn tay nàng chấn động ra. Ầm, những khí lưu màu đen kia lập tức tan thành mây khói. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Nhị Nha. Ác linh chi tổ, miễn dịch với hết thảy khí tức tà ác. Lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xa xa, sắc mặt Lệ Đế đại biến, liên tục lùi lại, nhưng đáng tiếc, bây giờ hắn là linh hồn thể, tốc độ theo không kịp Dương Diệp. Mà thời điểm Dương Diệp đuổi theo hắn, một cánh tay màu đen xuất hiện ở trước mặt Lệ Đế, cánh tay kia nắm thành quyền, sau đó oanh Dương Diệp một cái. Ầm, lực lượng cường đại cứng rắn bức ngừng Dương Diệp. Lại là bàn tay màu đen kia. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, bắn về phía bàn tay màu đen. Đồng thời, mọi người ở sau lưng hắn cũng nhao nhao vọt về phía mạt pháp chi địa. Đại chiến bắt đầu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhìn Dương Diệp có thể ngăn trở cánh tay kia hay không, nếu như không thể ngăn cánh tay kia, hết thảy đều không cần nói. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước bàn tay màu đen, nhưng lúc này, bàn tay màu đen kia đột nhiên rụt về phía sau. Sau một khắc, nó mãnh liệt đấm ra một quyền. Một quyền oanh ra, thiên địa rung động. Trong nháy mắt, mọi người ở sau lưng Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Dương Diệp cũng lùi, nhưng rất nhanh hắn đã dừng lại, sau đó chân phải đạp mạnh, lần nữa đi tới trước cánh tay, sau một khắc, tay phải hắn rút kiếm chém xuống.
Trảm thiên bạt kiếm thuật bộc phát. Lúc này bàn tay màu đen đột nhiên mở ra, sau đó chấn tới. Lấy tay tiếp kiếm của Dương Diệp. Rất nhanh, kiếm của Dương Diệp chém vào bàn tay màu đen khẽ run lên, Dương Diệp lại chém xuống một kiếm. Phong ma kiếm pháp bộc phát. Một kiếm lại một kiếm. Nhưng bàn tay màu đen kia đều cản lại. Đương nhiên, lực lượng của Dương Diệp vẫn hữu dụng, bàn tay màu đen bị chấn không ngừng lui về phía sau. Rốt cuộc, bàn tay màu đen phản kích, tay nắm chắc thành quyền, lập tức lui về phía sau 10 trượng, cùng Dương Diệp kéo ra khoảng cách, sau một khắc, nó mãnh liệt oanh về phía trước một cái. Quyền ra, thiên địa biến sắc. Một quyền này cách không oanh ra, không gian giữa Dương Diệp và bàn tay trong nháy mắt sụp đổ mai một. Cùng lúc đó, từng đạo lực lượng cường đại giống như biển gầm không ngừng chấn động về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn cắm kiếm vào vỏ, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm. Ầm, một cỗ lệ khí và sát ý ngập trời từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Ma kiếm đạo. Khi tiến vào loại trạng thái ma kiếm đạo này, sát ý và kiếm ý của Dương Diệp lập tức tăng vọt, khí tức của hắn cũng ở thời khắc này điên cuồng tăng vọt, đạt đến đỉnh phong nhất của mình. Đối mặt bàn tay màu đen, Dương Diệp một chút cũng không dám khinh thường. Hắn không thể chết được, không đúng, hắn không thể bại. Hiện tại chỉ cần hắn bại, bên bọn hắn sẽ lập tức bị áp chế, hắn không thể bại. Lúc này Dương Diệp rút kiếm. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ bầu trời, sau một khắc, một đạo kiếm quang hung ác chém xuống. Ầm! Toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt, ngay sau đó... Từng đạo sóng khí kinh khủng từ bầu trời chấn động ra, chiến trường chung quanh đều bị ảnh hưởng đến, mọi người nhao nhao lùi lại, bởi vì sóng khí bộc phát ra thực quá khủng bố, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Mà ở trung tâm sóng khí, đạo đạo kiếm quang không ngừng chấn động ra, trừ lần đó ra, còn có vô số thanh âm quyền bạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía chiến trường chính. Nơi đó mới là mấu chốt nhất. Cứ như vậy rằng có trọn vẹn nửa canh giờ, không gian kia mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, một nhân ảnh từ trong vùng không gian kia lui ra mấy trăm trượng, những nơi đi qua xuất hiện khe rãnh không gian sâu hóm. Bóng người này đúng là Dương Diệp. Thất bại. Trong tràng, mọi người sửng sốt. Nhưng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên Dương Diệp cười gằn nói. Lại tới. Ầm. Lực lượng cường đại chấn tá mạc bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đám người hoang doanh tin tưởng tăng nhiều. Nhị Nha muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, một nhân ảnh đột nhiên chắn ở trước mặt Nhị Nha. Người tới đúng là Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ nhìn Nhị Nha, mặt không biểu tình, Nhị Nha không chút suy nghĩ đấm ra một quyền. Cách đó không xa, Hoành Vạn Cổ nhíu mày, hai tay của hắn giơ lên, rất nhanh, sau lưng hắn xuất hiện một kim thân pháp tướng. Ngay sau đó kim thân pháp tướng đánh xuống một quyền. Mục tiêu đúng là Nhị Nha. Nhị Nha không lùi bước, nắm đấm trực tiếp đánh tới. Ầm. Nhị Nha liên tiếp lùi ra sau 10 trượng, còn kim thân pháp tướng thì lui chừng trăm trượng. Không chỉ như thế, cánh tay của kim thân pháp tướng xuất hiện vô số vết rạn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Hoành Vạn Cổ vô cùng ngưng trọng. Hắn biết lực lượng của kim thân pháp tướng. Nhưng tiểu cô nương trước mắt này một quyền liền đánh nát nó. Lực lượng của tiểu cô nương này, cuối cùng cường đại đến loại trình độ nào? Hoành Vạn Cổ không hiểu nổi, Nhị Nha nhìn quả đấm nhỏ của mình, có chút hồng, sau một khắc, nàng bay thẳng đến Hoành Vạn Cổ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa theo Nhị Nha chạy nhanh bắt đầu rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Hoành Vạn Cổ bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn chắp ở trước ngực. Sau lưng hắn, hai tay của kim thân pháp tướng khổng lồ tùy theo hợp lại, sau một khắc, thân thể Hoành Vạn Cổ nghiêng tới trước, tay phải ấn về phía Nhị Nha. Ầm, thủ trưởng khổng lồ của kim thân pháp tướng đột nhiên từ không trung trấn áp về phía Nhị Nha. Rầm rầm rầm, theo bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, không gian ở dưới cự thủ tầng tầng áp xúc, sau đó bạo liệt, lực lượng cường đại đủ để hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía cự thủ. Hai mắt nàng dần dần đỏ lên, tay phải nắm chắc thành quyền, rất nhanh, không gian chung quanh nàng từ từ rạn nứt. Lực lượng mạnh mẽ quá đáng rồi. Đột nhiên, Nhị Nha phóng lên trời, ở dưới ánh mắt chăm chú của Hoành Vạn Cổ, Nhị Nha đánh một quyền vào lòng bàn tay của kim thân pháp tướng. Một màn rất buồn cười.
Bởi vì nắm tay của nhị nha so sánh với kim thân pháp tướng, thật sự là quá nhỏ. Nhưng cánh tay nhỏ kia, lại cứng rắn chĩa vào cự thủ. Trên không trung, tay phải của nhị nha gắt gao đỡ lấy cự thủ, đột nhiên tay nàng hất lên. Tạc thiên thức. Theo thanh âm của nhị nha vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của Hoành Vạn Cổ, hai tay nhị nha ngăn chặn lấy cự thủ, sau đó mãnh liệt hất lên. Ầm ầm. Sau lưng Hoành Vạn Cổ, kim thân pháp tướng từ không trung lật ngược lại, sau đó theo động tác tay của nhị nha bay ra ngoài. Trên không trung, nhị nha cũng không dừng lại, nàng tung người nhảy vọt, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của kim thân pháp tướng, sau đó chân phải đạp mạnh. Ầm. Một cước rơi xuống, kim thân pháp tướng vỡ nát mai một. Trên không trung, nhị nha quay đầu nhìn về phía Hoành Vạn Cổ, nhưng lúc này tay phải của Hoành Vạn Cổ đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, không gian chung quanh nhị nha rung động kịch liệt. Từng đạo lực lượng cường đại không ngừng chấn động về phía nhị nha. Nhị nha mặt không biểu tình, tay phải nàng vỗ tới. Ầm. Vùng không gian kia vỡ nát, cùng vỡ nát còn có lực lượng của Hoành Vạn Cổ. Nhìn thấy một màn này, con mắt của Hoành Vạn Cổ co rút, nhưng lúc này, nhị nha đã lao tới hắn, lực lượng của nhị nha cực kỳ mạnh, nơi nàng đi qua không gian văng tung tóe. Không gian này căn bản không chịu nổi lực lượng của nàng. Hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, đang muốn ra tay, lúc này một đạo kiếm quang hung ác chạm tới. Nhị nha ngừng lại, quay người đấm ra một quyền. Ầm. Nhị nha bị một kiếm kia đẩy lui mấy trăm trượng. Nàng vừa dừng lại, nắm tay phải đã vỡ ra, máu tươi từ trong đó không ngừng tràn ra. Trên quả đấm của nàng, còn có vảy màu vàng sậm, nhưng vảy màu vàng sậm kia đều bị cắt ra. Nhị nha quay đầu nhìn về phía xa, chỗ đó lại xuất hiện một cánh tay màu đen. Mà bên Dương Diệp, tương tự có một cánh tay màu đen. Hai cánh tay màu đen. Nhìn thanh kiếm kia, trong mắt nhị nha lệ khí càng ngày càng nặng, ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tay Tiểu Bạch là một thanh kiếm. Một thanh kiếm mới tinh. Một thanh kiếm do ba thanh thiên mệnh kiếm dung hợp. Ba kiếm hợp nhất. Nhị nha nhìn thoáng qua kiếm kia, lắc đầu, sau đó nàng đi về phía trước, nhưng Tiểu Bạch đột nhiên chắn ở trước mặt nàng, Tiểu Bạch nhìn táng mệnh kiếm, tiểu chảo nàng ngoắc một cái. Xa xa, thanh màu đen kiếm khẽ run lên. Tay An Nam tĩnh xoay chuyển, trường thương trong tay đâm ra. Thương kiếm chạm nhau. Ầm. An Nam Tĩnh, nhị nha và Tiểu Bạch bay ra mấy ngàn trượng, chiến qua rạn nứt, phát ra một thanh âm thương minh thê lương. Thanh kiếm kia cũng không dừng lại, tiếp tục đuổi tới. Nhưng lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, rất nhanh, một đạo kiếm quang màu huyết hồng hung ác chạm đến. Thanh kiếm kia có chút dừng lại, quay người chém mạnh. Xuy. Kiếm quang màu huyết hồng nghiền nát. Cách đó không xa, Dương Diệp quay người chém ra một kiếm. Một kiếm rơi xuống, một nắm đấm màu đen vừa vặn đi vào trước mặt hắn. Lại một lần cứng đối cứng. Ầm. Tay Dương Diệp và kiếm run lên kịch liệt, thân thể bị đẩy lui ngàn trượng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Lúc này đây, hắn không có ra tay, mà đi tới bên cạnh của An Nam Tĩnh, nhị nha còn có Tiểu Bạch. Hắn và An Nam Tĩnh chắn ở trước mặt nhị nha cùng Tiểu Bạch, chuẩn xác mà nói là trước mặt nhị nha, bởi vì Tiểu Bạch đã bị ném vào trong Hồng Mông Tháp. Đối diện bọn họ là một đôi tay. Không phải một cánh tay, mà là một đôi, trong đó một cái tay cầm kiếm. Dương Diệp trầm giọng nói. Nhị nha, người đánh cái tay không có kiếm, được không? Nhị nha gật đầu. Được. Nói xong nàng đã xông ra ngoài, lực lượng thân thể cường đại xé rách hết thảy. Mà thời điểm nhị nha xuất thủ, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đồng thời ra tay, bất quá mục tiêu của bọn hắn là cánh tay có kiếm. Sở dĩ Dương Diệp để cho nhị nha một mình đi đối mặt cái tay không có kiếm, là vì dùng nhục thể của nhị nha, cánh tay không có kiếm kia căn bản không làm gì được nàng, bởi vậy nàng đánh cái tay không có kiếm mới là an toàn nhất. Mà cái tay có kiếm, là hoàn toàn có thể phá phòng ngự của nhị nha. Hắn không dám để cho nhị nha đi đối mặt thanh kiếm kia. Như Dương Diệp sở liệu, nhị nha đánh với cánh tay kia, mặc dù không có chiếm thượng phong, nhưng cánh tay kia thực không làm gì được nhị nha. Bất quá Dương Diệp và An Nam Tĩnh thì có chút phiền phức. Cho dù hai người liên thủ, đối mặt bàn tay màu đen kia, bọn hắn cũng có vẻ hơi bó tay bó chân, bởi vì kiếm kia thật quá sắc bén. Hầu như có thể chạm cắt hết thảy. Trong trời đất này,
sợ là chỉ có phàm kiếm và hành đạo kiếm mới có thể chống lại. Ầm. Ngay lúc này, chiến qua trong tay An Nam Tĩnh ầm ầm vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ đầy trời rơi lả tả, đồng thời An Nam Tĩnh bị đẩy lui trọn vẹn hơn nghìn trượng. Trên cánh tay nàng có một vết kiếm thật dài, là Táng Mệnh kiếm lưu lại. Bàn tay màu đen cũng không có khả năng thừa thắng xông lên chém giết An Nam Tĩnh, bởi vì Dương Diệp đã chặn hắn. Dương Diệp tay cầm kiếm tổ, đồng dạng hắn cũng không dám để cho kiếm tổ và hắc kiếm liều mạng, bởi vì Táng Mệnh kiếm kia thực quá sắc bén, coi như là kiếm tổ cũng gánh không được. Cũng chính vì vậy, hắn và An Nam Tĩnh mới ở hạ phong, bị áp chế gắt gao. Tránh ra! Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của An Nam Tĩnh. Dương Diệp không chút do dự, thân hình lóe lên, lui ra chừng trăm trượng, lúc này, một tàn ảnh trực tiếp xông về phía cánh tay màu đen. Ầm! Xa xa, một tiếng nổ vang lên, cánh tay và kiếm bị đẩy lui. Dương Diệp sửng sốt, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, giờ phút này hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại, ở quanh người nàng có một đạo khí tức quỷ dị. Hai mắt Dương Diệp híp lại, thời khắc này An Nam Tĩnh để cho hắn có chút lạ lẫm. Thượng Diễn Vũ, lúc này xa xa đột nhiên truyền ra một giọng nói. Không nghĩ tới, ngươi là truyền nhân của Vô Danh Thị, khó trách. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trước mặt bàn tay màu đen, hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó bắt đầu chiêu chiêu, trong nháy mắt, ở bốn phía bàn tay màu đen kia, xuất hiện vô số An Nam Tĩnh. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Ngay sau đó, bàn tay màu đen kia không ngừng lùi lại. Áp chế. Giờ khắc này, An Nam Tĩnh trực tiếp áp chế bàn tay màu đen. Mà thần sắc Dương Diệp thì từ từ ngưng trọng. Cánh tay kia lùi lại mà không loạn, xem như bị áp chế, kỳ thật không có. Bất quá thời điểm này, hắn cũng không có cơ hội nhúng tay. Rất nhanh, bàn tay màu đen lùi trăm trượng, đột nhiên nó dừng lại. Sau một khắc, nó cầm kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt. Một cơn lốc xoáy kiếm quang chấn động ra. Xuy 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 xuy. Bốn phía, An Nam Tĩnh huyễn hóa ra phân thân văng tung tóe. Bên kia, Dương Diệp quyết đoán ra tay. Xuy. Kiếm quang màu huyết hồng cắt ra kiếm quang màu đen, nhưng mà rất nhanh, Dương Diệp thấy được hắc kiếm bay đến, Dương Diệp không lùi mà tiến tới, rất ổ nhanh, hắn cách hắc kiếm càng ngày càng gần, đột nhiên tốc độ của Táng Mệnh kiếm bạo tăng. Đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắc thu kiếm vào, cùng lúc đó, hai cánh tay hắn mãnh liệt giao thoa, sau đó đưa qua đỉnh đầu. Hoành Thiên. Trên hai tay Dương Diệp, Hoành Thiên xuất hát kiệt. Hoành Thiên vừa xuất hiện, máu trong cơ thể Dương Diệp lập tức hội tụ về phía Hoành Thiên. Đã có máu của hắn rót vào, Hoành Thiên lập tức bạo phát ra ngọn lửa màu đỏ như máu. Dương Diệp bay thẳng đến hắc kiếm. Bành. Một tiếng nổ vang vọng lên, rất nhanh, hắc kiếm bay ngược về. Nhưng Hoành Thiên trên tay Dương Diệp ở thời khắc này cũng vỡ ra. Không chỉ Hoành Thiên vỡ ra, hai cánh tay của hắn càng rạn nứt, vô số máu tươi bắn ra. Bất quá Dương Diệp không có để ý những thứ này, thời điểm kiếm bay ra ngoài, Dương Diệp đột nhiên bắt lại Táng Mệnh kiếm. Vừa chộp được, hắc kiếm rung rung kịch liệt, cùng lúc đó, tay của Dương Diệp bị Táng Mệnh kiếm tản mát ra kiếm khí thiết cắt. Thần sắc Dương Diệp dữ tợn, hắn một tay nắm lấy Táng Mệnh kiếm vứt vào Hồng Mông tháp. Cùng lúc đó, Dương Diệp quay đầu gầm thét. Nhị nha! Hắn vừa quát lên, ở trước mặt hắn, một nắm đấm màu đen bay thẳng đến. Dương Diệp nâng cánh tay trái lên đón đỡ. Ầm! Cả người Dương Diệp bay rớt ra ngoài. Bên kia, nhị nha hiểu ý, trực tiếp buông tha cánh tay kia, sau đó nàng về tới Hồng Mông tháp. Mà trong tràng... Sau khi Dương Diệp bay ra ngoài, An Nam Tĩnh nhanh chóng vọt tới, cánh tay kia không thể không dừng lại đối phó An Nam Tĩnh. Mà trong Hồng Mông tháp, theo hắc kiếm tiến vào, cả Hồng Mông tháp sôi trào. Nguy hiểm! Trong hư không, hắc kiếm vốn bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, nhưng rất nhanh, nó run lên kịch liệt, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời trở nên hư ảo. Lúc này một đạo kim quang óng ánh đột nhiên bao phủ Táng Mệnh kiếm. Đúng là Hồng Mông tháp. Nhưng Hồng Mông tháp thả ra kim quang vừa bao phủ Táng Mệnh kiếm, đã bị đánh nát bấy. Cách đó không xa, tiểu chảo của tiểu bạch quơ quơ, vô số linh khí tụ về phía Táng Mệnh kiếm, nhưng lực sát thương của thanh kiếm này thật quá lớn. Tiểu bạch tụ tập những linh khí kia bị đánh nát sạch sẽ.
Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo vung lên, rất nhanh, ở trước mặt nàng xuất hiện ba thanh kiếm. Thiên mệnh kiếm. Tiểu chảo của Tiểu Bạch hợp lại, ba kiếm dung hợp. Tiểu chảo nàng vung lên, thiên mệnh kiếm chém ra, nhưng lúc này táng mệnh run lên kịch liệt, sau đó hóa thành kiếm quang chém về phía thiên mệnh kiếm. Ầm. Thiên mệnh kiếm bị đánh bay, cùng lúc đó, trên thiên mệnh kiếm xuất hiện vô số vết rạn. Thiên khắc. Thấy một màn như vậy, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn về phía táng mệnh kiếm, sau đó dựng lên móng vuốt. Ý kia là, người thật lợi hại. Lúc này táng mệnh kiếm trực tiếp chém về phía Tiểu Bạch. Hiển nhiên nó đã phát hiện, Tiểu Bạch mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Bạch. Táng mệnh kiếm ngừng lại, hiển nhiên có chút kiêng kỵ Nhị Nha. Tiểu chảo của Tiểu Bạch chỉ táng mệnh kiếm, sau đó bắt đầu cua múa. Ý tứ của nàng là để cho Nhị Nha bắt lấy thanh kiếm kia, sau đó cho nàng sờ một cái, chỉ cần nàng sờ được, kiếm kia liền xong đời. Nhị Nha gật đầu, sau đó nàng vọt tới. Nàng rất rõ ràng năng lực của Tiểu Bạch, kiếm lại lợi hại, cũng chịu không được nàng hủy linh. Dù là hành đạo kiếm cũng không chịu được. Nhị Nha vừa lao ra, Tiểu Bạch trà sát Tiểu Chảo, khuôn mặt hưng phấn, từ bộ dạng kia của nàng đến xem, kiếm kia đã là của Tiểu Bạch nàng rồi. Phàm là nàng nhìn thấy, chỉ cần nàng muốn, đều là của nàng. Một mực lợi hại như vậy, từ chưa thất bại qua. Cái này là Tiểu Bạch. Mà bên ngoài, Dương Diệp và An Nam Tĩnh rất khổ. Theo táng mệnh kiếm bị Dương Diệp đưa vào trong Hồng Mông Tháp, bàn tay màu đen kia đột nhiên ngừng lại. Thời gian dần trôi qua, hai tay tụ lại, rất nhanh, giữa hai tay xuất hiện một hư ảnh. Bản thể. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải nắm chặt kiếm tổ. Táng mệnh kiếm ở trong tay người thần bí này, thật quá mức khủng bố. Chỉ có tách bọn hắn ra, bên mình mới có hy vọng thắng. Còn tốt, hắn cược thắng. Không có người thần bí kia, táng mệnh kiếm cuối cùng chỉ là một thanh kiếm, nó không lật được sóng gió gì. Đặc biệt là ở trước mặt Nhị Nha và Tiểu Bạch. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang kéo suy nghĩ của Dương Diệp lại, hắn quay đầu nhìn, cách đó không xa, đám người Viêm Vũ đẩy lui Thương Đao Khách. Trừ lần đó ra, Tá Mạc cũng bị Lưu Uyên và đám người Hoang Bất Nhị áp chế gắt gao. Hoành Vạn Cổ cường đại nhất thì bị kiếm vô địch kiềm chế, căn bản không làm được cái gì. Cường giả mệnh cảnh còn lại của mạt pháp chi địa cũng đã bị áp chế toàn diện. Từ trên cục diện, bên bọn hắn đã thắng. Đương nhiên, Dương Diệp không cho là như vậy. Cho dù giết sạch đám người Hoành Vạn Cổ, nhưng người thần bí trước mắt này không chết, bọn hắn cũng không tính là thắng. Chính thức kinh khủng, là người trước mắt này. Ngay lúc này, hai tay người thần bí kia đột nhiên kết một thủ ấn kỳ dị. Trong chốc lát, thân thể Dương Diệp run lên kịch liệt. Trong Hồng Mông Tháp, táng mệnh kiếm kia phát ra tiếng kiếm reo chói tai, ngay sau đó nó điên cuồng vung chảm lên, toàn bộ bầu trời bị tầng tầng xé rách. Nhìn thấy một màn này, Nhị Nha và Tiểu Bạch có chút ngẩn người, sau một khắc, Nhị Nha bay thẳng đến táng mệnh kiếm. Táng mệnh kiếm bị đánh bay, bất quá nó tản mát ra kiếm thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Tiểu Bạch nhìn táng mệnh kiếm, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nói. Ngăn cản hắn. Nói xong, thân hình hắn run lên, vọt về phía người thần bí kia, mà ở bên cạnh hắn, An Nam Tĩnh cũng lập tức vọt tới. Lúc này người thần bí kia duỗi ra một tay. Sau đó nhẹ nhàng nhấn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Không gian trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh bốc cháy lên, sau một khắc, vùng không gian kia bạo phát ra một lực lượng kinh khủng, lực lượng mạnh mẽ căn bản không như lực lượng của nhân loại. Đột nhiên Dương Diệp gầm lên giận dữ, hắn rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bộc phát thêm Phong Ma kiếm pháp bộc phát. Xuy 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 xuy. Dương Diệp một đường bổ chém tiến lên, trước mặt hắn. Cỗ lực lượng kia bị hắn xé rách, rất nhanh, hắn đi tới trước mặt người thần bí, nhưng lúc này, tay phải của người thần bí kia đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Quyền ra, một cự long màu ám kim từ trong quả đấm cuồn cuộn quét ra, ám kim cự long trực tiếp đụng lên kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp bị đánh bay, đuôi rồng mãnh liệt quét về phía An Nam Tĩnh, lực lượng thân thể cường đại cứng rắn bức ngừng An Nam Tĩnh. Cùng lúc đó, đuôi rồng của ám kim cự long mãnh liệt quét ngang. Cái quét qua này,
không gian biến thành một màu đen kịt. Sắc mặt An Nam tĩnh biến hóa, hai tay nàng nắm chắc thành quyền, sau đó giao thoa va chạm về phía trước. Ầm, lực lượng cường đại lập tức trấn An Nam tĩnh bay ra ngoài. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước đuôi rồng, hai tay của hắn cầm kiếm cắm xuống. Xoẹt xẹt, trường kiếm đâm vào, tia lửa sáng chói văng khắp nơi, nhưng trên đuôi rồng chỉ có một vết kiếm. Căn bản không thể phá phòng ngự, trái lại Dương Diệp thì bị bắn ra ngoài. Cách đó không xa, sau khi Dương Diệp dừng lại, An Nam tĩnh muốn xông tới, nhưng bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, trên đỉnh đầu người thần bí quanh quẩn một con cự long. Cự long màu vàng sậm, cự long này căn bản không phải năng lượng biến thành, mà là chân thân. Nghiệt ma long. Ngay lúc này, trong Hồng Mông tháp, thanh âm của Nhị Nha đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Một loại ma yêu thời đại thiên mệnh, thân thể phòng ngự gần huyền quy nhất tộc và ta. Dương ca ca phải cẩn thận một chút. Nghiệt ma long. Đến từ thời đại thiên mệnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cự long, giờ phút này, con cự long kia cũng đang nhìn hắn, trong lòng nhãn cực kỳ coi thường, giống như là thần cao cao tại thượng bao quát nhân gian. Dương Diệp cảm nhận được miệt thị. Nhưng lúc này, trong Hồng Mông tháp, hắc kiếm giãy giụa càng lợi hại hơn. Dương Diệp nhìn về phía An Nam tĩnh. Ngươi đi vào. Nói xong, con cự long kia đột nhiên lao về phía Dương Diệp. Lực lượng thân thể cường đại tản mát ra uy áp, làm cho người ta nghẹt thở. Loại lực lượng gì cường đại thuần túy này, hắn chỉ cảm thụ qua ở trên người Nhị Nha. Không dám khinh thường, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Cự long cách Dương Diệp càng ngày càng gần. Trong long nhãn, không che giấu khinh miệt chút nào. Ở trong thiên địa này, ngoại trừ những nhân vật ở thời đại thiên mệnh, ai có thể vào trong mắt nó. Rất nhanh, cự long cách Dương Diệp càng ngày càng gần. Đột nhiên, Dương Diệp mở mắt, trong mắt hắn một mảnh huyết hồng. Chân phải hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Hai tay Dương Diệp nắm chặt kiếm tổ, mà giờ khắc này, huyết dịch toàn thân hắn đang điên cuồng lao vào trong kiếm tổ. Dùng máu cho ăn kiếm. Rất nhanh, kiếm của Dương Diệp đâm vào trên thân thể cự long, thanh kiếm nho nhỏ so sánh với thân thể khổng lồ của cự long, thật không có chút ý nghĩa. Nhưng thời điểm thanh kiếm này đâm vào trên lân phiến của cự long, thân thể cự long run lên kịch liệt, sau một khắc, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Xuy, theo một đạo long huyết phun lên người Dương Diệp, cả người Dương Diệp hóa thành kiếm quang xuyên qua thân thể cự long. Giờ khắc này, cự long kia nộ rồi, long nhãn trợn lên, chảo vỗ về phía đạo kiếm quang mà Dương Diệp hóa thành kia, nhưng Dương Diệp không có đi tiếp một chảo này, mà không ngừng xuyên qua thân thể cự long. Mỗi một lần kiếm quang xuyên toa, trên người cự long sẽ bắn tung tóe ra một vết máu tươi. Phía dưới, người thần bí kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, trên không trung, một đạo kiếm quang ầm ầm nổ tung, ngay sau đó, một nhân ảnh té bay ra ngoài. Người thần bí kia đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh nứt vỡ, người thần bí quay đầu, chỗ đó thương đao khách đang bị mấy người vây công, lần lượt rút lui. Không chỉ thương đao khách, tất cả mọi người của mạt pháp chi địa đã hoàn toàn bị áp chế. Hai tay người thần bí giao thoa, trên cánh tay phải của hắn, có hỏa diễm đang lóe lên, như có cái gì muốn tránh thoát ra. Do dự một chút, người thần bí đè xuống ngọn lửa kia, sau đó thân hình hắn run lên, trong nháy mắt, mấy đạo tàn ảnh thiểm lược qua. Bành 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 bành, toàn bộ chiến trường, từng tiếng rên không ngừng vang lên, rất nhanh, từng bóng người bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ đều là cường giả của cực nhạc chi thành. Cho dù là kiếm vô địch cũng bị một tàn ảnh đẩy lui mấy trăm trượng. Chiến cuộc bị tách ra. Dương Diệp và mọi người lui qua một bên, tất cả mọi người nhìn về phía người thần bí, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mỗi khi thực lực của người thần bí kia bại lộ một chút, sẽ làm người ta càng kiêng kỵ, không có ai biết thực lực chân chính của người thần bí này đạt đến loại trình độ nào. Giờ phút này, đám người Hoành Vạn Cổ cũng tụ tập ở bên cạnh người thần bí kia. Mạt pháp chi địa, chỉ còn lại không tới 10 cường giả mệnh cảnh. Tổn thất nặng nề. Mà bên Dương Diệp, chỉ tổn thất 4 tên, trong đó 3 tên linh hồn thể vẫn còn, tính ra chỉ mới chết một người. Có thể nói là đại thắng. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không dễ dàng, hiện tại toàn thân hắn là tổn thương,
có thể nói hắn và An Nam Tĩnh là hai người thảm nhất. Mà nếu như hắn và An Nam Tĩnh không ngăn cản người thần bí kia, bên bọn hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hắn, An Nam Tĩnh và Nhị Nha mới miễn cưỡng kiềm chế người thần bí này. Cách đó không xa, người thần bí kia đột nhiên nói. Không nghĩ tới bị bọn ngươi dồn đến tình trạng như thế này. Nói xong tay phải hắn mở ra, rất nhanh, một đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra, khi hỏa diễm này xuất hiện, trong sân nóng rực lên, cùng lúc đó, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, không gian chung quanh bắt đầu hòa tan. Phương viên gần 10 vạn dặm, không gian trong nháy mắt hòa tan. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau, cho dù là Dương Diệp, cũng ở thời khắc này cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Đây là lửa gì? Người thần bí nhìn lửa trước mắt, nhẹ nhàng cười cười. Đáng tiếc, trong trời đất này sợ là không có mấy người biết rõ ngươi tồn tại. Nói xong hắn nhìn đám người Dương Diệp. Hỏa này tên Vạn Pháp U Linh, tam duy vũ trụ đệ nhất hỏa, đã từng bị thiên mệnh trấn áp qua, đến, nếm thử uy lực của nó đi. Nói xong, hỏa diễm ở trong tay hắn đột nhiên bay về phía đám người Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ý bảo mọi người lui về phía sau. Hắn bước ra một bước, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên khoác lên vai hắn, thoáng qua, một thanh âm có chút quen thuộc vang lên bên tai. Để ta đi, Dương Diệp. Xa xa, người thần bí kia đột nhiên nói. Đã lâu không gặp. Trong trời đất này quả thật rất ít có người có thể áp chế ngươi, bất quá người trước mắt này vừa vặn nằm trong số đó. Nói xong hắn thu vạn pháp U Linh hỏa vào. Mà bên kia... Nghiệt Ma Long cũng không có kiêu căng phách lối như mới vừa rồi, nhìn Dương Bất Tử, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và ngưng trọng. Cường giả thời đại này, nó không nhìn ở trong mắt. Nhưng Dương Bất Tử không phải cường giả của thời đại này. Cho dù ở thời đại thiên mệnh, Dương Bất Tử cũng thuộc về tồn tại đứng đầu nhất. Tổ tiên! Ngay lúc này, đám người Dương tộc đại trưởng lão ở cách đó không xa đột nhiên chạy tới, sau đó rung động quỳ xuống. Kích động! Giờ phút này tâm tình của đám người Dương tộc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dương Bất Tử nhìn đám người đại trưởng lão, thần sắc có chút phức tạp, nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói. Trước qua một bên đi. Đám người Dương tộc đại trưởng lão vội vàng lui qua một bên. Dương Bất Tử ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia. Ngươi biết ta, nhưng ta không nhận ra ngươi, nói đi, là lão Bất Tử nào? Người thần bí khẽ cười nói. Ngươi đoán thử coi. Dương Bất Tử cười lạnh. Ngươi là tên não tàn. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, người thần bí kia đấm ra một quyền. Bành! Một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, hai nhân ảnh liên tục lùi lại. Rất nhanh, hai người cơ hồ là cùng một thời gian ngừng lại. Dương Bất Tử nhìn tay phải của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia, cười lạnh. Còn muốn ẩn giấu thực lực, xem ra thân phận của ngươi không tầm thường. Ngay lúc này, cự long kia đột nhiên từ không trung đáp xuống. Dương Bất Tử ngẩng đầu nhìn về phía cự long, khóe miệng chế nhạo. Rác rưởi. Nói xong, nàng đột nhiên phóng lên trời. Trên không trung. Bành. Ở trong ánh mắt của vô số người, đầu của cự long kia hất lên, thân thể lập tức bay theo ra ngoài. Rất nhanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng ai minh thê lương. Nhưng lúc này, cách đó không xa, người thần bí kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trên không trung, toàn bộ bầu trời đột nhiên nổ bể ra, từng luồng khí tức khủng bố không ngừng chấn động xuống. Nhìn thấy một màn này, người sau lưng Dương Diệp muốn lùi lại, nhưng Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên. Không nên lùi lại, giết sạch bọn chúng cho ta. Nói xong, Dương Diệp bay thẳng về phía Hoành Vạn Cổ. Thời điểm này có Dương Bất Tử kiềm chế. Là thời điểm bọn hắn diệt mạt pháp chi địa tốt nhất, sao có thể lùi lại? Đương nhiên là làm vào chỗ chết. Dương Diệp xung trận lên trước, sau lưng hắn, những cường giả kia vốn ngây người, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh ngộ, vội vàng theo Dương Diệp vọt tới. Mà thần sắc người bên mạt pháp chi địa thì có chút khó coi. Không có người thần bí kia, bên bọn hắn làm sao đối kháng Dương Diệp? Rút lui. Ngay lúc này. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đám người Hoành Vạn Cổ không chút do dự, quay người rút lui. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chắn ở trước mặt bọn hắn, đúng là Dương Diệp.
Dương Diệp cười gằn. Rút lui đi đâu, đều chết đi cho lão tử. Nói xong, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang hung ác bổ về phía Hoành Vạn Cổ. Hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chắc, thời điểm kiếm quang đi vào trước mặt hắn, tay phải hắn oanh ra. Bành! Đạo kiếm quang kia vỡ vụn, nhưng Hoành Vạn Cổ thì té bay ra ngoài. Hắn vừa dừng lại, đột nhiên một tàn ảnh từ bên phải hắn đánh tới. Đúng là An Nam Tĩnh. Trong lòng Hoành Vạn Cổ kinh hãi, hắn vội vàng lui ra trăm trượng, sau đó hai tay hắn chắp ở trước ngực. Ầm! Một vệt kim quang bao phủ toàn thân hắn, nhưng lúc này, một nắm đấm đánh vào trên kim quang. Bành! Kim quang run lên, nhưng Hoành Vạn Cổ thì một chút việc cũng không có, trái lại An Nam Tĩnh còn bị chấn lùi ra sau mấy chục trượng. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hoành Vạn Cổ, hắn xoay người, hai tay cầm kiếm mãnh liệt đâm vào kim quang. Ca sát! Một tiếng rạn nứt vang lên. Trong kim quang, hai mắt Hoành Vạn Cổ tràn đầy lệ khí, đột nhiên hắn triệt hồi kim quang, sau đó chân phải đạp mạnh, cả người hung hăng đụng về phía Dương Diệp. Ầm! Dương Diệp và Hoành Vạn Cổ vừa chạm vào liền phân, bất quá ngay lúc này, tàn ảnh lóe lên, rất nhanh, một bàn chân đá vào trước ngực Hoành Vạn Cổ. Bành! Bỏ qua thân thể. Ở thời khắc quan trọng nhất, Hoành Vạn Cổ giống như đệ nhất thần, không chút do dự bỏ nhục thể của mình. Nhưng Dương Diệp không định buông tha Hoành Vạn Cổ, thời điểm linh hồn bỏ chạy, một tia kiếm quang bay thẳng tới. Giờ khắc này, Dương Diệp đã tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Phải giết! Mạt Pháp Chi Địa dùng Hoành Vạn Cổ cầm đầu tìm hắn phiền toái vô số lần. Quá oan uổng rồi! Giờ phút này linh hồn của Hoành Vạn Cổ cũng tăng tốc độ lên tới cực hạn, chạy, hiện tại hắn chỉ có chạy. Nếu như là một mình chống lại Dương Diệp hoặc An Nam Tĩnh, hắn không sợ. Nhưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh liên thủ, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người này liên thủ, đã có thể liều mạng với người thần bí kia. Chỉ có thể chạy. Mất mặt. Hoành Vạn Cổ không cảm thấy mất mặt, so với tánh mạng, cái gì cũng không trọng yếu. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoành Vạn Cổ, nhìn thấy thân ảnh này, linh hồn của Hoành Vạn Cổ trống rỗng. Bởi vì người trước mắt này là Nhị Nha. Nhị Nha đấm ra một quyền. Bành! Linh hồn thể của Hoành Vạn Cổ nổ bể ra, mà khi Dương Diệp chạy đến, Nhị Nha đã hấp thu sạch mảnh vỡ linh hồn. Dương Diệp! Nhị Nha nhìn Dương Diệp, yết hầu vẫn còn nuốt. Dương Diệp nói khẽ. Trong tháp an toàn không? Nhị Nha gật đầu. Trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi, hắn kiểm tra Hồng Mông tháp, giờ phút này ở trên phi thăng đài, hai tay Tiểu Bạch bưng lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm kia đúng là Táng Mệnh kiếm. Vừa rồi An Nam Tĩnh và Nhị Nha liên thủ, Táng Mệnh kiếm bị chấn áp, sau đó ngoan ngoãn đưa đến trong móng vuốt của Tiểu Bạch. Thời điểm Tiểu Bạch nắm Táng Mệnh kiếm, lúc trước Táng Mệnh kiếm không ai bị nổi lập tức run rẩy lên. Hủy linh. Năng lực của Tiểu Bạch chính là hủy linh, đây coi như là một năng lực đặc thù của nàng, đặc biệt là đối với kiếm linh chưa có hoàn toàn hình thành mà nói, Tiểu Bạch thích nhất rồi. Tiểu Bạch cầm Táng Mệnh kiếm đi tới trên phi thăng đài, nhìn Táng Mệnh kiếm, Tiểu Bạch híp mắt, mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạn. Cuối cùng cũng rơi vào tay nàng. Mà bên ngoài Hồng Mông tháp, sau khi Nhị Nha chém giết Hoành Vạn Cổ, Dương Diệp trực tiếp kéo nàng và An Nam Tĩnh vọt về phía các cường giả của Mạt Pháp Chi Địa. Nhổ cỏ đương nhiên phải trừ tận gốc. Mặc kệ người thần bí kia đến tột cùng là ai, thực lực như thế nào, chỉ cần trước tiên giết chết thủ hạ của hắn. Đến lúc đó lại toàn lực đối phó đối phương, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Thời điểm đám người Dương Diệp lao về phía cường giả còn dư lại của Mạt Pháp Chi Địa, trong hư không đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, rất nhanh, vô số hỏa diễm xuất hiện ở trong hư không. Hỏa diễm cường đại đốt cháy hết thảy. Mà theo những ngọn lửa này rơi xuống, cường giả bên Dương Diệp nhao nhao lui về phía sau, bởi vì những ngọn lửa kia thật quá mức kinh khủng. Có thể đơn giản thiêu hủy một vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Dương Diệp không dám khinh thường, hắn và An Nam Tĩnh, Nhị Nha xông tới, ngăn cản những ngọn lửa kia. Khi bọn hắn giúp đỡ đám người Viêm Vũ an toàn lùi lại, cường giả Mạt Pháp Chi Địa cũng nhao nhao lùi về phía sau. Bất quá thời khắc này bên Mạt Pháp Chi Địa chỉ còn lại không tới 10 vị cường giả mệnh cảnh. Trong đó Hoành Vạn Cổ chết trận, Lệ Đế bị đánh nát thân thể, có thể nói, Mạt Pháp Chi Địa bây giờ
ngoại trừ người thần bí kia, chỉ còn lại tá mà còn có thể đánh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía vùng hư không kia, ở trong hư không, hắn mơ hồ có thể chứng kiến hai đạo tàn ảnh không ngừng đan xen. Đúng là Dương Bất Tử và người thần bí kia. Hai người chiến đấu, đã hủy vùng không gian này sạch sẽ, đám người Dương Diệp thì không ngừng lui về phía sau. Cường giả chân chính chiến đấu. Tất cả cường giả mệnh cảnh đều đang chăm chú nhìn lên hư không, giờ phút này đột nhiên bọn hắn có chút kính sợ. Đều là mệnh cảnh, nhưng chênh lệch thật sự quá to lớn rồi. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến thanh âm của Dương Bất Tử. Bản thể hắn ở trong thế giới cách đây ngoài vạn trượng, đi diệt bản thể của hắn. Bản thể. Mọi người ngạc nhiên, người thần bí kia rõ ràng không phải bản thể. Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, mang theo An Nam Tĩnh và Nhị Nha vọt tới. Bất quá ngay lúc này, một con cự long từ bầu trời đáp xuống. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi nói. Nhị Nha, ăn nó đi. Ánh mắt Nhị Nha sáng lên, Dương ca ca thật tốt, thân thể nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp và An Nam Tĩnh tăng tốc, rất nhanh, bọn hắn đến không gian mà Dương Bất Tử nói, bất quá ngay lúc này, bất ngờ xảy ra. Trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện một nhánh cây. Rất nhanh, nhánh cây này ngưng tụ thành hình người. Toàn thân nữ tử xanh đậm, đỉnh đầu là một mảnh lá xanh mềm mại. Nữ tử mỉm cười. Ta là Vô Biên Thần Thụ, một người đáng thương bị thiên mệnh đoạt đi bản thể, các ngươi không nên đánh ta, được không? Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến thanh âm của Dương Bất Tử. Cẩn thận tiện nhân kia, nàng là Vô Biên Thần Thụ Chi Linh. Đã từng muốn nuốt tam duy vũ trụ, dùng cái này đến đối kháng thiên mệnh, nhưng đáng tiếc, bị nữ nhân kia một kiếm chém đứt rễ cây, nàng liều mạng đào tẩu, hiện tại chỉ còn lại có vài cái rễ, ha ha. Xa xa, thần sắc của Vô Biên Thần Thụ trở nên dữ tợn, không còn bộ dáng mềm mại như trước rồi. Mà cách đó không xa, thần sắc Dương Diệp lại cực kỳ khó coi. Con mẹ nó, các ngươi có hết hay không? Nói xong hắn gầm thét. Tiểu Bạch. Gọi người cho ta, gọi giúp đỡ tới. Gọi nhiều một chút. Dương Diệp lắc đầu thở dài, hắn không có ai, chỉ có thể dựa vào mình. Thời điểm Dương Diệp và An Nam Tĩnh định ra tay, đột nhiên, một tàn ảnh rơi vào trước mặt Vô Biên Thần Thụ. Đúng là người thần bí kia. Nhưng lúc này, Dương Bất Tử cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cách đó không xa, thân thể của người thần bí kia và Vô Biên Thần Thụ dần dần hư ảo, ở sau lưng bọn họ. Một vòng xoáy đen nhánh xuất hiện, các cường giả còn dư lại của mạt pháp chi địa nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp muốn đuổi theo, bất quá lại bị Dương Bất Tử ngăn cản. Dương Diệp nhìn về phía Dương Bất Tử khẽ lắc đầu. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Bất Tử trầm mặc. Dương Diệp nói khẽ. Không thể nói sao? Dương Bất Tử lắc đầu. Ta cũng không dám xác định. Bất kể như thế nào, người này không phải ngươi bây giờ có thể chống đỡ. Hắn còn có hậu thủ, hơn nữa hẳn là bầy cục vô số năm. Hôm nay nếu không phải ta xuất hiện, hắn quyết sẽ không bại lộ nhiều át chủ bài như vậy, mà hắn, hiển nhiên còn có lá bài tẩy. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Mục tiêu của hắn là thiên mệnh. Thiên mệnh. Dương Diệp trầm mặc. Hắn lại lần nữa nghĩ tới thiên mệnh lão đại. Nữ nhân này cuối cùng đã làm gì, lại chọc nhiều người căm thù như vậy. Lúc này Dương Bất Tử lại nói. Sở dĩ người này không dám hiện ra bản thể, không dám bại lộ lá bài tẩy, nhất định là lưu lại sát chiêu cực mạnh cho thiên mệnh. Hiện tại bại lộ, hắn sợ bị thiên mệnh biết được. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nên may mắn, bởi vì nếu như mục tiêu của hắn là ngươi, ngươi quyết không có đường sống. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Đúng rồi, tại sao tiền bối lại trở về? Dương Bất Tử lạnh nhạt nói. Ta chưa rời đi. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu. Dương Bất Tử nhìn về phía xa. Lúc trước ta cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, mà hắn cùng ta giao thủ, một mực ở thế yếu. Ta biết, hắn muốn để cho ta chủ quan, sau đó rời đi. Đương nhiên, sở dĩ ta lưu lại, cũng không hoàn toàn bởi vì ngươi và Dương tộc. Ta cũng muốn nhìn một chút người này đến tột cùng là người phương nào. Dương Diệp nhìn về phía xa xa. Lần này không thể giết hết bọn hắn, lần sau sợ là sẽ khó hơn.
Dương Bất Tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thật muốn giết hết bọn hắn. Dương Diệp gật đầu. Đương nhiên. Dương Bất Tử trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, mệnh cảnh là cảnh giới thiên mệnh chế định, đây là một giới hạn không thể vượt qua, mà đối với chúng ta, nhất định phải vượt qua giới hạn này, bởi vậy ở thời đại kia của chúng ta, phàm là đạt tới trình độ như ta, chúng ta xưng là phá mệnh cảnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Từ xưa đến nay, lấy nhân tộc mà nói, có thể phá mệnh, khả năng còn chưa vượt qua 10 người. Mà trong đó, sợ là 7 thành trở lên đều đã chết. Phá mệnh, chỉ có phá diệt mệnh cảnh do thiên mệnh chế định, mới có thể cùng thiên mệnh đánh một trận. Bằng không thì, ở trong mắt nàng, mệnh cảnh và dưới mệnh cảnh, đều là con kiến hôi. Phá mệnh, Dương Diệp nói khẽ, đây là cảnh giới cao nhất sao? Dương Bất Tử nói khẽ, xem như thế đi, ít nhất ta chưa thấy qua có ai đột phá cảnh giới mới. Đương nhiên, thiên mệnh hoàn chỉnh là một ngoại lệ, một tồn tại không có ai biết. Nàng có thể nói là người đi đầu của tam duy vũ trụ chúng ta, nếu như ngươi muốn biết cực hạn, đánh bại nàng, ngươi sẽ biết cực hạn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sẽ. Nghe vậy, Dương Bất Tử quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp nói rất bình tĩnh, nhưng lại rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa. Trong mắt Dương Bất Tử có chút tán thưởng, nàng vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Rất tốt, không hổ là người Dương tộc ta, có đảm phách. Dương Diệp. Lúc này người Dương tộc đi tới trước mặt của Dương Bất Tử và Dương Diệp, muốn quỳ xuống bái lạy, nhưng Dương Bất Tử vung tay, thân thể đám người đại trưởng lão bị ngăn cản. Dương Bất Tử nói, đều là người Dương tộc ta, tuy Dương tộc có tôn ti, nhưng không phải dùng quỳ lạy để cân nhắc, còn nữa, chỉ cần nội tâm tôn kính là được, những lễ tiết kia nên bỏ đi. Dương tộc đại trưởng lão vội vàng nói, vâng, tổ tiên dạy phải. Đối mặt với Dương Bất Tử, ngoại trừ Dương Diệp, cả Dương tộc không có người nào không kích động và khẩn trương, không có cách nào a, Dương Bất Tử ở Dương tộc chính là một truyền thuyết, cũng là người khai sáng Dương tộc. Năm đó Dương tộc huy hoàng, chính là người trước mắt này một tay sáng lập. Dương Bất Tử lại nói, năm đó mặc dù Dương tộc ta có thể để cho cửu thiên cửu tộc thừa nhận Dương tộc ta là tộc thứ 10, bằng là thực lực, còn có đoàn kết. Hiện tại tiểu tử này là tộc trưởng của Dương tộc ta, vậy ngươi phải ra sức phụ trợ hắn, không ai được phép tính toán ý nghĩ khác, các ngươi minh bạch chưa? Đại trưởng lão vội vàng nói. Tổ tiên nói phải, chúng ta ghi nhớ. Dương Bất Tử nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, ta là thật phải đi, có một số việc, cũng nên đi giải quyết rồi. Lúc này đây, nàng là đi thật. Trong tràng, Dương Diệp nhìn vùng hư không kia. Im lặng không nói. Hắn biết rõ, sở dĩ Dương Bất Tử lưu lại, nguyên nhân chân chính vẫn là vì Dương tộc. Hắn có thể cảm giác được, trong lòng Dương Bất Tử đối với Dương tộc, cảm tình vẫn rất sâu. Dương tộc. Ở thời đại kia, cả Dương tộc nhất định là cực kỳ đoàn kết, cực kỳ đồng lòng. Đáng tiếc, Thương Hải tang điền, theo thời gian trôi qua, Dương tộc càng ngày càng xuống dốc. Kỳ thật Dương Diệp cũng có chút bận tâm. Bởi vì thiên mệnh lão đại kia quá mạnh mẽ. Nếu như nàng tụ tập ba vị thiên mệnh khác hợp thể, thực lực kia. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía đám người Hoang Doanh cách đó không xa. Chúng ta đi. Hoang Doanh do dự một chút, sau đó nói. Đám người của mạt pháp chi địa. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua địa phương người thần bí biến mất. Bọn hắn sẽ xuất hiện. Nói xong, hắn quay người mang theo mọi người rời đi. Trên đường trở về cực nhạc chi thành, Dương Diệp lấy ra truyền âm thạch, rất nhanh, truyền âm thạch khẽ run lên, chỉ chốc lát, trong truyền âm thạch truyền ra một giọng nói. Chúng ta đang truy tung, có tin tức lập tức thông chi ngươi. Dương Diệp gật đầu, hắn thu hồi truyền âm thạch, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Việc này, đương nhiên không thể tính như vậy, nếu như lựa chọn khai kiền, vậy sẽ phải làm đến chết mới được. Lúc này đây, không phải mạt pháp chi địa chết, chính là Dương Diệp hắn chết. Cực nhạc chi thành. Trong đại điện, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Chư vị, tuy lúc này chúng ta thắng lợi, nhưng chúng ta không tính chân chính thắng lợi, người thần bí kia vẫn tồn tại. Chư vị không thể phớt lờ. Mọi người gật đầu, thực lực của người thần bí kia, đã khắc ở trong lòng của bọn hắn, nếu như không có Dương Bất Tử,
thắng bại thật sự khó nói. Dương Diệp lại nói, chuyện của mạt pháp chi địa, trước để qua một bên, hiện tại chúng ta cần xử lý một chút sự tình nội bộ của chúng ta. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, có chút khó hiểu. Dương Diệp đứng lên. Ở chỗ này, lúc trước khẳng định có kẻ thù, có ân oán, kể cả ta và Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phía dưới, dùng Lưu Uyên cầm đầu các cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút bận tâm. Hiển nhiên là lo lắng Dương Diệp tính sổ. Dương Diệp lại nói. Ta muốn nói là, mặc kệ lúc trước có oán gì, thù gì, từ giờ phút này, tất cả mọi người phải buông xuống. Bây giờ địch nhân của chúng ta chỉ có hai, một là mạt pháp chi địa, hai là thiên mệnh. Thiên mệnh có bốn, hắn nói dĩ nhiên là chỉ thiên mệnh lão đại. Người nọ, Dương Diệp vẫn coi là địch nhân. Mọi người như trước nhìn Dương Diệp, chờ Dương Diệp nói tiếp. Hiện tại Dương Diệp không thể nghi ngờ là lãnh tụ. Dương Diệp tiếp tục nói. Về phần địa bàn chia như thế nào, lợi ích chia làm sao, ta lần nữa cường điệu thoáng một phát, bây giờ chúng ta còn chưa tới thời điểm chia thành quả. Bất quá ta có thể cho mọi người hứa hẹn, sau khi sự tình triệt để chấm dứt, ta sẽ để linh tổ và thần linh linh mạch khôi phục Vĩnh Hằng Quốc Độ, không chỉ Vĩnh Hằng Quốc Độ, các địa phương ở vạn giới, chúng ta đều có thể đi khôi phục, đương nhiên điều kiện tiên quyết là vạn tộc phải ngưng chiến. Sợ là có chút khó. Lúc này Hoang Doanh nói khẽ. Thế giới rất lớn, có nhiều chỗ tranh đấu, rất khó tránh khỏi. Mọi người gật đầu. Thế giới quá to lớn, tuy bọn hắn đến từ vạn giới, nhưng thế giới cấp dưới của vạn giới còn có vô số tiểu thế lực, muốn những thế lực nhỏ này tuân theo quy củ trật tự, khó như lên trời. Dương Diệp nói. Giết một người răn trăm người. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Chư vị, kỳ thật tam duy vũ trụ này đã thủng trăm ngàn lỗ. Thời điểm này, với tư cách một phần tử của tam duy vũ trụ, ta cảm thấy, chúng ta cũng nên tỉnh lại một chút. Bằng không thì tam duy vũ trụ vỡ nát, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Tứ duy vũ trụ, các ngươi cảm thấy đáng tin không? Kỳ thật hắn cũng không muốn đi. Phải nói, hắn không muốn đi tứ duy vũ trụ gì kia. Hắn hy vọng tam duy vũ trụ này là chỗ cuối cùng của hắn. Hắn hy vọng có một ngày có thể ở thế giới này hảo hảo bồi bạn thân nhân. Liều mạng nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn cũng mệt mỏi thật sự. Trong tràng, mọi người nghe được lời của Dương Diệp, không khỏi lắc đầu. Tứ duy vũ trụ, chỗ kia quá thần bí. Hơn nữa chỗ kia cũng không phải là bọn hắn có thể đi, đối với điểm này, trong lòng bọn họ vẫn có chút rõ ràng. Có thể nói, tam duy vũ trụ này tính là đất nương thân cuối cùng của bọn hắn rồi. Muốn đi tứ duy vũ trụ, đột phá cực hạn của mình, chỉ có đạt đến trình độ như kiếm vô địch, mới có thể có loại suy nghĩ này. Bởi vì bọn họ thật sự đạt đến cực hạn của mình, muốn đột phá. Lúc này Dương Diệp đứng lên. Ta không phải một người đại công vô tư, cũng không phải người lòng mang thiên hạ, ta có thể rất thẳng thắn nói với các ngươi, tương lai của tam duy vũ trụ, đối với Dương Diệp ta mà nói, khả năng không phải trọng yếu như vậy. Trong lòng ta, người thân của ta an toàn mới trọng yếu nhất. Bất quá lúc này đây vạn giới tương trợ ta, cho nên ta nguyện ý vì vạn giới xuất lực. Nói xong hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Trật tự, thế giới này nhất định phải có trật tự. Ta sẽ lựa chọn 20 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, để cho bọn hắn trở thành trật tự thủ hộ giả. 20 người này tuần tra vạn giới, chuyên giết người tùy ý làm bậy, chuyên giết người không tuân theo quy củ, chuyên giết người tự dưng khơi mào chiến tranh. Chuyên giết người phá hư thiên địa vạn vật. Nói ở đây, Dương Diệp nhìn về phía mọi người trong đại điện. Nói cho tất cả mọi người, tất cả thế lực, tất cả các tộc của vạn giới biết, tam duy vũ trụ lúc trước, không có quan hệ gì tới Dương Diệp ta, nhưng bây giờ, nếu như ta muốn bảo vệ tam duy vũ trụ, vậy thì phải theo quy củ của ta đến, nếu như ai không phục, để hắn tới tìm ta, ta đánh đến khi hắn phục. Đương nhiên, phía sau lập các quy tắc và quy củ, ta sẽ cùng với mọi người thương thảo, sau đó mọi người cùng nhau quyết định. Nghe đến chỗ này, thần sắc mọi người ngưng trọng lập tức nới lỏng. Dương Diệp cũng không phải muốn duy ngã độc tôn, xưng bá vạn giới, mọi người cùng nhau thương thảo, vậy thì đồng nghĩa với, tam duy vũ trụ này, là mọi người ở đây cùng một chỗ tới quản lý. Nghĩ tới đây, trong lòng rất nhiều người nhất thời vui thích. Đây là muốn làm chuyện lớn a. Lúc trước, tam duy vũ trụ cường giả vi tôn. Không có bất kỳ trật tự, không có bất kỳ quy củ, cường giả có thể tùy ý tùy hứng,
mà bây giờ, Dương Diệp hiển nhiên muốn xóa bỏ hiện tượng này. Đương nhiên, trừ khi ngươi có thể mạnh hơn Dương Diệp, có thể phá vỡ trật tự của hắn. Nghĩ vậy, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, rất nhiều người kìm lòng không được lắc đầu cười cười. Trong đại điện, Dương Diệp nhìn kiếm bên hông, cũng lắc đầu cười cười, lúc trước, hắn lấy kiếm thủ hộ thân nhân, mà bây giờ, hắn muốn lấy kiếm bảo vệ cả tam duy vũ trụ. Trước kia, Dương Diệp hắn vẫn luôn là một thân một mình a. Ở trong một thế giới xa xôi, trên một đám mây, một nữ tử mặc váy màu xanh lá cây từ bên cạnh bàn cờ đi tới trước một gốc cây, nữ tử nhìn cây khô trước mắt, cười nhẹ. Vô biên thần thụ, ngươi nghe, có người muốn phá vỡ trật tự của ta. Bất quá trong đại điện thảo luận cực kỳ kịch liệt, bởi vì có thật nhiều ý kiến và mâu thuẫn khác nhau. Bất quá còn tốt, chẳng qua là thảo luận, không có dấu hiệu động thủ. Hiển nhiên, mọi người đã từ từ nhận thức đối phương là người mình. Dương Diệp đi ra đại điện, ở bên cạnh hắn là kiếm vô địch. Hai người sóng vai đi xa. Sau một lúc lâu, kiếm vô địch nói khẽ. Đề nghị của ngươi, không phải không được, nhưng có một điểm ngươi đừng xem nhẹ. Những người trong điện kia, ngày sau có khả năng sẽ trở thành u ác tính lớn nhất của tam duy vũ trụ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Quyền lợi. Hắn biết rõ, nếu như diệt xong mạt pháp chi địa, không có thiên địch, lúc kia những người trong điện vô cùng có khả năng biến thành phiền toái lớn nhất của tam duy vũ trụ. Tư tâm, dục vọng. Mỗi người đều có, quyền lợi tuyệt đối dễ dàng làm cho người ta mất phương hướng chính mình. Kiếm vô địch khẽ gật đầu. Nếu như ngươi biết rõ, hẳn là đã có đối sách, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Có chút đối sách, bất quá bây giờ còn chưa có biện pháp thực hiện, có một số việc, không thể gấp, từ từ sẽ đến, bằng không thì được không bù mất. Kiếm vô địch nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt của hắn có vẻ phức tạp. Thế nhân đều cảm thấy ngươi là một người xung động, làm càn làm bậy, kỳ thật tiểu tử ngươi rất âm hiểm. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, kỳ thật quản lý thế giới hắn căn bản không dành, bất quá không cần hắn để ý tới, chỉ cần hắn lập ra một trật tự, sau đó để cho người của thế giới này quan tâm là được. Trật tự ước thúc. Hắn chính là muốn ước thúc tất cả mọi người của tam duy vũ trụ. Nếu như thành công, thế giới này sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi Dương Diệp và kiếm vô địch tách ra, hắn muốn đi vào Hồng Mông Tháp, nhưng lúc này, truyền âm thạch đột nhiên rung động. Dương Diệp lấy truyền âm thạch ra, bên trong truyền ra một giọng nói. Đám người thần bí kia tựa như bốc hơi khỏi thế gian, một chút tin tức cũng không có. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp âm trầm xuống. Người thần bí này cuối cùng là một tai họa a. Nhưng lúc này, trong truyền âm thạch lại truyền ra thanh âm. Gặp mặt không? Gặp mặt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhẹ gật đầu. Được, ngươi ở đâu? Đối với người thần bí này. Hắn cũng rất tò mò. Phía sau ngươi, thanh âm kia nói. Dương Diệp quay người, cách đó không xa, chỗ đó không gian đột nhiên vỡ ra, rất nhanh, một hắc y nhân đi ra. Hắc y nhân đi tới trước mặt của Dương Diệp, hắn chậm rãi mở áo bào, rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Người trước mắt này, không phải người khác, đúng là Đinh Thược Dược biến mất rất lâu kia. Nữ tử đã từng cùng hắn có vô số gút mắc. Đối với nữ nhân này, hắn tự nhiên là chưa bao giờ quên qua, dù sao cũng từng có tình cảm nam nữ a. Ngoài ý muốn không? Đinh Thược Dược cười nói. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, gật đầu. Đinh Thược Dược nói khẽ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kinh hỉ. Dương Diệp cười nhẹ. Kinh hỉ tự nhiên cũng có. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Nghe được những lời này của ngươi, ta thật cao hứng. Dương Diệp nói. Thế lực sau lưng ngươi. Đinh Thược Dược nói. Thế lực sau lưng ta, đã từng là một thành viên của mạt pháp chi địa, bất quá lúc trước bởi vì một vài mâu thuẫn, bọn hắn đi ra mạt pháp chi địa, sau đó tự xây dựng lên một thế lực, bọn hắn nhìn chúng năng lực của ta, nên gọi ta tiến vào. Dương Diệp nói khẽ. Lúc trước các ngươi nguyện ý hợp tác với ta, là chủ ý của ngươi, đúng không? Đinh Thược Dược gật đầu. Là chủ ý của ta. Mới đầu bọn hắn phản đối, nhưng mà theo ngươi càng ngày càng mạnh, bọn hắn không phản đối nữa. Không chỉ không phản đối, địa vị của ta cũng theo đó càng ngày càng cao. Dương Diệp cười nói. Vậy chúc mừng ngươi.
Ninh Thược Dược và Dương Diệp sóng vai đi xa. Ninh Thược Dược nói, mới vừa rồi ngươi nói muốn thành lập trật tự mới của tam duy vũ trụ này, có thật không? Dương Diệp gật đầu. Ninh Thược Dược nói khẽ, ta đến giúp đỡ, được không? Dương Diệp cười nói, mới đầu nhất định là khó khăn, bất quá không có việc gì, chậm rãi làm. Đối với cái này hắn vẫn có lòng tin, bởi vì bọn họ tụ tập hầu như tất cả cường giả mệnh cảnh của tam duy vũ trụ. Thực lực tuyệt đối, có thể nghiền ép hết thảy người không phục. Ninh Thược Dược nhẹ gật đầu. Ta đi kỹ càng hoạch định một chút, sau đó nhìn xem thực hành như thế nào. Dương Diệp cười nói. Vậy không thể tốt hơn nữa. Hắn vốn có chút đau đầu những chuyện này, bây giờ có Ninh Thược Dược gia nhập, cái kia với hắn mà nói là quá tốt. Sau khi cùng Ninh Thược Dược tán gẫu, Dương Diệp về tới Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới phi thăng đài, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tiểu trảo của Tiểu Bạch giấu ở phía sau, như cất giấu vật gì. Đương nhiên, dùng hình thể nho nhỏ của nàng, căn bản là giấu không được cái gì. Dương Diệp đã thấy sau lưng nàng giấu một thanh kiếm. Táng mệnh kiếm. Lúc này Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó tựa như hiến bảo đưa táng mệnh kiếm tới trước mặt Dương Diệp. Thời khắc này linh tính của táng mệnh kiếm đã bị Tiểu Bạch mài sạch, nó bây giờ là một thanh kiếm mới tinh. Linh cũng là do Tiểu Bạch tạo nên. Đây là một thanh táng mệnh kiếm mới tinh. Dương Diệp không có nhìn táng mệnh kiếm, mà nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa, vất vả ngươi rồi. Tiểu Bạch đong đưa cái đầu nhỏ, nàng không biết đánh nhau, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến giúp đỡ Dương Diệp. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng hiểu rõ một tí, mục đích chủ yếu của những người kia giống như chính là nàng. Kỳ thật tiểu tử này đã bắt đầu hiểu chuyện. Dương Diệp lần nữa vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía táng mệnh kiếm. Không có chuôi kiếm. Thiên Chu kiếm cho hắn cảm giác là không gì không thể chém, mà bây giờ, thanh kiếm này cho hắn cảm giác là, phong duệ không có cực hạn. Đây là một thanh kiếm chuyên môn dùng để khắc chế thiên mệnh kiếm. Dương Diệp cầm táng mệnh kiếm này cũng không bài xích hắn, dù sao hiện tại đã không phải là táng mệnh kiếm ban đầu rồi. Nhìn táng mệnh kiếm trong tay, Dương Diệp lắc đầu cười cười, đúng là một thanh kiếm vô cùng lợi hại, bất quá đáng tiếc, hiện tại kiếm lại lợi hại, cũng không cách nào thay thế địa vị của kiếm tổ ở trong lòng hắn. Kiếm tổ còn không phải phàm kiếm, nhưng hắn biết, nàng sớm muộn có một ngày sẽ trở thành phàm kiếm. Giống như xúc động, kiếm tổ bên hông Dương Diệp khẽ run lên, phát ra một tiếng kiếm reo. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm tổ, cười ha ha. Sau đó hắn đưa táng mệnh kiếm cho Tiểu Bạch, kiếm này còn thiếu một ít hỏa hầu, được để cho Tiểu Bạch rèn tiếp a. Về phần kiếm này, hắn tự nhiên là phải dùng, bất quá hắn sẽ không ỷ lại, kiếm này không thuộc về hắn, cũng không hợp kiếm đạo của hắn. Đương nhiên, dùng vẫn sẽ dùng. Tiểu Bạch tiếp nhận táng mệnh kiếm, sau đó tiếp tục tăng cường kiếm linh. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch bận rộn cười cười, sau đó xoay người đi tới một mảnh đất trống, chân phải nhẹ nhàng chà chà. Thần Linh Huynh, xin mời đi ra gặp mặt một lát. Đại địa trước mặt hắn vỡ ra, một cái đầu rồng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Thần Linh Huynh, thương lượng chuyện này. Ngươi muốn để cho ta đi ra bên ngoài, khôi phục linh khí ở ngoại giới. Thần Linh Linh Mạch hỏi. Dương Diệp gật đầu. Thần Linh Linh Mạch bao quát Dương Diệp. Ngươi có thể bảo vệ ta an toàn. Dương Diệp gật đầu. Ta không thể 100% cam đoan ngươi an toàn, bất quá ai muốn hại ngươi, phải qua xác của ta. Thần Linh Linh Mạch nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Có hứa hẹn này của ngươi, là đủ. Nói xong Thần Linh Linh Mạch phóng lên trời. Rất nhanh, ở trên không cực nhạc chi thành, vô số người thấy được một cự long phá không đi ra. Thần Linh Linh Mạch, Vĩnh Hằng quốc độ bây giờ, ngoại trừ cực nhạc chi thành. Địa phương còn lại hầu như không có linh khí. Không chỉ như thế, không có linh khí, rất nhiều linh thảo linh vật giữa thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi khô kiệt, có thể nói một mảnh tử khí. Mà theo thần linh linh mạch xuất hiện, linh khí của toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ dần dần khôi phục. Vạn vật sống lại, toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ một mảnh vui mừng. Lúc trước tất cả mọi người không có cảm thấy linh khí chân quý như vậy, bất quá sau khi mất đi thần linh linh mạch, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai linh khí trọng yếu như vậy. Rất nhiều người đều tiện như vậy, bởi vì lúc bọn họ có được, bọn hắn sẽ không quý trọng, chỉ ở lúc mất đi,
mới ý thức tới đó là trọng yếu đến cỡ nào. Trong hư không, Dương Diệp nhìn thế giới phía dưới, im lặng không nói. Trải qua lúc này đây, hắn biết, người của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ càng thêm quý trọng hiện tại có hết thảy. Lúc này đám người Đinh Thược Dược xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nhìn về phía đám người Đinh Thược Dược. Thương lượng xong chưa? Đinh Thược Dược gật đầu. Đã có một phương châm và quy hoạch đại khái, bất quá có chút ý kiến khác nhau. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Cái gì khác nhau? Đinh Thược Dược nói. Chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ, có nên hạn chế người của vạn giới tiến vào nơi đây hay không? Nếu như hạn chế, cách làm của chúng ta và Vĩnh Hằng Quốc Độ lúc trước không có khác nhau chút nào. Mà nếu như không hạn chế, người càng ngày càng nhiều, nơi đây sẽ không chịu nổi gánh nặng. Theo thanh âm của Đinh Thược Dược rơi xuống, mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Hạn chế hay không hạn chế? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Hạn chế, bất quá phải tăng thêm một điểm, hạn chế cả người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Có thể làm như vậy, nếu trong Vĩnh Hằng Quốc Độ có ai phạm pháp, có thể trục xuất Vĩnh Hằng Quốc Độ, đương nhiên, cái tiêu chuẩn phạm sai lầm này, cần mọi người thương lượng lập ra. Mà người ở phía ngoài muốn đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, thứ nhất, từ giờ trở đi, không thể có lịch sử đen tối, ví dụ như không thể tự dưng đổ sát sinh linh, nói đơn giản là ác nhân không thể đi vào. Đương nhiên, vì để ngừa lạm sát kẻ vô tội và trách oan người khác, chúng ta còn phải thành lập một tổ chức này chuyên môn chịu trách nhiệm điều tra sự tình này. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Không được sao? Đinh Thược Dược lắc đầu. Không phải là không thể được, chỉ là như vậy sự tình sẽ rất phiền toái, nhân thủ cũng cần rất nhiều. Dương Diệp cười nói. Chư vị, thế giới này đã loạn rất lâu rồi. Chúng ta muốn thành lập một trật tự mới, nhất định phải phí rất nhiều tinh lực. Trừ lần đó ra, còn có một điểm, ví dụ như người khiêu khích vạn giới thủ hộ giả, những người này phải như thế nào? Nếu như các ngươi đạt tới trình độ nhất định, cần tăng lên thực lực của mình, có thể tìm ta có thể để cho linh tổ trợ giúp các ngươi một tay. Nghe vậy, các cường giả mệnh cảnh mặt lộ vẻ vui mừng. Linh tổ, thực lực của Dương Diệp tăng lên nhanh như vậy, cùng linh tổ kia có quan hệ rất lớn, nếu như bọn hắn có linh tổ tương trợ, vậy tuyệt đối có ích lợi rất lớn. Dương Diệp lại nói, tất cả trả giá, cũng không phải trả giá không công. Mọi người cùng nhau quản lý tam duy vũ trụ, đặc biệt là chúng ta, nếu như có ai cần giúp, ta đủ khả năng đều tương trợ. Đương nhiên, loại con sâu làm dầu nồi canh, có tâm tư không đứng đắn, thứ cho ta nói thẳng, ta giết, sẽ không chút nương tay nào. Hoàng Doanh cười nói, Dương Huynh yên tâm, hiện tại ai dám sằng bậy, đừng nói ngươi, mọi người chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ bố cục mới của thế giới là... Các thế lực ở đây đều sẽ nhận được tài nguyên tương đối khá, loại tình huống này, mọi người đương nhiên sẽ không cho người ta đi ra phá hoại. Tuy Dương Diệp biết, đây không quá công bình với rất nhiều thế lực và người yếu hơn, nhưng hắn rõ ràng, thế giới này không có công bằng tuyệt đối. Những thế lực cường đại, thực lực cá nhân cũng cường đại kia, bọn hắn ra sức tự nhiên cũng càng nhiều, vì sao phải chia đều với kẻ yếu. Người trả giá nhiều, lý nên được nhiều một ít. Dương Diệp lại nói. Còn có một điểm, Vĩnh Hằng Quốc Độ này đứng đầu vạn giới, nhưng ta không hy vọng mọi người có cảm giác về sự ưu việt, cảm giác cao cao tại thượng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nếu như một ngày nào đó chúng ta bành trướng, bị mất phương hướng, quên mất ước nguyện ban đầu, ta tin tưởng, ngày sau chúng ta sẽ bị người lật tung. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vĩnh Hằng Quốc Độ lúc trước, không phải bị hoang tộc và vạn giới lật ngược sao? Ai dám cam đoan thế giới bên ngoài không xuất hiện yêu nghiệt giống như Dương Diệp? Dương Diệp tiếp tục nói. Trừ lần đó ra, thế giới của chư vị, các vị cũng phải tiến hành ước thúc, không thể tùy ý sằng bậy. Nói xong hắn nhìn về phía đám người Hoang Doanh. Hoang Doanh nói khẽ. Yên tâm, hoang tộc và thế lực phụ thuộc hoang tộc ta đều sẽ quản lý tốt. Người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chư vị còn có chuyện gì khác không? Còn có một sự tình. Hoàng Doanh nói. Cường giả mệnh cảnh tuần tra vạn giới, nhưng vạn giới thật có chút lớn, như vậy được không? Chúng ta chọn lựa huyền giả bản thổ của các thế giới, để cho chính bọn hắn quản lý thế giới của mình, bất quá hết thảy dùng Vĩnh Hằng Quốc Độ làm chủ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu.
Biện pháp này cũng được, bất quá các ngươi chọn lựa người, cần chọn kỹ lựa khéo, không nên xuất hiện loại người lấy quyền mưu tư, tuy không có khả năng mọi sự làm được hoàn mỹ, nhưng ta hy vọng, tận lực làm được tốt nhất. Còn nữa, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là giám sát, không chỉ giám sát sinh linh, còn giám sát vạn giới thủ hộ giả, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu, bọn hắn biết, Dương Diệp sợ các vạn giới thủ hộ giả sằng bậy, đã có giám sát, các vạn giới thủ hộ giả kia nhất định là không dám tùy tiện làm loạn. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lại nói. Trừ lần đó ra, ta còn muốn thành lập một trưởng lão đoàn nhân số không thể nhiều, 11 người là được rồi, thấp nhất đều là mệnh cảnh, trưởng lão đoàn là người quyết định cuối cùng, nếu như phía dưới có cái gì không thể quyết định, hoặc có bất đồng, liền giao cho trưởng lão đoàn quyết định. Mà trưởng lão đoàn cũng không phải thể chế suốt đời, 5 năm đổi một lần, còn đổi như thế nào, có thể dùng thực lực làm tiêu chuẩn, cũng có thể bầu ra. Lúc này cách đó không xa, một lão giả đột nhiên nói. Dương Tiểu Hữu, ngươi cũng là một trong các trưởng lão sao? Hay là nói, ngươi ở trên trưởng lão đoàn? Lão Hủ biết Dương Tiểu Hữu không phải người tham luyến quyền vị, bất quá hiện tại chúng ta đối với quản lý tam duy vũ trụ đã có một bộ khung đại khái, mà Dương Tiểu Hữu cũng cần phải có một thân phận rồi. Nghe lão giả nói, mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, về phần ta, nói thật, ta thật không có nghĩ nhiều như vậy, các ngươi thấy thế nào? Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói. Dương Tiểu Hữu, người có được linh tổ và thần linh linh mạch, thực lực cũng cường đại nhất trong chúng ta, lý nên trở thành tam duy vũ trụ chi chủ, ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cái trật tự này, không đơn thuần là trật tự ta quyết định, cũng là trật tự mọi người cộng đồng chế định, ta là trật tự thủ hộ giả, nếu như trưởng lão đoàn, hoặc giữa các ngươi xuất hiện vấn đề lớn, khi đó ta ra mặt, còn bình thường. Ta mặc kệ. Đương nhiên, thứ cho ta nói thẳng, ta không hy vọng có người đi ra gây sự, từ tục tiểu nói trước, ai dám phá hư trật tự này, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghe thế, mọi người xem như minh bạch. Dương Diệp là quản giáo toạc bộ trưởng lão đoàn, phải nói, hắn là quản giáo toàn bộ trưởng lão đoàn cùng với hết thảy cơ cấu, hắn bao trùm ở trên trưởng lão đoàn, bất quá hắn bình thường không quản sự, chỉ có trưởng lão đoàn xuất hiện vấn đề, hắn mới ra giải quyết. Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tại chỗ đều là cường giả mệnh cảnh, vạn nhất ngày nào đó phát sinh mâu thuẫn, lúc kia nếu như không có người đi ra ngăn lại, như vậy tam duy vũ trụ sẽ đại loạn. Có một người quản giáo, những gia hỏa có tư tâm kia phải nghĩ kỹ rồi. Dù sao bình thường Dương Diệp rất dễ nói chuyện, nhưng lúc không dễ nói chuyện, kia là cực kỳ khủng khiếp. Bất kể là hoang tộc hay vĩnh hằng quốc độ, cũng đã lĩnh giáo qua điểm ấy. Hơn nữa trọng yếu nhất là, thực lực của Dương Diệp cường đại, có thể thủ hộ vùng vũ trụ này. Thấy mọi người không có dị nghị, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy quyết định như thế, còn phương diện chi tiết, các ngươi có thể thảo luận một chút, sau đó thương định. Đương nhiên, có một điểm mọi người cần phải nhớ kỹ, cái kia chính là, vĩnh hằng quốc độ bây giờ còn không phải tuyệt đối an toàn, người thần bí kia và một ít dư nghiệt của mạt pháp chi địa vẫn còn, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Mọi người cần phải tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Một lão giả mệnh cảnh nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, vĩnh hằng quốc độ là chỗ nương thân cuối cùng của chúng ta, nếu mạt pháp chi địa dám đến gây sự, chúng ta sẽ dốc sức liều mạng. Mọi người đều gật đầu. Vĩnh hằng quốc độ bây giờ, không phải là vĩnh hằng quốc độ của Dương Diệp, cũng không phải vĩnh hằng quốc độ của đám người vĩnh hằng chi chủ, là vĩnh hằng quốc độ của vạn giới. Ai dám đến gây sự? Là tổn hại lợi ích của bọn hắn. Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng nổi lên nụ cười. Có thể nói, Dương Diệp dùng một sợi thừng, buộc tất cả thế lực và cường giả của vạn giới lại với nhau. Không thể không nói, Dương Diệp làm như vậy rất sáng suốt. Nếu như là bình thường, muốn kéo những người này lại cùng thủ hộ thế giới, những người này nhất định sẽ không làm. Bất luận kẻ nào và thế lực nào cũng có tư tâm. Nhưng bây giờ bất đồng. Thế giới này là của bọn họ, ít nhất ở bọn họ xem ra, thế giới này và tam duy vũ trụ đều là của bọn hắn. Thời điểm này, ai tới phá hư thế giới này, chẳng khác nào là đang phá hoại lợi ích của bọn hắn. Có thể nói, hiện tại hận mạt pháp chi địa nhất, cũng không phải Dương Diệp, mà là những thế lực này. Bởi vì cả mạt pháp chi địa, là thế lực uy hiếp duy nhất của tam duy vũ trụ.
dùng lợi ích khu động nhân tâm. Mọi người tản đi, chỉ còn lại Đinh Thực Dược. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, hắn còn có hai kẻ địch lớn nhất, thứ nhất tự nhiên là mạt pháp chi địa dùng người thần bí kia cầm đầu. Cái thứ hai chính là thiên mệnh lão đại. Nữ tử đã từng trấn áp muôn đời kia. Tiếp đó tính thế nào? Đinh Thực Dược nhẹ giọng hỏi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tiếp tục giúp ta tra tung tích của người thần bí kia. Đinh Thực Dược do dự một chút, sau đó nói. Sao không dùng khỏe ứng mệt? Dương Diệp lắc đầu. Bây giờ hắn còn có chỗ cố kỵ, ta sợ qua không được bao lâu, hắn sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Còn nữa, giúp ta tìm một người. Ai? Đinh Thực Dược hỏi. Dương Diệp nói khẽ. Tiêu Giao Tử. Làm chi? Đinh Thực Dược lại hỏi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Người thần bí kia tìm nhiều cường giả của thời đại thiên mệnh như vậy làm giúp đỡ, lão tử cũng phải tìm giúp đỡ. Đinh Thực Dược. Nữ nhân này, vẫn hiểu rõ hắn như vậy. Mà hắn nhiều khi có chút nhìn không thấu nàng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp khẽ gật đầu. Xác thực không đơn thuần là tìm hắn giúp đỡ, tìm hắn, ta muốn thỉnh giáo một vài vấn đề. Đương nhiên, nếu như tìm được hắn, mà hắn lại đồng ý giúp đỡ, đó là không thể tốt hơn nữa. Nói CD đến đây, đột nhiên hắn nở nụ cười. Quan hệ của hắn và Tiêu Giao Tử, kỳ thật hơi có chút phức tạp. Bất quá bọn hắn không phải địch nhân, chẳng qua kiếm đạo của ca hai người là cực đoan khác nhau. Đinh Thực Dược nói, kiếm đạo của ngươi đạt tới bình cảnh. Dương Diệp nhìn Đinh Thực Dược giơ ngón tay cái lên, nữ nhân này, vẫn yêu nghiệt trước sau như một. Bình cảnh kiếm đạo. Lúc trước hắn tăng lên tới mệnh cảnh đỉnh phong, kỳ thật kiếm đạo của hắn cũng đồng dạng đạt đến cực hạn, trừ lần đó ra, thời điểm hắn rõ ràng nhận thức được kiếm tổ mới là kiếm thích hợp hắn nhất, kiếm tổ cũng đạt tới cực hạn, chỉ cần kiếm bước ra một bước, kiếm của hắn có thể đạt tới cấp độ phàm kiếm. Mà bây giờ, hắn đã tới đỉnh phong, hắn biết còn có thể tiến lên, nhưng đã không có đường ở trước mặt hắn rồi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Giao Tử phải một đường không ngừng khiêu chiến. Sau khi đạt đến cực hạn, chỉ có không ngừng khiêu chiến, mới có thể tăng lên mình. Mà bây giờ, hắn rất muốn khiêu chiến, chính là Tiêu Giao Tử. Bởi vì Tiêu Giao Tử là kiếm tu duy nhất cao hơn hắn trừ thiên mệnh lão đại và thiên mệnh kiếm đạo. Sở dĩ không tìm ba thiên mệnh kia, là vì kiếm đạo Tiêu Giao Tử ở trên ba thiên mệnh kia. Đương nhiên, thiên mệnh lão đại cũng có thể. Bất quá hắn biết rõ. Dùng thực lực của hắn hiện tại đi tìm thiên mệnh lão đại, đây không phải cầu đạo, mà là muốn chết. Trong tràng, Đinh Thực Dược trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Ta lập tức bàn giao, để cho bọn hắn tìm Tiêu Giao Tử. Bất quá thực lực của người này thật quá cường đại, ta sợ người của ta. Dương Diệp nói khẽ. Nếu như tìm được hắn, thì nói ta tìm hắn. Đinh Thực Dược nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi hẳn còn có cái gì muốn nói với ta à? Dương Diệp cười nói. Thực Dược, có đôi khi ta cảm thấy ngươi có chút đáng sợ. Khóe miệng Đinh Thực Dược hơi cuộn lên. Có thể để cho Dương Diệp ngươi sợ hãi, ta hẳn đáng giá kiêu ngạo. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Trưởng lão đoàn, vạn giới thủ hộ giả ở ngoài sáng, nhưng ta còn cần người của ngươi ở trong tối. Ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Đinh Thực Dược nói khẽ. Theo dõi. Dương Diệp lắc đầu. Là giám sát, mà các ngươi cũng cần để cho bọn hắn biết, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tốt nhất. Đinh Thực Dược khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt bên chúng ta và trưởng lão đoàn. Dương Diệp nói. Ngươi làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ để Đế Thi, Thương Mộ và Sát Tịch đi theo ngươi, nếu như thực lực bên các ngươi quá yếu. Ta sợ bọn họ căn bản không nghĩa các ngươi. Đinh Thực Dược cười nói. Nhìn không ra, ngươi đã học được thuật cân bằng rồi. Không hề nghi ngờ, một loạt động tác này của Dương Diệp, đều là đang cân bằng. Cân bằng thế lực khắp nơi. Bởi vì tuyệt đối không thể để cho một nhà độc đại, một khi một nhà độc đại, như vậy vấn đề tiếp theo sẽ xuất hiện. Dương Diệp và Đinh Thực Dược lại dặn dò một số chuyện, Đinh Thực Dược quay người rời đi. Hiện tại nàng không thể nghi ngờ là người bận rộn nhất. Đinh Thực Dược đi rồi, Dương Diệp về tới Hồng Mông Tháp.
Dương Diệp vừa trở lại Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch chạy tới trước mặt, sau đó hai móng đưa lên một thanh kiếm. Táng Mệnh Kiếm. Dương Diệp cầm lấy Táng Mệnh Kiếm, Táng Mệnh Kiếm khẽ run lên, một tiếng kiếm reo chấn động toàn bộ bầu trời. Trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút khiếp sợ, Táng Mệnh Kiếm này thật quá sắc bén. Nếu như Táng Mệnh Kiếm này rơi vào trong tay người phù hợp nó, uy lực kia tuyệt đối sẽ rất to lớn. Nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ bồi dưỡng thanh kiếm này, bất quá bây giờ, hắn đã có kiếm tổ. Đương nhiên, kiếm này vẫn có thể dùng. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, kiếm hồ lô đột nhiên bay đến bên hông hắn, hắn bấm tay điểm một cái, Táng Mệnh Kiếm bay thẳng vào trong kiếm hồ lô. Phi kiếm. Hắn quyết định để Táng Mệnh Kiếm làm phi kiếm, thời khắc mấu chốt tế ra, tuyệt đối có thể đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý. Kiếm này sắc bén, thế gian chỉ có 2-3 thanh kiếm có thể ngăn cản. Phàm kiếm, hành đạo kiếm, còn có tứ kiếm hợp nhất thiên mệnh kiếm. Dương Diệp vuốt vuốt Tiểu Bạch, sau đó hắn mang theo Tiểu Bạch đi tới chỗ của Nhị Nha, thời khắc này Nhị Nha đang ngồi ở trên một tảng đá ngẩn người. Cảm nhận được Dương Diệp và Tiểu Bạch đến, Nhị Nha quay người nhìn về phía Dương Diệp và Tiểu Bạch, Nhị Nha nhảy xuống tảng đá, đi tới trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch, nàng nhếch miệng cười cười. Dương ca ca. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha, chuẩn xác mà nói là hai cái sừng màu đen. Nhị Nha cũng không có phản ứng gì, trong trời đất này, sợ là chỉ có Tiểu Bạch và Dương Diệp có thể sờ sừng của nàng. Lợi hại, rất lợi hại. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó trộm trộm sờ sừng của Nhị Nha, bóng loáng, vuốt thoải mái, mà Nhị Nha cũng không cam chịu yếu thế, sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, hai tiểu gia hỏa rất nhanh thì quần thành một đoàn. Đều là tâm tính trẻ con. Dương Diệp lắc đầu cười cười, quay người rời đi. Dương Diệp đi tới phòng tu luyện, trong phòng tu luyện chỉ có An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp nói khẽ. Không có sao chứ. Lúc trước hắn và An Nam Tĩnh đối mặt người thần bí kia, cả hai đều bị tổn thương nghiêm trọng. An Nam Tĩnh lắc đầu. Tiểu Bạch. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nở nụ cười, cũng phải, có Tiểu Bạch ở đây, chỉ cần không chết, đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp cười nói. Rất nhiều cảm giác. Lúc trước đánh với người thần bí một trận, mặc dù không có đánh thắng, nhưng hắn và An Nam Tĩnh đều có quá nhiều nhận thức. Thiếu sót của mình. Người nhiều khi chỉ có trải qua thất bại, mới có thể cảm nhận được thiếu sót của mình. Người không cách nào thừa nhận thất bại, ngược lại rất khó tăng lên mình. Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hồi tưởng lúc trước cùng người thần bí đại chiến. Mà ở bên cạnh hắn, hai mắt An Nam Tĩnh cũng chậm rãi đóng lại. Tu luyện. Đối với hai người mà nói, mỗi một khắc thời gian bọn hắn đều không muốn lãng phí. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thời khắc này Cực Nhạc Chi Thành cũng đổi tên thành Vạn Giới Thành, danh như ý nghĩa, đây là thành trì cộng đồng của vạn giới, trong thành phân bố các đại thế lực của vạn giới, có thể nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ Vạn Giới Thành, chính là đầu mối của cả Tam Duy Vũ Trụ, nơi đây điều hành cả vạn giới cùng với vô số tiểu thế giới phát triển. Mà Vĩnh Hằng Quốc Độ vốn tiêu điều, bởi vì vạn giới thành xuất hiện, các đại thế lực cân bằng, bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí. Trừ lần đó ra, thế giới bên ngoài Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí, bởi vì hiện tại có chừng 30 vị cường giả mệnh cảnh ở vạn giới thành tọa trấn, cơ bản không người nào dám gây sự. Mà những thế lực này đều đã có lợi ích, bản thân bọn hắn sẽ càng không gây sự, đương nhiên cũng không dám. Bởi vì có 20 vị vạn giới thủ hộ giả không ngừng dò xét Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng với thế giới chung quanh Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngoại trừ những thủ hộ giả này, phía trên còn có trưởng lão đoàn, mà trên trưởng lão đoàn còn có Dương Diệp. Có thể nói, cả Tam Duy Vũ Trụ chậm rãi bước vào một loại trật tự mới. Một loại trật tự hoàn toàn mới. Mà ở một thế giới lạ lẫm, thế giới này đã không có bất luận linh khí gì, thuộc về một thế giới gần như hủy diệt. Trong hố dung nham, nơi đây tản ra khí lưu màu đen vô cùng vô tận. Ở cửa động có một đao tu. Người này đúng là Tá Mạc. Mà ở cách Tá Mạc không xa, nổi lơ lửng một linh hồn thể. Chính là Lệ Đế lúc trước bị Dương Diệp chém vỡ thân thể. Thời khắc này Lệ Đế như cũ là linh hồn thể. Mà ở bốn phía còn có 5-6 người, đều là cường giả lúc trước từ mạt pháp chi địa trốn ra. Lệ Đế nhìn thoáng qua hố dung nham. Hắn vẫn còn giữ lại thực lực sao? Tá Mạc nói khẽ.
Địch nhân của hắn là thiên mệnh. Lệ đế cười lạnh. Thiên mệnh, nếu ngay cả Dương Diệp cũng làm không được, còn nói gì thiên mệnh? Tá Mạc trầm mặc. Lệ đế lại nói. Hiện tại Dương Diệp kia đã đủ lông cánh, thứ cho ta nói thẳng, đơn đả độc đấu, mặc kệ là ngươi hay ta, sợ là đã không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có ác tổ và kia nữ tử có được võ thần chi thể, thực lực tổng thể, chúng ta đã kém xa bọn hắn. Tá Mạc lắc đầu. Đối với điểm này, lúc trước cái nhìn của hắn và Hoành Vạn Cổ là nhất trí, chính là dốc hết tất cả thực lực chém giết Dương Diệp. Đáng tiếc, người thần bí kia nghĩ không giống bọn họ. Mà bây giờ, quả đắng đến rồi. Trong động quật, một đóa hỏa diễm lặng yên xuất hiện. Ngọn lửa kia phiêu phù ở nơi đó, mà bên kia là một nữ tử, trên đầu có một mảnh lá non. Nàng này đúng là thụ vô biên, cũng chính là thụ linh của vô biên thần thụ. Thụ vô biên nhìn thoáng qua người thần bí kia, sau đó nói. Kiếm của ngươi không còn. Người thần bí kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Thiện linh sẽ giúp nó càng thêm hoàn mỹ. Thụ vô biên lạnh nhạt nói. Ngươi cố ý cho hắn. Người thần bí nói. Bằng không thì ngươi cảm thấy hắn có thể cướp đi kiếm của ta. Hắn. Nói đến đây, người thần bí ngừng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét. Đáng chết. Nàng rõ ràng hủy kiếm linh, đáng chết, ngươi rõ ràng là thiện linh a, thiện linh chết tiệt. Ta tất hủy linh ngươi, phá vỡ linh thân của ngươi. A, mấy vị muốn đi nơi nào? Lệ đế lạnh nhạt nói. Có quan hệ gì tới ngươi? Thụ vô biên nhìn về phía lệ đế. Ngươi là muốn chết sao? Nếu như vậy, ta có thể thành toàn ngươi. Lệ đế lạnh giọng. Vậy thử xem. Thụ vô biên giơ tay phải lên, trong chốc lát. Ở bốn phía lệ đế xuất hiện từng nhánh cây màu đen, những nhánh cây kia bay thẳng về phía liệt đế, nhưng đúng lúc này, Tá Mạc đột nhiên nghiêng người, quay người chạm xuống. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, những nhánh cây kia bị chạm lùi lại. Lúc này thụ vô biên nhìn về phía Tá Mạc. Tá Mạc nói. Muốn đánh nhau không? Hai mắt thụ vô biên híp lại, lúc này sau lưng thụ vô biên, một con cự long lặng yên ngưng hiện, cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu đám người Tá Mạc. Một đóa hỏa diễm lăng không ngưng hiện, trong nháy mắt, không gian phương viên mấy vạn trượng bắt đầu hư ảo. Vạn pháp u linh hỏa. Tá Mạc cắm đao vào vỏ, tay phải nắm chuôi đao thật chặt, mà sau lưng hắn, thương đao khách và các cường giả của mạt pháp chi địa cũng chạy tới. Đại chiến muốn bạo phát. Thụ vô biên cười lạnh nhìn đám người Tá Mạc, trong mắt nàng và Nghiệt Ma Long đều là vẻ khinh miệt. Bọn hắn không thuộc về thời đại này, có thể nói, trừ cường giả năm đó. Đối với cường giả đời sau, bọn hắn thật không để vào mắt. Ngay lúc này, người thần bí kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Tá Mạc. Nhìn thấy người thần bí này, thần sắc đám người lệ đế ngưng trọng lên. Thực lực của người thần bí này, cho dù là bọn hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Người thần bí nói, thế nào, một lần chiến bại, liền muốn từ bỏ rồi hả? Tá Mạc lắc đầu, không phải buông tha, chẳng qua là, thứ cho ta nói thẳng. Chuyện các hạ làm, chúng ta đã nhìn không thấu, chúng ta không muốn chết oan chết uổng. Người thần bí có chút trầm ngâm, sau đó nói. Lần này Dương Bất Tử xuất hiện, đúng là sơ sẩy của ta. Đương nhiên, sở dĩ bọn ngươi tức giận, là bởi vì ta không có bại lộ tất cả thực lực, đúng không? Đám người Tá Mạc trầm mặc. Người thần bí lại nói. Ngươi không ở thời đại thiên mệnh, nhận thức với thiên mệnh căn bản không đủ. Nếu như ta bại lộ tất cả thực lực. Cho dù Dương Bất Tử kia ở đây, ta vẫn có thể chém giết Dương Diệp, cướp đi thiện linh và ác linh, nhưng các người biết kết quả sẽ như thế nào không? Nói xong hắn chỉ hư không. Nữ nhân kia nhất định sẽ đích thân tới giới này. Thứ cho ta nói thẳng, tùy bọn ngươi đều là mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng ở trước mặt nàng, sợ là ngay cả nửa kiếm cũng không tiếp nổi. Đừng nói nàng, chỉ là mấy thiên mệnh khác, bọn ngươi cũng không phải là đối thủ. Một bên, thụ vô biên lạnh nhạt nói. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy Dương Diệp đáng sợ nhất, thật buồn cười. Người thần bí lại nói. Dương Diệp này, đúng là thiên túng kỳ tài, cũng đã thành khí hậu, bất quá so sánh với thiên mệnh, hắn vẫn nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như bởi vì giết hắn, mà đưa tới thiên mệnh, mọi người đều phải chết. Tá Mạc lắc đầu. Theo như các hạ nói, Dương Diệp này, chúng ta là trừng phạt không được, giết không được sao? Người thần bí lắc đầu. Cần một thời cơ,
Một thời cơ thiên mệnh không rảnh chiếu cố đến giới này, lúc kia, chính là thời điểm chúng ta hết toàn lực chém giết Dương Diệp, cướp lấy thiện linh và ác linh. Tá Mạc trầm mặc, người thần bí lại nói. Sắp rồi. Tá Mạc nói khẽ. Các hạ có nghĩ qua, tương lai Dương Diệp này còn đáng sợ hơn thiên mệnh không? Buồn cười. Một bên, Thụ Vô Biên đột nhiên nói. Nói ngươi ngu ngốc, ngươi còn không tin. Thiên mệnh tay cầm hành đạo kiếm, ngươi có biết thực lực của nàng đã cường đại đến loại trình độ nào không? Thứ cho ta nói thẳng, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể đơn giản hủy diệt tam duy vũ trụ này. Ngươi cảm thấy Dương Diệp có năng lực này. Thực lực của Dương bất tử kia, ngươi là tận mắt nhìn thấy, nàng có mạnh hay không? Nhưng năm đó nàng vẫn bị trấn áp không ngẩng đầu lên được. Không chỉ Dương bất tử, thời đại năm đó, bao nhiêu người kinh diễm tài tuyệt, cái nào không bị nàng áp chế gắt gao. Dương Diệp kia, xác thực yêu nghiệt, nhưng đặt ở thời đại thiên mệnh, hắn cũng chỉ bình thường mà thôi. Tá Mạc khẽ lắc đầu, không có nói cái gì. Hắn xác thực không quá rõ ràng thiên mệnh cường đại, nhưng hắn biết tốc độ trưởng thành của Dương Diệp. Ngay từ đầu, hắn còn có thể ổn áp Dương Diệp, mà bây giờ, hắn cùng với Dương Diệp đơn đấu, đã không có phần thắng rồi. Dương Diệp không cường đại bằng thiên mệnh, nhưng hắn đang lớn lên. Bây giờ ánh mắt của người thần bí nhìn quá xa, đối với cây đinh ở dưới chân, hắn cảm thấy không sao cả, bởi vì hắn nhìn thực quá xa rồi. Bất quá Tá Mạc biết, thực lực song phương không ở cùng một cấp bậc, cái nhìn bất đồng cũng là bình thường. Lúc này người thần bí nhìn về phía Lệ Đế. Lệ Đế, thân thể ngươi đã hủy, tuy bằng thực lực của ngươi, cải tạo thân thể rất dễ dàng, bất quá sau khi cải tạo thân thể, sợ là sẽ để cho thực lực của ngươi hạ thấp một tầng. Thời điểm Hoành Vạn Cổ chết, ý nghĩ của bọn hắn đã có chút không giống lúc trước. Ở trong mắt của người thần bí này và Thụ Vô Biên, mạng của bọn hắn không quá chân quý, bọn hắn sợ sẽ có kết quả giống như Hoành Vạn Cổ. Đây chính là nguyên nhân bọn họ muốn rời đi. Người thần bí nói, hắn chết, đằng sau còn có thể có rất nhiều người phải chết, không chỉ các ngươi, ta cũng có thể sẽ chết. Nếu như lựa chọn cùng thiên mệnh chiến một trận, sinh tử đã không là gì nữa rồi, nếu không chiến làm gì. Là ở hay đi, các ngươi có thể tự quyết định. Nói xong, hắn quay người về phía động dung nham. Thụ Vô Biên và Vạn Pháp U Linh Hỏa cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Trong chàng chỉ còn Tá Mạc và đám người Lệ Đế. Bởi vì bọn hắn đã không có chỗ để đi. Bây giờ bên ngoài, Dương Diệp đang tìm bọn hắn khắp nơi, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, Dương Diệp sẽ không chút do dự đến chảm giết bọn hắn. Cuối cùng, đám người Lệ Đế vẫn lựa chọn lưu lại. Như người thần bí nói, hiện tại bất kể là hắn hay Tá Mạc, đã không cách nào chống lại đám người Dương Diệp. Mà ở tam duy vũ trụ này, khả năng chỉ còn người thần bí này có thể để cho Dương Diệp kiêng kỵ. Mà cách dung nham quật mấy vạn dặm, một hắc ảnh lặng yên ngưng hiện, rất nhanh, đạo hắc ảnh này nhìn về phía dung nham quật, thần thức hắn quét tới, nhưng vừa quét qua, sau một khắc, một cánh tay màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp nổ tung, sau đó hóa thành cho tàn. Vạn giới thành. Ninh Thược Dược đang ở trong điện xử lý công việc đột nhiên đứng dậy, sau đó nàng đi tới chỗ ở của Dương Diệp, nàng khe khẽ gõ cửa một cái, cửa mở ra, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng. Ninh Thược Dược nói, người của ta chết, vì hẳn tìm được chỗ của người thần bí kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch, thông chi mọi người. Ninh Thược Dược nói, cẩn thận. Dương Diệp cười nói, tự nhiên, rất nhanh. Hơn 30 đạo khí tức cường đại đột nhiên từ vạn giới thành phóng lên trời, chỉ chốc lát, 30 đạo khí tức kia biến mất ở trong tinh không mờ mịt. Bên ngoài đại điện, Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn hư không, trong mắt có vẻ lo âu. Dương Diệp vẫn lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn biết rõ, ở chỗ này chờ, sớm muộn sẽ chờ chết, bởi vì nếu như người ta dám đến, nhất định là đã hoàn toàn chuẩn bị. Cho nên hắn phải chủ động xuất kích. Ít nhất phải đánh ra khí thế. Rất nhanh, đám người Dương Diệp đi tới thế giới kia, mảnh thế giới này linh khí đã hầu như khô héo, rất nhiều nơi đại địa vỡ ra, sóng thần núi lửa không chỗ nào không có. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thần sắc hắn quét tới, không chỉ hắn, đám người kiếm vô địch cũng thi triển ra thần trí của mình. Rất nhanh, thần thức mọi người lan tràn đến bên ngoài mấy triệu dặm. Một lát sau, mọi người thu hồi thần thức, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Bọn hắn không thu hoạch được gì. Sau một lúc lâu,
Dương Diệp thu hồi thần thức, hắn nhíu mày. Như thế nào? Kiếm vô địch hỏi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Mọi người cẩn thận chút. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở cách đó không xa. Đám người kiếm vô địch thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, được Dương Diệp dẫn dắt, Dương Diệp cùng mọi người đi tới trước một dung nham quật. Trong dung nham quật, thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy phun ra, bất quá bên trong không có bất kỳ khí tức. Đột nhiên Dương Diệp rút kiếm chém. Ầm. Dung nham quật nổ bể ra, vô số nham thạch nóng chảy tứ tán. Bất quá không có bất kỳ người nào. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ngay lúc này, sắc mặt hắn đột biến. Mọi người cẩn thận. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, đột nhiên ở phía chân trời, một đóa hỏa diễm lặng yên ngưng hiện. Rất nhanh, đóa hỏa diễm kia bạo phát ra vô số tia lửa, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời biến thành biển lửa. Nhiệt độ cường đại làm cho toàn bộ thế giới bắt đầu hư ảo. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Dương Diệp trực tiếp nhìn về phía đám người kiếm vô địch. Không nên phản kháng, đều vào tháp đi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trực tiếp thu đám đông vào trong Hồng Mông tháp. Tiếp đó, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía biển lửa vô tận, giờ phút này, làn da trên người hắn đang từ từ nhúc nhích. Đó là đang hòa tan. Giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc Dương Diệp từ dữ tợn dần dần bình tĩnh lại, hắn vỗ nhẹ nhẹ trước ngực. Tiểu Bạch, đi ra thu yêu nghiệt này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 187.